Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện xuyên màn đêm. Hôm nay tôi xin gửi đến các bạn bộ truyện Ác nhân thành đôi. Mời tất cả các bạn lắng nghe. Chương một. Hỏng bét trang thư tình vừa tỉnh lại liền cảm thấy nàng sắp điên rồi. Không phải do nàng trông thấy căn phòng cũ nát này, thoạt nhìn mười phần là cách bày trí của cổ nhân, cũng không phải bởi vì trong đầu hiện lên nhiều ký ức lộn xộn, rối loạn, lại càng không phải vì đầu giống như bị người dùng chùy gõ vào đau điếng, mà là do đứa bé trước mắt, hắn dè dặt cẩn thận bưng một cái chén bốc lên hơi nóng, cuồn cuộn in sâu vào đầu nàng, cũng bởi vì chút ký ức không thuộc về bản thân của nàng mà nổi lên xót xa, đứa nhỏ là đệ đệ của khối thân thể này, Phương Thư Hàn, bởi vì gầy mà vóc dáng có vẻ càng thêm cao, một bộ quần áo trắng bệch, rộng thùng thình mặc trên người, mặt hơi xanh, không cần đại phu xem qua, người bình thường cũng có thể nhìn ra được đứa nhỏ này không được chăm sóc tốt vì quá mức chuyên tâm nên khi phương thư hàn đến gần bên giường mới phát hiện người trên giường đã tỉnh dậy tay nhoáng một cái thứ nước ở trong chén không biết là canh gì chỉ thấy hơi nghiêng một chút liền đổ ra tay động tác của hắn co rúm lại một chút nhưng vẫn cắn răng chịu đựng đau tận lực không hoảng hốt đặt chén lên cái bàn bên giường cũng không lau nước trên tay mà xúc động nhào lên giường hốc mắt rưng rưng cố nén không để rơi xuống tỉ tỉ người rốt cục tỉnh dậy để còn tưởng rằng còn tưởng rằng mặc cho đầu đang vô cùng đau đớn trang thư tình nhẹ nhàng vuốt đầu đứa nhỏ nghiêng đầu nhìn vào trong vào chén là tinh gạo ngao thành cháo lấy địa vị trong nhà của hai tỷ đệ này người nào lại đi lấy gạo cho các nàng nghĩ vậy trang thư tình liền trực tiếp hỏi từ đâu đến trang thư hàn cúi đầu cắn môi không trả lời hắn cũng có điểm thông minh biết sẽ không có ai quan tâm đến nơi ở của hai tỷ đệ nàng liếc mắt mắt nhìn lại Trang Thư Hàn, trừ bỏ dinh dưỡng không đầy đủ thì cũng không có chỗ nào không tốt. Trang Thư tình nhẹ giọng hỏi, nói cho tỷ tỷ biết là từ đâu đến, tỷ tỷ sẽ không trách đệ. Trang Thư Hàn nghe vậy mới ngẩng đầu lên, nhỏ giọng trả lời, cơ hồ như không nghe thấy. Tối qua đệ chờ mọi người đều ngủ liền đến phòng bếp trộm, Trang Thư tình không đồng ý nhíu mày, Thư Hàn, đệ sai rồi, Trang Thư Hàn đương nhiên biết này không tốt nhưng là tỷ tỷ hôn mê bất tình hắn đi cầu phụ thân thỉnh đại phu xem bệnh cho tỷ tỷ. Phụ thân lại nghe lời nói của nữ nhân kia, nói tỷ tỷ ngủ một giấc sẽ tốt, nhưng tỷ tỷ đều đã ngủ hai ngày. Hắn làm sao có thể tin, nếu như tỷ tỷ không tỉnh lại, không cần biết là trộm gạo trong nhà để hầm cháo, thậm chí trộm bạc để thỉnh đại phu cho tỷ tỷ hắn cũng dám làm, nếu người nói hắn sai là phụ thân hoặc là những người khác trong nhà, hắn đều tuyệt sẽ không nhận, nếu hắn sai, so với hắn thì bọn họ càng sai, có tư cách gì mà nói hắn, còn nếu là tỷ tỷ, hắn tiếp thu, trang thư Hàn đang muốn nhận sai, chợt nghe tỷ tỷ mình nói, đây là nhà ngươi, ngươi lại là trưởng tử, tại nhà mình lấy gạo, chỉ là một chút gạo, còn là cho tỷ tỷ đang bị bệnh ăn, thì cho dù đến nha môn lý luận, cũng không có người nào có thể nói ngươi trộm, trang thư tình bình tĩnh sửa lại cho hắn, cũng không nói quá nhiều, miễn cho việc nàng đem hắn dậy đến sai lệch, đứa nhỏ này nhỏ như vậy lại trong hoàn cảnh thế này nguyên thân chủ yếu cũng là do tính tình quá lương thiện vốn nàng nên che chở đệ đệ nhưng ngược lại còn để hắn chiếu cố không ít đứa nhỏ này tính cách đã có chút cực đoan không được khinh thường nếu hắn đi vào con đường sai trái nàng muốn khóc cũng không có chỗ để khóc đi có phụ thân bằng không có tổ mẫu cũng bằng không vậy thì người thân của nàng cũng chỉ có một người đệ đệ này thôi trang thư hàn mạnh mẽ ngẩng đầu trong mắt sáng lên, tỷ tỷ nói hắn không có trộm, tỷ tỷ nói việc hắn làm là đúng, tỷ tỷ không có trách hắn lại chọc phụ thân tức giận, nước mắt vốn đã kiềm lại đột nhiên liền rơi xuống, hắn không sợ bị đánh, hắn sẽ lớn lên, một ngày nào đó hắn sẽ đem những thứ hiện tại phải thừa nhận này trả lại bọn họ gấp trăm lần ngàn lần, hắn chỉ sợ một điều duy nhất là tỷ tỷ sẽ giống như nương rốt cuộc vẫn là không chịu tỉnh lại, hắn đã không còn nương, nếu cả tỷ tỷ cũng, lúc trước tỷ tỷ nếu không phải vì bảo vệ hắn, cũng sẽ không bị phụ thân dùng nghiên mực đập bị thương nghiêm trọng như vậy. Hai ngày nay Tỷ Tỷ không có tỉnh lại, hắn sợ đến không thể nào nhắm mắt lại, Mệt Nhọc liền ấn cho bản thân bị thương, nếu hắn đau thì sẽ không mệt nhọc, hắn phải đợi Tỷ Tỷ tỉnh lại, hắn muốn nói cho Tỷ Tỷ hắn sẽ ngoan, trước khi hắn lớn sẽ không đi phản kháng mấy người kia, hắn không để Tỷ Tỷ thay hắn chịu khổ, cũng biết là bản thân khối thân thể vẫn là một đứa nhỏ, đã phải chịu nhiều uất ức, hiện tại biểu tình càng làm người ta thương tiếc trang thư tình mũi chợt chua sót đem đứa nhỏ kéo đến cạnh bản thân nắm bả vai gầy yếu của hắn nhẹ vỗ nhẹ lưng hắn không nói lời nào không tiếng động như đang an ủi con thú nhỏ bị thương rất nhanh trước ngực liền ẩm ướt trang thư tình ngẩng đầu nhìn mông lung về phía trước cảm xúc phập phồng nàng đáy lòng cũng khó chịu vì đứa nhỏ này cũng vì chính mình nàng là trang thư tình nhưng không còn là trang thư tình như trước đây nữa từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên không biết cha mẹ là ai không biết chính mình sinh ra ở đâu, cũng may nàng vận khí đủ tốt tại cô nhi viện kia, tuy rằng ngày qua ngày kham khổ cũng không làm cho lòng nàng có nhiều tâm sự, cứ vậy nàng bình an lớn lên, hơn nữa cũng không cần chờ nàng học tập, chính nàng cũng không chịu thua kém, liền một hơi học xong đại học khi đó, lòng nàng đều tràn đầy hãnh diện, đúng 8 năm học trường y nàng đều dựa vào học bổng đạt được mà tiếp tục học lên, hơn 2 năm sau liền thành bác sĩ phẫu thuật Cuộc sống của nàng rõ ràng là mới bắt đầu, lại bị hiện thực khốc liệt cướp mất, sự cố điều trị xảy ra không liên quan gì đến nàng, nhưng đều bắt nàng gánh chịu, bởi vậy nàng bị thu hồi chức vụ bác sĩ, lý lịch của nàng liền có thêm vết nhơ, những người đó sợ nàng sẽ có ngày nổi danh nên nghĩ cách bôi đen nàng, các bệnh viện khác cũng không dám lại mời nàng, bị khinh nhường nàng lại không còn cách nào sống yên, tức giận sao? Đương nhiên là tức giận, nhưng hiện thực cũng không bởi vì ngươi tức giận mà có thể cải biến nàng không có bối cảnh không có chỗ dựa vững chắc cô nhi viện có nhiều đứa trẻ như vậy không thể đem thời gian hao tổn cho mình nàng, cắn răng một cái liền qua hai năm, nàng đổi nghề làm bác sĩ thú y, nhưng do lời đồn đãi mà không một ai tín nhiệm nàng, động vật cũng không, viện trưởng sau khi nàng lớn lên có nói qua, nàng là bị một tiểu cậu đưa đến cửa cô nhi viện, để tại đại sảnh, nếu không bởi vì nó, nàng tuyệt đối không có khả năng được ở đây, sau này nó liền ở trong cô nhi viện giữ nhà cho đến chết đi, nàng hồi nhỏ tuy rằng không hiểu được suy nghĩ của tiểu cậu kia nhưng cảm tình cùng có rất tốt khi nó chết nàng còn vì thương tâm nên khóc một trận cũng là theo khi đó bắt đầu nghiệm ra cho dù có tâm có tiền thì ngươi có thể nuôi dưỡng sủng vật có thể cho nó hết thảy nhưng không cách nào cho nó trường thọ sinh ra đã chịu thiệt chỉ mong trước khi chết được sống an ổn nhớ lại chuyện cũ cuối cùng nàng lại thành bác sĩ thú y chết trước mặt nàng không biết có bao nhiêu động vật trước còn cảm thấy rất khó chịu nhưng lâu dần cũng trở thành thói quen rõ ràng nàng đều đã quen rõ ràng nàng đều đã chịu nhiều ủy khuất rõ ràng nàng có thể khẳng định thực lực bản thân giúp cho tình trạng của cô nhi viện không còn khó khăn không còn tai họa cũng không chịu kích thích gì nhưng thế nào vừa ngủ dậy liền trở thành cỗ thân thể này chủ nhân thực sự của khối thân thể này đâu phải chăng hồn vía đã đến thế giới của nàng nếu các nàng là trao đổi thân thể như vậy tất cả trách nhiệm ở đây đều đặt trên vai nàng sao nàng nghĩ không ra cũng không nghĩ nữa cô nhi viện tuy rằng cũ nát nhưng lại là nơi cho nàng hết thảy Viện trưởng đã già, thân thể cũng không tốt, nàng hôm qua mới cùng đồng học hẹn thời gian để viện trưởng đi làm kiểm tra sức khỏe, Đào từ lúc trước còn gọi điện thoại cho nàng nói có việc muốn nàng hỗ trợ ý tưởng, A Quân nói muốn làm quân nhân, nàng phải đi giúp đỡ, tìm xem quan hệ trong viện những đứa bé sơ sinh lại được đưa đến, nàng mua mấy hộp sữa bột còn chưa có đưa về, Trang thư tình nâng lên một bàn tay áp trụ mắt, không để thứ chất lỏng trong mắt chảy ra. vừa rời đi thì nàng liền nhận thấy thì ra ở thế giới kia nàng có nhiều ràng buộc như vậy nguyên lai like, nàng không buông xuống được nhiều như vậy nếu viện trưởng biết nàng chết bà sẽ thấy khổ sở đến mức nào chỉ mong chỉ mong thân thể viện trưởng có thể khỏe mạnh cho dù nàng không thể gánh hết trách nhiệm cũng đừng vì nàng mà khóc nước mắt biểu hiện cho sự yếu đuối nàng phải mạnh mẽ lên hai tỷ đệ từng người đều có suy nghĩ riêng ở bên ngoài lại truyền đến nhiều tiếng bước chân, Trang Thư Hàn nghe tiếng bước chân liền biết người đến là ai, lập tức ngẩng đầu lên nhìn qua ánh mắt của hắn cùng ánh mắt giống như ánh mắt hung ác của sói con, Trang Thư Tình thấy thế liền hiểu rõ, cảm xúc nhất thời thu lại, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía cửa trong trí nhớ không có hảo cảm gì với di nương cùng thứ muội này, trước mắt liền thấy hai người một trước một sau từ bên ngoài đi tới, vô tư như đang ở phòng của mình, không thèm nhìn Trang Thư Hàn đang phẫn nộ và cái người đang còn nằm trên giường, đầu bị thương, thậm chí mặt mày còn mang theo vẻ đắc ý, Di nương là toàn không cố kỵ, thứ muội cho dù không tỏ vẻ ra bên ngoài nhưng trong mắt nàng cũng không hề che giấu khoái ý, dựa vào quy củ Trang Thư Tình là con vợ cả, một Di nương và thứ muội đứng trước mặt nàng, một chút địa vị cũng không hề có, nhưng ở nhà lớn, mẫu thân sau khi qua đời nàng lại bị bức phải gọi người kia là nhị nương không gọi có thể chỉ là cuộc sống sẽ càng thêm khó khăn ánh mắt của trang thư tình không tệ cũng khéo léo biết không thể chịu thiệt thòi trước mắt liền sửa lại xưng hô nhưng dù nghĩ như vậy thì trang thư tình cũng không thể nào nói ra miệng nhìn kế nữ không còn giống như trước kia vội vàng chào đón hành lễ cũng không gọi nàng, đại tỷ, chỉ là một bộ dáng không mặn không nhạt nhìn nàng, Trần Kiều Nương tức giận trong lòng, thấy trong phòng không có người khác liền chộp lấy cái cốc trên bàn muốn chuẩn bị ném qua, thanh âm không quá lớn của trang thư tình liền chuyển đến, ném chuẩn một chút, chúng đầu thì càng tốt, tốt nhất là để hôm nay trang ra xử lý một chút tang sự, cũng để cho di nương không thể cứ mãi nhắm mắt làm ngơ, Trần Kiều Nương sửng sốt, cái cốc trong tay dơ lên trong lúc nhất thời không biết nên ném hay không, chàng thư tình không phải một người để bản thân phải chịu thiệt, không muốn ra thịt phải chịu khổ, cũng không để Trần Kiều nương phải ngạc nhiên lâu, liền thay đổi khẩu khí nói, đầu ta vô cùng đau đớn, còn phải nhờ di nương mời đại phu đến phủ xem bệnh cho ta, muốn tìm đại phu, Trần Kiều nương nhất thời cảm thấy chính mình chiếm thế thượng phong, bất quá chỉ là chút thương tổn da thịt, như vậy đã phải mời đại phu đến xem, Người thật đúng là tính cách của một thiên kim tiểu thư cũng không có không đợi trang thư tình trả lời trần kiều nương vẫn duy trì vẻ mặt ngoài cười nhưng trong không cười nói người nhà thiên kim tiểu thư nương người đã chết hiện tại bên trong nhà lớn ta là người làm chủ muốn xem đại phu cầu xin ta có thể ta sẽ cân nhắc suy xét một chút ta vì sao phải cầu ngươi trang thư tình vẻ mặt giả vờ kinh ngạc người nào liếc mắt đều có thể nhìn ra nàng ta đang giả bộ, ta là đích nữ của trang gia, nhà lớn tất cả ăn mặc chi phí đều là tiền bạc nương của ta năm đó mang đến, bạc ta dùng bất quá là của nương ta, có quan hệ gì với di nương sao, chương 2, di nương cùng thứ nữ trần kiều nương làm sao có thể đem một nha đầu chưa trưởng thành để ở trong mắt, nghe vậy liền cười lạnh, nương ngươi lúc còn sống có thể bảo vệ cho các ngươi, hiện tại chết rồi, để lại hai người tỷ đệ các ngươi, lão gia cũng không yêu thích các ngươi, cho dù ngươi chết thì như thế nào, ngươi chớ có chọc ta, một khi ta tức giận, liền đem ngươi gả cho tên vô lại ở thành đông, hoặc là gã quẻ thành tây, đến lúc đó ngươi có năng lực gì làm khó dễ được ta, ta là muốn hỏi ngươi một chút, hôm nay ai cho ngươi gan lớn như vậy lại dám cùng ta nói chuyện di nương thực tính toán gả ta cho đi ra ngoài theo luật lệ đại chu đồ cưới của nữ tử chỉ có nhi nữ có quyền kế thừa những người khác động đó là phạm luật tại trang gia này hết thảy như thế nào di nương hẳn là người rõ ràng nhất mới đúng di nương đây là khi dễ tỷ đệ chúng ta sao muốn đem đồ cưới của nương ta đưa cho nữ nhi của ngươi cũng phải xem luật pháp có buông tha cho ngươi được không về phần di nương nói gà ta cho tên vô lại hay là gã quẻ Trang thư tình cười đến xuân phong đẹp đẽ. Nếu là phụ thân ném mặt mũi đi không cần nữa thì ta có sợ gì? Ngươi Trần Kiều Nương tức giận đến phát run, nghẹn họng không nói nên lời. Trang thư đình thấy thế bước lên phía trước đỡ lấy nàng, nhìn về phía Trang thư tình ánh mắt rõ ràng mang theo sự độc ác, nói lên lời lại thong thả thanh âm nhỏ nhẹ đều có một cỗ khí chất của tiểu thư khuê các tỷ tỷ. Nương ta. Dù sao cũng là trưởng bối, ta mặc dù không hiểu luật lệ đại chu, nhưng cũng biết thế nào là gia pháp của trang gia, nếu là phụ thân cùng tổ mẫu biết được sẽ phạt ngươi. Trong trí nhớ của trang thư tình, cho tới bây giờ nàng đều chỉ có thể ngưỡng vọng trang thư đình, nàng tính tình khiếp nhược, khi mẫu thân còn sống khi chỉ biết trốn phía sau mẫu thân, có mẫu thân che chở một ngày, nàng còn là đại tiểu thư của trang gia, ai cũng không thể khi dễ được nàng, kể từ từ lúc mẫu thân qua thì đời hết thảy liền thay đổi, đại tiểu thư cao cao tại thượng bây giờ đến hạ nhân cũng không bằng, mỗi ngày đều phải làm việc, ăn mặc cũng kham khổ, vì để đệ đệ không bị ai đánh mắng, để hắn có thể ăn no, tính tình cũng là càng thêm yếu đuối, mà trang thư đình lại như phượng hoàng trong bầy gà, trước kia đại nương quản gia khắp nơi đều là quy củ, thậm chí người cũng không cho có dù chỉ một chút khuyết điểm, mà hiện tại trang thư đình sinh ra thật tốt, khí chất cũng so với thiên kim tiểu thư kia không có chút nào thua kém, hơn nữa lại xinh đẹp như hoa, thiện lương dịu dàng, chưa đến một năm tiếng tốt liền truyền khắp thị trấn, về sau tự nhiên sẽ có chỗ tốt để gả, mà trang thư tình đích nữ không có khí độ của đích nữ, thứ nữ lại xuất sắc như thế không biết bao nhiêu người nói xấu sau lưng, tại trang gia hai tìm muội cũng là bị khi dễ, trang thư tình nghe những lời này cũng chỉ có thể ảm đạm hao tổn tinh thần, nói nàng đi tranh giành, hiện tại sinh hoạt của tỷ đệ các nàng đều không được đầy đủ, bảo nàng có thể đi tranh như thế nào, để hai tỷ đệ các nàng không đói bụng mới là tốt nhất, nếu là dĩ vãng, bị trang thư đình như vậy chỉ trích trang thư tình đầu đều cúi xuống thấp gần như chạm đến đũng quần. Thế nhưng hôm nay nàng lại cư nhiên dám chống lại tầm mắt của Trang Thư Đình, trong mắt như có vô số sóng ngầm mãnh liệt, Trang Thư Tình là người trong cuộc trông không rõ nhưng nàng lại rõ ràng phương pháp của trang thư đình bất quá là học từ mẫu thân khối thân thể này mà thôi nếu là muội muội thật sự quá phận vậy mời phụ thân cùng tổ mẫu tới phân rõ phải trái như thế nào trang thư đình giật thót nếu là không có nàng đi nói phụ thân cùng tổ mẫu như thế nào sẽ biết hoặc là muội muội có thể chỉ điểm cho ta một chút vừa rồi trong lời nói có chỗ nào không đúng chẳng lẽ luật lệ đại chu hướng luật không phải quy định như vậy sao, Trang Thư Đình lại bất động, luật pháp nàng quả thật không hiểu, nhưng điều lệ này nàng như thế nào có thể không biết, muội muội cũng không nói được lý do, vậy liền nhờ muội muội thỉnh đại phu qua phủ, Trang Thư Tình khẽ vuốt thái dương, nếu là muội muội cũng cảm thấy khó xử, kia tỷ tỷ liền tự mình xuất phủ đi y quán xem đại phu đi, không cần tỷ tỷ xuất phủ, muội muội nhất định đem đại phu mời đến, tỷ tỷ cứ yên tâm tĩnh dưỡng, Trang Thư đình nhanh chóng đáp ứng, cũng không biết này trang thư tình là bị cái gì kích thích nhìn cùng quá khứ tương phản như hai người, nương hiện đang nói cái gì đều không chiếm được lý, chẳng bằng trước cứ ứng phó cho xong rồi nói sau, trang thư tình chậm rãi gật đầu, thư tình dử nhị vị ở lại thêm nữa di nương muội muội xin cứ tự nhiên trần kiều nương cắn răng nhưng cũng không có phản bác lời nói nữ nhi thư đình trước giờ đều có chủ ý nàng nếu như nói như vậy tất nhiên là có đạo lý của nàng chỉ cần ở một bên quan sát là được rồi trang thư tình làm sao không thấy được nàng cũng không cần biết mẹ con hai người hội tính toán cái gì trước cứ chuẩn bị rời đi nơi này rồi tính sau trang ra đều không phải nơi có thể ở lâu phụ thân cho dù cả cặn bã cũng là cha ruột lời phụ thân không nghe chính là ngỗ nghịch còn có một vị tổ mẫu nếu là như bị trang thư đình rượt dây, thực sự đem nàng gà lung tung cho người ta kia mới thật sự là làm cho người ta căm giận, dẫm đạp lên người khác để thoát khỏi thống khổ của bản thân. Chuyện như vậy nàng không làm được, cúi đầu nhìn về ánh mắt không thể tin trang thư hàn, trang thư tình cười cười, vì đứa nhỏ này, nàng tất yếu phải suy nghĩ cách để nhanh chóng ly khai nơi thị phi này, trong lòng có hận không phải chuyện xấu, nếu hận có thể thúc giục hắn hứa về phía trước thì đó là chuyện tốt, còn nếu tâm trí bị hận ý chiếm giữ, thì cả đời này của hắn sẽ bị phá hủy, theo như quan sát nàng cũng nhìn ra được hận ý của hắn, giờ ở trong lòng thư hàn, lại có thể như vậy buông xuống, cũng là tốt, thấy tỷ tỷ nhíu mày, trang thư hàn trong lòng cái gì cũng đều không có, sốt ruột hỏi, tỷ tỷ, có phải hay không miệng vết thương lại đau, tỷ tỷ không có việc gì, trang thư tình nhanh chóng trả lời cảm thấy đứa nhỏ này vì nàng bận tâm hao tổn tinh thần nàng lại không thể làm cái gì tỷ tỷ chính là nhớ mẫu thân để cũng nhớ người trang thư hàn thì thảo nói xong nhưng mà đệ sắp không còn nhớ rõ mẫu thân trông như thế nào nàng nhớ rõ trong trí nhớ khuôn mặt kia rất rõ ràng mẫu thân khối thân thể này họ đồng khuê danh uyển như là đồng gia nữ nhi ở kinh đô theo tầng tổ phụ lên triều làm quan mà chuyển đến vị tổ phụ kia là một đại quan nhất phẩm là danh môn vọng tộc như vậy nữ nhi người ta gia đình là cửa son nhà giàu chính là trưởng gia nương tử nhưng không nghĩ đến vừa thấy cha nàng liền lầm cả đời tại kinh đô xét khảo trong lúc vô ý gặp phải trang trạch lương đang đi thi một nữ tử được gia đình bảo vệ đơn thuần như giấy trắng một một người còn lại là có tâm tiếp cận, vọng tưởng đặt lên phú quý của đồng gia, đồng uyển như tuy rằng đơn thuần cũng không ngu xuẩn, trong lòng rất rõ ràng trong nhà tuyệt đối không có khả năng nàng gả cho gia đình nhỏ như trang gia, lúc đó cũng không biết lá gan từ đâu đến, thu thập đồ trang sức của chính mình mang theo tiền riêng nhiều năm đi theo trang trạch lương trốn mất, nguyên tưởng rằng chính mình được gặp được mối lương duyên cả đời, nghĩ đợi sau khi sinh hạ sẽ về nhà mẹ mẹ đẻ chỉ cần thấy nàng hạnh phúc cha mẹ định sẽ đồng ý lại nào biết được vừa khi nàng đi liền hủy cả một đời trang trạch lương dù chưa thành hôn trong nhà từ nhỏ đã đính hôn với biểu muội đồng uyển như không có khả năng làm thiếp lúc đó liền nghĩ quay lại nhà mình nhưng làm sao trang trạch lương kia có thể bỏ qua miếng thịt béo này cũng không biết hắn là nói như thế nào thuyết phục biểu muội cuối cùng chủ động đem vị trí chính thê nhường ra đồng uyển như liền nguyện gả cho trang gia sau khi thành thân một năm lại không thể không thuận theo trượng phu nạp biểu muội kia làm thiếp mà khi đó nàng đã có thai lúc đó nàng cũng cho rằng chính mình cần nhẫn nại thì mọi chuyện sẽ tốt lại không nghĩ rằng nhẫn nại này mới chỉ là bắt đầu sau đó trang thư tình không cần nghĩ đều có thể minh bạch chuyện gì xảy ra đã từng là thiên kim tiểu thư cao cao tại thượng nàng làm sao có thể nhẫn nhịn trang trạch lương đó là người ham tươi mới sao lại so được với cảm tình thanh mai trúc mã cùng biểu muội biểu muội kia cơ bản không phải là loại người dễ đối phó từ thê trở thành thiếp như thế nào có thể cam tâm đồng uyển như chính là đơn thuần nhưng không ngu tại bị trang trạch lương đào đi hơn phân nửa tài sản sau cuối cùng cũng phản ứng kịp kia là biết chính mình tự bản thân sai lầm nhưng là lúc ấy đã muộn bây giờ tình thế như vậy, nàng nếu hồi đồng gia sẽ chỉ là đem đến cho đồng gia hổ thẹn, mẫu thân họ đồng có cha mẹ sùng nàng huynh trưởng bảo hộ nàng đem trang trạch lương trả giá đại giới còn một đôi nhi nữ nàng sẽ như thế nào bọn họ thủy chung là họ trang không có nàng che chở tuyệt sẽ không đối xử tử tế với đứa nhỏ của nàng chính là minh bạch điểm này cũng là chặt đứt đường lui của nàng chỉ có thể ở lại trang ra ngày nào hay ngày nấy cho đến khi dầu hết đèn tắt vào một năm trước hậm hực mà chết lúc đó đồng uyển như ba mươi tuổi nàng không còn cách nào khác đành phải dứt bỏ hai đứa nhỏ của nàng, trưởng nữ 13 tuổi, ấu từ 9 tuổi, mất đi che chở của mẫu thân, cùng với một năm trước so sánh, hai người cơ hồ không muốn nhớ lại, trang thư tình thở dài, này cũng thật không phải cục diện tốt, cũng không biết nàng có phải hay không trời sinh không có duyên với cha mẹ, chính là thay đổi cái xác cũng là nương chết cha không thương, cúi đầu nhìn về phía đứa nhỏ đang xuất thần, trang thư tình lại thở dài, nhìn hắn cổ áo chẳng biết lúc nào mở ra theo bản năng liền sửa sang lại cho hắn mới vừa rồi nguyên bản còn đang ngẩn người liền mạnh mẽ nhảy lên âm thanh hô đau kia tuy rằng bị hắn áp ở trong miệng nhưng vẫn lọt vào trong tay, trang thư tình nhất thời trầm mặt lại đây tỷ tỷ còn nghĩ giấu giếm ta sao trang thư hàn cắn môi trần chờ đến gần hắn cảm thấy tỷ tỷ từ khi ngủ say hai ngày hai đêm liền trở nên không giống trước đây ít nhất trước kia tỷ tỷ tuyệt sẽ không như vậy hung dữ cũng sẽ không cùng nữ nhân kia tranh luận đem người chọc cho tức giận rời đi bất quá tỉ tỉ như vậy thật tốt thật tốt trang thư tình nâng tay cởi bỏ cổ áo của hắn tại cổ áo phía dưới một chút liền có thể thấy được vết thương che kín run run tay cầm quần áo mở ra trang thư hàn muốn ngăn trở lại bị nàng liếc mắt chừng cho không dám phát ra tiếng động nhìn thân thể gầy yếu non nớt cơ hồ chỉ còn ra bọc xương dấu vết trước ngực xanh xanh tím tím đâm vào trong mắt đến phát đau, mũi lên chua xót, nàng gặp qua những lão nhân không được đối xử tử tế, gặp qua những nữ tử bị chồng bạo ngược đánh cho vết thương đầy người, cũng gặp qua rất nhiều động vật bị ngược đãi, cảm thụ kia đều không có khắc sâu như hiện tại, có lẽ là bởi vì hắn còn quá nhỏ, lại rất hiểu chuyện, có lẽ là cảm xúc của cơ thể này lưu lại, ngược lại nghĩ đến trong trí nhớ tự bản thân, tiểu thân thể này cũng là có rất nhiều loại vết thương như vậy, xót xa biến thành phẫn nộ, nữ từ cổ đại đều trọng danh tiết, trên người chính là một cái vết thương đều khó gả cho người trong sạch, nếu là vết thương là đến từ di nương cũng liền thôi, như không chỉ như thế, đúng vậy, vết thương của nàng là tổ mẫu tự tay đánh, trên danh nghĩa là dạy dỗ, trang thư hàn này một thân thương cũng không phải là từ những người khác, là từ phụ thân của hắn, một người đọc sách hơn thánh hiền 10 năm hiện tại cũng có thanh danh bên ngoài, trang trạch lương, chương ba, hưng sư vấn tội Trần Kiều Nương biết được lợi hại trong việc này, trừ khi là ở những nơi người khác không để ý tới thì sẽ bồi thêm trên người nàng mấy vết thương, chứ khi ở bên ngoài sẽ không động tay động chân với các nàng, nhưng là mỗi lần tỷ đệ bọn họ bị phạt, ở phía sau gây sóng gió tất nhiên là nàng, kia hai mẹ con bọ họ không chiếm được tiện nghi của nàng ở nơi này, tất nhiên sẽ đến trước mặt tổ mẫu nói này nói nọ về tỷ đệ nàng, nàng biết chính mình trước hết hẳn là nghĩ cách đối phó với việc này, nhưng ánh mắt thế nào đều không rời mắt khỏi lên vết thương, không thể tiếp tục ngây người, thật sự không thể tiếp tục ngây người nữa. Nếu Trang Trạch Lương ngày nào đó xuống tay dứt khoát đem Thư Hàn đánh đến, Trang Thư Hàn trên mặt hơi có chút hồng lộ ra, nam nữ 7 tuổi bất đồng tịch ngực hắn không che dậy ở trước mặt tỷ tỷ rất không được tự nhiên, trông tỷ tỷ như đang thất thần, vội cầm quần áo lung tung mặc vào, bưng cháo đưa đến trước mặt tỷ tỷ, nuốt nước miếng một cái nói, tỷ tỷ, cháu sắp lạnh rồi, người trước ăn đi, nói chưa dứt lời, Trang Thư Tình liền cảm thấy đói Là xem thư hàn trong mắt đều rơi vào trong chén nhanh muốn giải quyết hết cháo, nhưng còn làm bộ như chính mình một điểm cũng không muốn, nàng cũng không nói cái gì, tiếp nhận cái chén cúi đầu ăn từng ngụm từng ngụm nhỏ, một hơi uống hết nửa bát liền dừng lại, đưa chén trở về, tỷ tỷ ăn no rồi, người ăn đi, trang thư hàn lắc đầu, tỷ tỷ bị thương, cần phải ăn nhiều một chút, ta không đói bụng, ta đều nghe được cái bụng trống rỗng của ngươi đang kêu như bày không thành kế, thanh âm lớn như vậy sợ ngoài cửa còn có thể nghe thấy, còn nói không đói bụng, mau ăn, Trang Thư Hàn sờ sờ lỗ tai cúi đầu, bị tỷ tỷ nhận ra mình nói dối có chút ngượng ngùng, nhưng thái độ lại kiên quyết, tỷ tỷ mới ăn nửa bát làm sao có thể no, chính là an ủi hắn, muốn để hắn ăn, nghe lời, mau ăn đi, tỷ tỷ có chuyện muốn cùng ngươi nói, tỷ tỷ, tỷ tỷ tính toán rời đi Trang ra, ngươi có muốn đi cùng tỷ tỷ, Trang Thư Hàn Hàn mạnh mẽ ngẩng đầu lên, động tác rất mạnh, đầu liền có chút choáng váng, lúc này căn bản cũng không cố hơn được nữa. Nếu không vì tỷ tỷ, hắn đã sớm rời đi trang gia, chính là ở bên ngoài xin cơm, cũng so với trang gia tốt hơn, ở bên ngoài chính mình có thể tự do tự tại, ở trang gia, quan hệ huyết thống này khiến hắn sống cũng không dễ chịu, thà là không cần, hắn tình nguyện chết ở bên ngoài, cũng không muốn ở trang gia chịu người khi dễ, tỷ tỷ, thật sự quyết định, ân, trang thư tình đau lòng sờ mặt đứa nhỏ. Không Ly Khai, hai tỷ đệ chúng ta cả đời này đều khó có thể sống, nhưng mà lúc trước tỷ tỷ cũng không nghĩ như vậy, trong trí nhớ có lần Trang Thư Hàn nói với tỷ tỷ muốn đi thỉnh bên ngoại tổ phụ làm chủ cho hắn, Trang Thư tình sống chết khuyên hắn không cần làm như vậy. Lại nói Trang gia không tốt nhưng cũng là nhà của bọn họ, bọn họ không có lựa chọn, rời đi Trang gia không chừng sẽ chết ở bên đường, nhìn thái độ kiên quyết của tỷ tỷ, Trang Thư Hàn mới không thể không khóa chặt tâm tư, hiện tại nàng không thể phủ nhận sự lo lắng của nàng bây giờ, bởi nàng không còn là Trang Thư Tình lúc trước, nàng là một người hiện đại 28 tuổi, đương nhiên sẽ vì bọn họ mà suy nghĩ, cầm chén mạnh mẽ nhét vào trong tay Trang Thư Hàn trang thư tình nhẹ giọng nói không cần lo tỉ tỉ lúc trước nghĩ như thế nào Hiện tại tỷ đã suy nghĩ cẩn thận, mau ăn cháo đi, một hồi nữa tổ mẫu khẳng định sẽ đến xem chúng ta. Ngươi không có khí lực thì làm sao chiếu cố tỷ tỷ? Trang thư Hàn cho dù tâm tư đã sớm trưởng thành nhưng nói sao cũng chỉ mới 10 tuổi, vừa nghe tỷ tỷ nói muốn hắn hỗ trợ cũng không có nghĩ nhiều, liền cầm bát cháo lên uống, cho đến khi không còn một giọt bên trong mới đặt chén xuống. Trang thư Tình còn lo lắng hắn sẽ đem bát liếm một lần, cũng cũng may có mẫu thân xuất thân là thiên kim tiểu thư, nên đem hắn giáo dưỡng rất tốt, đúng rồi tỉ tỉ, không thành kế là có ý tứ gì, trang thư tình cười, cũng không nghĩ ngợi lung tung, đem chuyện về không thành kế này kể cho hắn một lần, hừ, nếu là ta thì còn lâu mới mắc mưu, nào lại có đạo lý không dám công thành liền đem quân rút lui, mặc dù không phá thành cũng không nên đem toàn quân rút đi, 10 vạn binh mã sợ chúng kế không dám tiến công. Vậy sao không thể vây thành, cắt đứt nguồn nước, lại chặt đứt lương thảo, có phải hay không chưa đến 10 ngày nửa tháng liền còn có thể cầm cự được? Trang Thư Tình nghe được giật mình trong nháy mắt, này thật sự là đứa nhỏ 10 tuổi, trong trí nhớ trang Trạch Lương trừ bỏ cung cấp chút tinh trùng sinh ra hai tỷ đệ bọn họ, cũng không có dạy bọn họ cái gì, còn bọn hắn mẫu thân xuất thân thiên kim tiểu thư kia đều dạy bọn họ đối xử bình đẳng, 4 tuổi liền cho bọn hắn tự mình học hỏi, nàng nhớ rằng từ lúc nàng có thể nhận thức được thì nàng chưa từng được yêu cầu phải học tập, nguyên lai, like, nàng đối với phương diện này cũng không có hứng thú, nương không dạy nàng liền không học, khi thấy đệ đệ học hành vất vả, sẽ chủ động đến phòng bếp làm điểm tâm ngon đưa qua cho đệ đệ, nên nàng cũng không biết đứa nhỏ này học tập tốt như vậy. Bị Tỷ Tỷ nhìn, Trang Thư Hàn liền thay đổi dáng ngồi, nhẹ hỏi: "Tỷ Tỷ ta có phải hay không nói sai điều gì rồi?" "Không, không có, Tỷ Tỷ chính là không nghĩ tới Thư Hàn có thể nghĩ đến xa như vậy." Trang Thư tình phục hồi tinh thần lại lắc đầu liên tục, ẩn ẩn mang theo chút hưng phấn, "Đứa nhỏ này thông minh như vậy, nếu dạy tốt thì chính là tiền đồ rộng mở, mẫu thân lúc đó dạy được nghiêm cẩn như vậy, cũng là ngóng trông hắn có thể có tiền đồ đi, chỉ cần hắn có tiền đồ, nàng mới có mặt lại về nhà mẹ đẻ, đáng tiếc, nàng không thể đợi đến lúc đó, chờ rời đi trang ra, tỷ tỷ đưa ngươi đi học đường đọc sách, trang thư hàn nhãn tình sáng lên, chợt lại ảm đạm xuống dưới, hắn đương nhiên muốn đi học đường nhưng tình huống hiện tại bọn hắn trang thư tình sờ sờ đầu của hắn đứa nhỏ này nhỏ như vậy không nên có nhiều suy nghĩ như vậy, những suy nghĩ này vốn nên là chuyện của người lớn, yên tâm, hiện tại đệ còn có tỷ, được tỷ tỷ ủng hộ, Trang Thư Hàn cảm thấy rối rắm cực kỳ, vụng trộm nghĩ, nếu tỷ tỷ có thể một mực như vậy thì tốt rồi, đánh lẽ vừa rồi nàng tại nơi này không chiếm được tiện nghi của mẹ con hai người kia thì cũng nên có chuẩn bị. Trang Thư tình nheo lại mắt nghĩ nghĩ ghé sát vào tai đệ đệ nhỏ giọng nói nhỏ, đi tìm ngọc bội của mẫu thân đem ra, một hồi nếu tổ mẫu ở đây để không cần chống đối nàng, đợi tỷ tỷ giả bộ bất tỉnh rồi ngươi mới hành động, không cần phải nói gì cả, liền cầm cái chổi đuổi người. Sau đó, cõng tỷ tỷ đi tìm đại phu, nơi nào có y quán đệ biết chứ, Trang Thư Hàn dùng sức gật đầu tay nắm thật chặt ta đã thấy mẫu thân mời cao đại phu đến trần bệnh ta đã theo hắn đi lấy thuốc, hồi xuân đường là nhà của hắn, nương đã nói qua, hắn là người tốt tốt lắm, chúng ta phải đi hồi xuân đường, Trang Thư Tình trong đầu thật nhanh xoay chuyển, Trang Trạch Lương dựa vào thê tử mà đi lên, lúc trước cũng không dư giả tuy hiện tại cũng có thể xem. Nhưng người giàu có, nhưng chưa hẳn dám náo đến hồi xuân đường, trong trí nhớ cao đại phu mặc dù không có tự tâm, nhưng nhìn tỷ đệ bọn họ hai người bộ dạng chật vật cũng phải mềm lòng, dù sao phía trước lúc gặp nhau bọn họ cũng không phải là thảm cảnh như vậy, chỉ cần hành động cứng rắn, nàng liền có biện pháp ra khỏi cửa của trang gia, vài chủ tử của trang gia đều biết đến bộ dạng này của tỷ đệ bọn họ không thể xuất môn cho người ta nhìn thấy bình thường cũng không cho bọn hắn ra ngoài, lúc này nên phải để bọn học trả giá đại giới một chút, không đem bọn họ dọa, bọn họ còn khi dễ tỉ đệ các nàng, nhìn cánh tay cùng cẳng chân gầy yếu của hai người, không mạnh tay thì không có nửa điểm phần thắng, còn có thể cõng được Tỷ Tỷ sao? Cõng được Trang Thư Hàn cắn răng, Tỷ Tỷ gầy đi rất nhiều, đâu chỉ là gầy, là đã bị người ép buộc chết trang ra, thật đúng là có đủ lương tâm, Tỷ Tỷ, chúng ta đi đâu? Phải đi kinh thành tìm đến ngoại tổ sao? không, chúng ta trở về dòng họ, trở về dòng họ, vì sao, vậy không phải, ngươi cho là tỷ tỷ là đem hai tỷ đệ chúng ta tỷ đưa vào hang sói, tỷ tỷ cũng không ngốc, trang thư tình sờ sờ miệng vết thương đầu, đầu liền bị một trận co rút đau đớn, nhưng cũng bởi vì đau đớn này khiến cho đầu óc của nàng cực kỳ bình tĩnh, trang trạch lương từ khi giàu có thì không trở về khê thủy trấn càng không cần phải nói dẫn đệ tử trong tộc ra ngoài, chưa vì tộc làm chuyện. Chuyện gì dù có đệ tử trong dòng họ đến tìm thì cũng cực kỳ lãnh đạm qua loa đổi đi người trong dòng họ đối với hắn liền không có cảm tình thư hàn người về sau nhất định sẽ có tiền đồ nên là vì tương lai của người ta cũng muốn chặt đứt tầng quan hệ này không cho hắn có cơ hội chèn ép lên trên đầu ngươi, lấy danh nghĩa phụ thân chi phối cuộc sống của ngươi, hắn không xứng, trang thư Hàn rốt cuộc chỉ có 10 tuổi, chưa từng suy nghĩ cẩn thận, nghe được tỷ tỷ nói như vậy cũng cảm thấy không có sai, nếu một ngày kia hắn làm quan, vậy cha hắn chính là quan lão gia không được, nhất định không được, được, chúng ta, lời còn chưa dứt, bên ngoài liền truyền đến tiếng vang, Trang thư Hàn nhanh chóng nhìn tỷ tỷ đưa mắt liếc nhìn, nhìn thấy tỷ tỷ đối hắn gật đầu hắn vội đứng dậy đem ngọc bội giấu ở tầng thấp nhất của ngăn tủ đưa ra bên người giấu đi, sau đó giống như tiểu hầu tử linh hoạt ngồi trở lại bên giường tì tỉ, vừa ngồi xuống, liền có mấy người nối đuôi nhau đi vào, đi ở đằng trước là một lão thái thái thân vải bồi đế màu tím mang một đôi giày mới tinh, đầu đội khăn trùm cùng màu chính giữa đính một viên chân châu chỉ có thể xem như trung đẳng, nhưng là bị màu tím đồng đều cực kỳ thu hút, mắt xếch môi mỏng, chỉ liếc mắt nhìn liền cảm thấy khắc bạc không tốt để sống chung, trên thực tế, trang lão thái thái là có tiếng không tốt, có một hào nhi tử mệnh tốt, mặc dù không có thể có công danh, nhưng cũng có thân phận cử nhân, thấy huyện lão ra cũng không cần quỳ lại, còn câu được một thiên kim đại tiểu thư, mang đến tiền tài cho một gia đình nhỏ bé như hắn, người ta chẳng những chuyển ra khỏi khê thủy chấn, mà tại cái huyện này cũng có vài mặt tiền cửa hiệu, ngày qua ngày dư dư giả không nói, còn dưỡng ra trang trạch lương một thân hào hoa, chỉ cần ra bên ngoài liền được mấy tiểu cô nương người ta xem trọng, trang thư tình cười lạnh, nếu không phải sinh ra có gương mặt tốt, lại há có thể làm mẫu thân ngốc nghếch kia của nàng động tâm, thậm chí chỉ còn liều lĩnh, lão thái thái từ trên cao nhìn xuống người đang nằm trên giường, thanh âm lãnh ngạnh, câm rồi à, trang thư tình nghe thấy, không mặn không nhạt ở trên giường hành lễ, cháu gái thỉnh an tổ mẫu trang thư hàn đồng thời khom người làm lễ, lễ tiết không thể soi mói, nhưng thái độ kia thật sự không giống như đối với tổ mẫu trang lão thái thái trong lòng tức giận, càng cảm thấy được hai người này không được thành tâm, trang thư đình vô thanh vô tức chuyển cái ghế dựa đem tới phía sau lão thái thái, lại tự nhiên đỡ nàng ngồi xuống, đem hai người so sánh, lão thái thái từ đáy lòng cảm thấy hai tỷ đệ này mọi thứ không bằng hiền lành vỗ tay trang thưa đình, lão thái thái vừa quay đầu vẻ mặt liền lạnh xuống, nghe nói ngươi làm cho Trần Di Nương tức giận đến khóc nàng tuy rằng thân phận là Di Nương, nhưng tốt xấu vẫn trưởng bối của ngươi thế nào đầu óc một hồi bị thương đến không biết tôn ti trật tự gì sao, nguyên lai tổ mẫu cũng biết cháu gái bị thương ở đầu, đã biết ngươi lại có thể làm gì, có đến đem mắt liếc nhìn qua sao, có hỏi qua một tiếng sao, hiện tại lại bởi vì mẹ con hai người kia nói này nói nọ liền đến hưng sư vấn tội thật đúng là tổ mẫu tốt trang thư tình cảm thấy tình thương như vậy thật không đáng giá thà rằng không cần càng cảm thấy kiên định với quyết định của mình một trang gia như vậy không thể ở lại không đợi lão thái thái nói chuyện trang thư tình ngược lại nhìn về phía trang thư đình muội muội nói sẽ ở trước mặt tổ mẫu vì thì để chúng ta nói tốt không biết muội muội nói có giữ lời, nói tốt, lão thái thái không hiểu nhìn về phía trang thưa đình, người đáp ứng nàng nói cái gì, chương 4, dựa thế rời nhà trang thưa đình trong mắt xoẹt qua một tia hoảng loạn, nhưng rất nhanh liền chấn định lại, nàng không nghĩ sẽ đem nội tình của trang thưa tình nói ra trước mặt tổ mẫu, nhưng chỉ có vậy mà muốn cho tổ mẫu nghi nàng, đừng có nằm mơ, nàng không trực tiếp trả lời trang thưa tình, mà làm nũng kéo kéo ống tay áo lão thái thái, mắt lộ ủy khuất tổ mẫu, cháu gái thật sự không có nói qua tỷ tỷ nửa câu nói bậy, lão thái thái nguyên bản đang ở hồi tưởng nàng là thế nào giải thích nhưng thấy hành động này thì đào mắt một cái liền bỏ qua, theo quán tính liền bảo vệ trang thưa đình tổ mẫu biết tổ mẫu sao có thể không rõ tính tình của ngươi tâm địa đình nha đầu ngươi thiện lương, làm sao có thể là người xấu được nói xong tầm mắt rời về phía một đứa cháu gái khác đang nằm trên giường kia, người chớ có châm ngòi sinh sự, hồi nãy thì để các ngươi gây chuyện, không phải người muội muội này thay các ngươi đến nói tốt ngươi còn không biết của nàng một mảnh hảo tâm thật đúng là một mảnh hảo tâm như không có hảo tâm của nàng tỷ đệ các nàng như thế nào bị đem đến tận đây trên đầu nàng này làm sao có thể bị thương thành thế này trang thư tình vốn là cố ý kích lão thái thái động thủ cũng không áp chế trong lòng miệng nhất định phải nói cho thống khoái chọc cho đối phương tức chết tổ mẫu nói là một mảnh hảo tâm thì coi là một mảnh hảo hảo tâm đi dù sao ta làm cái gì đều sai muội muội làm cái gì nói cái gì đều đúng nàng là tâm can bảo bối của tổ mẫu cháu gái so không được cháu gái trong lòng đều nhớ kỹ nhớ kỹ nhớ kỹ cái gì nhớ kỹ trang gia đối với ngươi không tốt vẫn là nhớ kỹ ta cái tổ mẫu này dạy không được ngươi cháu gái ngu dốt còn thỉnh tổ mẫu báo cho biết trang gia đối cháu gái tốt ở nơi nào nói chuyện trang thư tình cố ý khẽ vuốt lên vết thương trên đầu tổ mẫu lại đối với cháu gái thật tốt, cháu gái bị thương đã có hai ngày, tổ mẫu lại chưa từng đến hỏi qua người một tiếng, người còn nghĩ tới đích nữ tôn này của ngươi có phải hay không chết ở trên giường này rồi, từng chữ nhàn nhạt từ trong miệng nói ra, là từng chữ từ trong tâm, một tiếng đích nữ tôn càng là càng trang thưa đình hận đến cắn răng, nàng mới là con vợ cả mới đúng, nếu thân phận nàng là con vợ cả thì dựa vào thanh danh hiện tại của nàng nhất định có thể gà được đến chỗ tốt, lão thái thái cũng thay đổi sắc mặt nghĩ tới nghĩ lui, nàng đúng là không quan tâm, trang thư diệu tuy là thứ tử cũng không có nghiên cứu học vấn nhiều, nhưng là đều dỗ được người cao hứng, cùng người ở chung hắn đều có nhiều thủ đoạn, lúc này xem tổ mẫu bị nói trụ, lo lắng nếu tiếp tục như vậy sẽ gây bất lợi cho bọn họ tiến lên một bước đỡ tổ mẫu, lạnh lùng nói, thái độ đối với tổ mẫu như vậy, đại thì có phải thấy mình rất làm càn không, ta là đích nữ của trang gia, người bất quá là thứ tử, lại lấy tư cách gì đến giáo huấn ta, trang thư tình dễ dàng nói trở về, trên mặt thậm chí vẫn là vẫn theo ý cười, kia biểu tình dừng ở tỷ đệ trang thư đình, trong mắt chính là châm chọc không che giấu, đem hai tỷ đệ thức học máu, trong lúc nhất thời nhưng cũng phát tác được, hắn không giáo huấn ngươi được, lão thái bà ta thì được phục hồi tinh thần lại, lão thái thái thẹn quá hóa giận đỡ tay trang thưa đình mà đứng lên cười lạnh nói tinh thần tốt như vậy trước đều tốt lắm một khi đã như vậy thì đến phía sau phật đường quỳ gối hai canh giờ đầu óc bình tĩnh rồi tự mình cẩn thận suy nghĩ cái gì có thể nói cái gì không thể nói lão thái thái tin phật trang trạch lương hiếu thuận đặt mua cho nàng một phật đường nho nhỏ nhưng dù niệm nhiều kinh hơn nữa mà không có Phật tâm cũng là uổng công, trang thư tình trên mặt tràn đầy trào phúng, cái dạng hiện tại này của nàng không cần nói quỳ hai canh giờ, chính là nửa canh giờ đều sẽ chịu không nổi, hiện tại suy yếu thành như vậy, nói không chừng còn có thể để lại chút di chứng, lão thái thái tâm ngoan, nàng cũng không ngốc, lão thái thái là muốn ta chết tại trang gia sao? Năm trước mới làm tang sự, năm nay nếu lại đến một hồi, ngài sẽ không sợ trang gia sẽ bị miệng đời nói ra nói vào, không sợ nương ta nửa đêm tìm đến ngài ôn chuyện, vẫn là nói, các ngươi tất cả mọi người đã quên, trang gia là bởi vì sao mới có hôm nay, bằng trước khi Trần Kiều nương giơ lên tay ném thì cái cốc bị lão thái thái ném tới, đường đường chính chính nện ở trước miệng vết thương của trang thư tình, mắt thấy máu theo mảnh vài màu trắng thấm ra ngoài, tất cả mọi người đều sửng sốt, lão thái thái cũng ngây dại, trong lòng cơn tức nhất thời ném đi, ở trong lòng nàng, con trai của nàng chính là người có tiền đồ, càng không muốn nghe được trang gia có hôm nay là dựa vào đồng huyền như, nói như vậy, trang thư tình cố tình liền phạm vào điều nàng kiêng kỵ nàng sao có thể nhẫn được một mực chịu đựng không có lên tiếng, trang thư hàn lúc này vội xông đến, trong lòng nhớ kỹ lời nói lúc trước tỷ tỷ đã nói qua, nhưng cũng là là thực sốt ruột nói là diễn trò nhưng tì tì miệng vết thương lại chảy máu cũng là thật sự tì 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 trang thư tình trước mắt một trận một trận biến thành màu đen rất muốn thật sự hôn mê nhưng nàng không thể sau chuyện này nàng không thể tự lo lắng tất thảy trang ra một khắc cũng không thể ngây người nhiều ở đây lại ngây ngốc tiếp thì bọn họ không biết còn phải ăn bao nhiêu thiệt thòi đối đệ đệ hạ ánh mắt trang thư tình nhắm mắt lại hướng nghiêng về một phía đi tỷ tỷ ngươi đừng dọa ta tỷ 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 ngươi không cần giống như nương rời đi ta tình thực ý thiết trang thư đình nghe cảm thấy đều có chút hoảng hốt nàng chán ghét trang thư tình so với trang thư hàn chán ghét càng sâu nàng một mực ở trong đáy lòng cảm thấy nàng mới phải là đồng nữ nhi của uyển như không có người biết nàng có bao nhiêu hâm mộ trang thư tình có người mẫu thân như vậy, càng không có người biết nàng có bao nhiêu lần muốn làm con gái của người kia, nếu nàng có đồng huyền như vậy, nhất định sẽ là nữ tử tài hoa nhất lãnh sơn huyện này, trang thư tình ngu ngốc lại có một người mẫu thân như vậy, nhưng cái gì đều không có học được đồng huyền như sống so với chết thì càng thêm chật vật, điều này làm cho nàng cảm thấy vì đồng huyền như không đáng giá, nữ nhi của đồng huyền như có thể nào không tiền đồ như thế, lão thái thái trong lòng cả kinh, tiến lên dò xét thăm hơi thở, xác định nhân còn sống sau nhẹ nhàng thở ra, quay đầu liền sộ xích trang thư hàn, khóc cái gì, còn chưa có chết, trang thư hàn ngẩng đầu lên, ánh mắt hung ác như là muốn cắn người, lão độc phụ, nếu như tỷ tỷ ta chết, ta sẽ giết mấy người không có lương tâm các ngươi, lại đem đám người xấu xa này của trang gia hòa thiêu sạch sẽ, xem các ngươi xuống đất thế nào gặp nương ta, thế nào có mặt đi gặp trang gia liệt tổ liệt tông, rồi quay lại, trang thư hàn ngồi vào mép giường, cầm lấy tay tỉ tỉ miễn cưỡng để lên lưng mình, lại dùng lực hướng lên trên vai, lung la lung lay cõng người đứng lên, nhìn cũng không thèm nhìn những người khác liền ra bên ngoài chạy đi, lão thái thái ôm ngực hô hấp dồn dập ánh mắt trắng dã, một bộ dáng muốn ngất xỉu đi, phục hồi tinh thần lại, mấy người thấy thế cũng bất chấp lao ra đi bước lên phía trước đỡ lão thái thái ngồi xuống trang thưa đình cởi bỏ cổ áo lão thái thái một chút một chút ấn ngực nàng nói hít vào thở ra hít vào thở ra một hồi lâu sau lão thái thái mới hoãn lại nước mắt lại đột nhiên chảy xuống trần kiều nương cho rằng nàng là bị tức giận cảm thấy vui mừng khôn tả xiết nhưng trên mặt lại bày ra vẻ mặt sốt ruột nương ngài đừng tức giận thư hàn còn nhỏ không hiểu chuyện, lão thái thái nâng mắt lên thấy nàng, chưa nàng để hoàn nói xong liền chặn miệng lại, lẳng lặng chính mình lau lệ, cũng không để trang thưa đình đỡ nàng, tự bản thân chống ghế dựa đứng dậy, đỡ tay bà từ bên người mới đứng vững, thanh âm có chút đạm, phái người đuổi theo xem hai thì đệ kia xem chúng đi nơi nào, mang người báo tin cho lương nhi, vâng, nương, ta đưa ngài trở về nghỉ ngơi, không cần, ta biết đường, nhìn theo người đi xa, Trần Kiều Nương nghi hoặc đưa mắt về phía nữ nhi, lão thái thái này rốt cuộc là tức giận hai tỷ đệ kia thế nào giống như cả chúng ta cũng không muốn gặp, Trang Thư Đình cũng không giải thích, chỉ nói, trước mặt kệ đó, đuổi theo Trang Thư Hàn mới là việc trước mắt, không thể làm cho bọn họ rời đi trang gia cũng đúng mà lúc này trang thư hàn đã cõng tỉ tỉ ra khỏi trang gia biểu tình hung ác kia không có một hạ nhân nào dám ngăn cản trang thư tình nghe hơi thở hắn liền biết hắn đã sắp không còn khí lực đợi rời đi trang gia liền thấp giọng nói để tỉ tỉ xuống chúng ta cùng đi nhanh một chút đừng để bọn hắn đuổi theo để còn cõng được nghe lời trang thư hàn mím môi rốt cuộc vẫn là không cố chống đỡ Hai người đi so một người, cõng còn đi nhanh hơn, lúc này trên đường không hề thiếu người đi đường, nhìn hai đứa nhỏ chưa lớn đều là một bộ dáng tùy thời đều có thể ngã xuống thì đều nhìn lại, nhiều lần, một chiếc xe ngựa ngừng tại bên cạnh hai người, rèm cửa sổ vén lên, lộ ra một gương mặt tròn tròn, tuy là sắc mặt tái nhợt, nhưng thanh âm lại ngọt giòn, là bị thương sao, muốn đi y quán, ta đưa các ngươi một đoạn đường, trang thư tình là thật muốn cho sống đỡ không được nghe thế thanh âm ở trong lòng liên kêu vài tiếng a di đà phật thanh âm có chút suy nhược nói đa tạ tiểu thư trượng nghĩa phiền toái tiểu thư đưa chúng ta đi hồi xuân đường xe ngựa đi đường mang theo một Nhà hoàn, và hai bà tử sai Sử cùng nhau đem hai người đưa lên xe ngựa, Trang Thư Hàn tuy chỉ mới 10 tuổi, nhưng cũng chỉ có thể lưu ở bên ngoài, Trang Thư Tình bị mang vào bên trong xe ngựa, ấn vào miệng vết thương để mình thanh tình chút, Trang Thư Hàn nhìn về phía một tay người nọ, đối với tỷ tỷ ở bên trong rất lo lắng, ân tình vô cùng chân quý, cũng làm người bên ngoài ấn tượng khắc sâu, dựa vào bên trong xe ngựa là một thiếu nữ ước chừng 14. 15 tuổi, có một tia vui mừng trên gương mặt tròn tròn, lúc này bởi vì trên mặt mang cười, lộ ra hai cái lúm đồng tiền thật sâu, phá lệ chọc người yêu thích nhưng là làn da tái nhợt quá mức đem khuôn mặt này kém cỏi vài phần, lại nhiều ra một phần nhu nhược, thư tình tạ đa tạ tiểu thư giúp đỡ, đưa tay nâng lên, vị tiểu thư kia hỏi, nhìn người tuổi cũng không lớn, sao lại bị thương nghiêm trọng như vậy, trang thư tình khẽ cười khổ, nhưng không có nói nói ra việc của trang gia ngược lại nói tiểu thư nhìn giống như là có chút khó chịu bệnh của tiểu thư nhìn rất rõ ràng nha hoàn đang ngồi quỳ liền thở dài lần này đến lãnh sơn huyện vốn là vì tìm y mà đến kia nghĩ đến đối phương cũng bất quá hư danh thôi trang thư tình tâm vừa động trên mặt lại mang nụ cười vô nguyên lai tiểu thư không phải người ở đây tiểu thư buông thư quyền trong tay sảng khoái nói nhà ta ở hội nguyên phủ đại chu trừ kinh đô thì chia làm sáu phủ hội nguyên phủ là một trong số đó mà lãnh sơn huyện là một thị trấn nhỏ thuộc hội nguyên phủ nguyên bản trang thư tình cũng không có nghĩ xa như vậy chỉ nghĩ đến khi về dòng họ liện đem mối quan hệ xử lý rồi mới làm cái khác hiện tại nhưng lại cảm thấy đi hội nguyên phủ là cái lựa chọn không sai cẩn thận nghĩ trang trạch lương ở lạnh sơn huyện lời nói có thể có trọng lượng nhưng đến hội nguyên phủ hắn tính là cái gì nếu để người biết hắn làm ra mấy chuyện này chỉ càng làm cho người ta xem thường chương năm lòng người ấm áp nghĩ đến đây đối với chủ ý nhất thời nghĩ ra liền kiên định hơn nhiều tuy nhiên điều kiện là dưới tình huống đứa nhỏ không cần sinh hoạt tại địa phương nhỏ đó chính là ếch ngồi đáy giếng mở rộng tầm mắt tài năng sẽ có tiền đồ tài năng đến lòng dạ cùng khí độ cuối cùng sẽ là gia quốc thiên hạ ít nhất nàng cho rằng như vậy trước mắt đại gia tiểu thư này không nhất định có thể giúp cho nàng nhưng kết một cái duyên tốt thì không hẳn là không thể thời đại này không có nhiều sùng vật như vậy đến tay nàng chữa trị bác sĩ thú y tự nhiên cũng không có chỗ để sử dụng, nàng học y nhiều năm tự nhiên không có quên, nhưng là nếu như thực hiện phẫu thuật tại thời đại này, nàng tất nhiên sẽ không muốn chết một lần nữa. Đánh giá hồi xuân đường cách cũng không xa, trang thư tình cảm thấy trăm chuyển ngàn hồi, lời nói ra lại không nóng không vội, khiến cho người ta cũng không vì nàng trước mắt một thân chật vật mà khinh thường, nói ra sợ tiểu thư chê cười, ta còn chưa ra khỏi huyện nhỏ này, không biết hội nguyên phủ cách lãnh sơn huyện này có xa lắm không, tiểu thư nghĩ nghĩ đi đường bộ thì đại khái 7 ngày, ngồi thuyền thì nhanh hơn chút, hai ngày rưỡi là đến, 7 ngày, cư nhiên lâu như vậy này thật muốn chết người trang thư tình không biết có phải hay không muốn liều một phen ngẩng đầu nhìn thoáng qua tiểu thư đối diện mặc dù mặt có chút trắng bệch nhưng ánh mắt lại trong suốt sáng ngời mũi thẳng thắn cằm no đủ theo tướng mạo đoán liền biết là người thiện lương có lẽ cô nương đây có việc muốn ta hỗ trợ sao là trần thuật không phải nghi vấn có thể thấy được đối phương cũng không phải loại thiên kim tiểu thư không hiểu sự đời trang thư tình tâm nhất truyền gật đầu nói đúng vậy nhưng ta không biết là có phiền toái gì tiểu thư không nha hoàn ở bên trong xe ngựa cố định mở ngăn kéo đưa ra một đĩa điểm tâm gật đầu đưa tới trước mặt tiểu thư tiểu thư đem đĩa đưa đến trước mặt trang thư tình ai cũng đều có lúc khó xử ta với ngươi có duyên cũng nhìn hợp mắt nếu ngươi không ngại có thể giúp được ta cũng không để ý giúp một tay hai tỷ đệ tại trang gia đều không có lúc nào ăn no dạ dày đã bị bỏ đói đã đã lâu, nửa chén cháo kia cũng không phải lúc nào cũng được ăn, nàng đều đã cảm thấy đói bụng, thư hàn sợ là càng đói, chàng thư tình trịnh trọng nói cảm ơn, chính mình ở bên trong cầm một khối, còn dư lại tam khối đều bị nàng đưa cho trang thư hàn ngồi ở ngoài xe, tiểu thư kia nhìn, trong mắt hơi lộ thần sắc nhưng cũng không nói thêm gì, nhanh chóng tiêu diệt một khối điểm tâm, trong bụng được lấp đầy, đầu giống như cũng không còn đau như trước, trang thư tình sờ sờ miệng vết thương trên đầu thản nhiên nói mong tiểu thư đừng chế giễu thật sự là đói nên có chút choáng gia mẫu đã qua đời nhà có tổ mẫu bất công cùng phụ thân không quan tâm thiên vị di nương cùng thứ đệ thứ muội chúng ta tỉ đệ những ngày qua thật sự không được tốt vết thương trên đầu ta cũng là lúc trước bị phụ thân dùng nghiên mực đập chúng lại bị thứ muội nói xấu trước mặt tổ mẫu nên bị người dùng cái cốc đập phải, để đệ tính tình quật tức giận nên bị đánh cho một thân thương tích. Ta nghĩ có một ngày tỷ đệ chúng ta sẽ chết ở một góc xem chừng cũng không ai biết nên liền mượn cớ mang theo đệ đệ trốn thoát. May mắn gặp gỡ tiểu thư thiện tâm, bằng không sợ là trốn chưa ra liền cũng bị đem trở về, con trai trưởng cùng đích nữ thế nhưng đối xử thê thảm như vậy nàng thư thật không thể có biện pháp tưởng tượng, nghe được thì liên tục nhíu mày, nghe xong nhịn không được hỏi, người tổ ra bên ngoài không hỏi qua, trong tộc cũng không có người can thiệp, tổ ra bên ngoài không phải là không hỏi qua, mà là không biết ta muốn nhờ tiểu thư giúp đỡ là cũng cùng việc này có liên quan, người nói. Ngài chờ một lát, Trang Thư Tình vén màn xe lên, Thư Hàn, đem ngọc bội cho tỷ tỷ, Trang Thư Hàn không chút do dự đem ngọc bội lấy ra giao cho tỷ tỷ, không khỏi có chút lo lắng liếc mắt nhìn chỗ bị thương tỷ tỷ, Trang Thư Tình lúc này lại tốt không hơn nhiều lắm, lùi về sau đem ngọc bội hai tay trình lên, hai tỷ đệ chúng ta trốn ra bên người không có một xu, đây là vật gia mẫu lưu lại, ta nghĩ trước đem nó đi cầm, có bạc ta có thể đi tìm ngoại tổ chỉ là tỷ đệ chúng ta tuổi đều còn nhỏ hiện tại bộ dáng này nếu đi vào hiệu cầm đồ sợ là bị khi dễ cho nên ngươi muốn ta giúp ngươi đi cầm vâng tiểu thư tiếp nhận ngọc bội nhìn qua ôn nhuận ấm áp quả thật là ngọc tốt trả hai trăm lượng cũng không thành vấn đề nhưng hai tỷ đệ này đem đi cầm có thể bị ép đến năm mươi lượng cũng đã là người ta còn có chút lương tâm bán đứt hay còn muốn chuộc về trang thư tình trong mắt dẫn theo cười phải chuộc về đây là vật niệm tưởng cuối cùng nương ta lưu lại hai năm nữa ta tất sẽ đến chụp đồ tiểu thư trên mặt lộ ra hai má lúm đồng tiền đột nhiên chuyển đề tài trước ngươi hỏi ta lãnh huyện sơn cách hội nguyên bao xa ngươi hay không có tính toán đi đến đó vẫy tổ ra ngươi ở nơi đó xa, không dối gặt tiểu thư, ta xác thực có tính toán mang đệ đệ đi hội nguyên phủ, ta họ liễu, trong nhà là con thứ ba, là hội nguyên liễu gia mà ốm liễu tam tiểu thư, ngươi tùy tiện đều có thể nghe được khối ngọc này, liền cầm cho ta đi tiểu thư, nha hoàn đỏ hốc mắt, nào có người tự nói mình như vậy bên ngoài truyền ra cũng là sự thật không có thuốc thì sống không được không phải ma ốm thì là cái gì liễu tam tiểu thư vuốt ve ngọc bội thật thích cảm giác ấm áp này như thế nào câu nói kế tiếp là nói với trang thư tình trang thư tình cắn môi không nói có thể kiếm được bạc vào tay nhanh như vậy tự nhiên là ngàn tốt vạn tốt có bạc nàng có thể cách xa hố lửa trang ra nhưng là liễu tiểu thư ngọc bội ta không thể bán đứt được sợ về sau ngươi cầm bạc đến chuộc thì ta sẽ không trả ngươi, liễu tam tiểu thư cười đến càng thêm vui mừng, tuy là nói ra lời nói lại không hề có chút nào vui mừng, bất quá ngươi nếu muốn đến chuộc đồ thì đến nhanh một chút, nếu đã muộn ta đã chết thì ngọc này sợ là thật sự không thể trở về, tiểu thư, tam tiểu thư, đã đến hồi xuân đường, sao lại kích động như vậy, ta nói dỡn nhẹ giọng trấn an nha hoàn, tam tiểu thư nhìn về phía trang thư tình, ngươi nếu tin hiểu cầm đồ hơn, ta cũng nguyện ý giúp ngươi việc này, cùng ngươi đi cầm, trang thư tình lắc đầu, bệnh của tiểu thư có phải là có từ trong bụng mẹ, lời này ta nghe rất nhiều, nhưng tìm bao nhiêu đại phu cũng không chữa khỏi, liễu tam tiểu thư một lần nữa cầm lấy thư, đem ngọc bội đặt ở lên trên rồi gói lại, nàng xem qua nhiều đại phu, ăn qua nhiều dược, đã sớm lần lượt hy vọng rồi lại thất vọng đã nhìn thấu được sinh tử, đến lãnh sơn cũng bất quá là không không muốn mẫu thân khổ sở thôi, kết quả mất hứng mà về, nàng đã sớm đoán được ta từng kết bạn với một dị nhân, theo hắn học được vài thứ, đợi đến hội nguyên phủ, ta nhất định đến môn bái phòng tam tiểu thư, người này vừa nghe liền đồng ý đem ngọc bội cầm giúp nàng, liễu tam tiểu thư cũng không để ý nhiều đến lời này của nàng, quay đầu nói. Mai Nhi cầm ngân phiếu 100 lượng, lại thêm 100 lượng nhỏ ngạch ngân phiếu đưa cho nàng, Mai Nhi tâm tư tinh tế, ngân phiếu cùng tiền tổng cộng là 192, ngoài ra 12 thứ là ngân phiếu cùng với mấy khối bạc vụn, còn không quên dặn, tiền tài không cần để lộ ra, ngân phiếu ở bên người phải cất kỹ, bạc cũng nên phân ra để ở nhiều chỗ, tốt nhất là đổi thành tiền đồng để trên người, nghĩ một lát, Mai Nhi quay đầu hướng tiểu thư nhà mình Cầu Tình, tiểu thư, bằng không dẫn bọn hắn đoạn đường đi, trên người mang theo này rất nhiều bạc, nô tỳ nhìn đều cảm thấy không an toàn, kia cũng phải xem bọn hắn có nguyện ý hay không." Liễu Tam tiểu thư cười, nàng cũng có chút ánh mắt nhìn người, tiểu cô nương này nếu có chút ý muốn cùng nàng đi xe thì sẽ không cầu nàng cầm ngọc bội giúp, nhưng cùng đi xe chẳng phải là càng tiện lợi hơn sao? Trang thư tình ở trước mặt hai chủ tớ vừa cất đi ngân phiếu, Vừa đáp lời, ta cũng nghĩ sẽ làm phiền tiểu thư đưa. Cũng ta một đoạn, như vậy sẽ bình an đến hướng hội nguyên, nhưng trước mắt tỷ đệ chúng ta cũng không thể cứ như vậy mà đi, có một số việc không xử lý dù chỉ một chút cũng sẽ lưu lại hậu hoạn, giờ có bạc ta cũng không lo lắng nhiều không bao lâu nữa, tam tiểu thư định có thể nhìn thấy ta ở hội nguyên phủ, ta đây sẽ chờ, liễu tam tiểu thư hơi nâng cầm cười, đến hồi xuân đường, trang thư tình trịnh trọng cuối người thi lễ, tình cảm hôm nay, ngày sau tất trả, vén lên mảnh cửa sổ lên, nhìn tỷ đệ hai người nâng đỡ nhau vào hồi xuân đường, liễu tam tiểu thư thở dài một hơi, nhân sinh dù ai đi nữa cũng có cái xấu của nó nàng là như thế hai tỷ đệ kia so với nàng cũng không tốt hơn là bao đi thôi hồi xuân đường tại lãnh sơn huyện cũng tính là có chút danh tiếng người thường xuyên đến chuẩn bệnh cũng không ít cao tử lâm vừa viết phương thuốc tốt đưa cho đệ tử đi bốc thuốc vừa nhấc mắt liền nhìn thấy hai người ở cửa vào trí nhớ của hắn luôn rất tốt trong ngày những người thường đến chuẩn bệnh hắn đều nhớ rõ huống chi là hai đứa nhỏ kia của trang gia nhưng lúc này bộ dáng bọn họ thật sự là trang thu tình một bộ dáng muốn đi xử án mà hồi xuân đường của hắn chính là trở thành là công đường đại phu hắn là người xử án sao nhưng dù sao đi nữa hắn cũng bước nhanh hướng cửa trang tiểu thư đây là bị thương mau theo ta đi bên trong hồi xuân đường ở bên trong có một nhã gian những nữ quyến bình thường có chút thân phận đều sẽ đến nơi đó trần trị trang thư tình đúng là ước gì được như thế, nắm tay đệ đệ cùng nhau đi theo sau lưng Cao Tử Lâm, Cao Tử Lâm cũng không hỏi nhiều, nhanh nhẹn xử lý miệng vết thương của nàng, trong lòng lại thầm cân nhắc qua các thật ra đối với trang phu nhân hắn là thật có cảm tình, không, phải nói phàm là người cùng nàng kết giao qua đều đối xử rất tốt, thong dong rộng lượng, đối với ai đều là vẻ mặt tươi cười yếu ớt, đáng tiếc nữ tử như vậy lại không được quý trọng, ngày qua ngày cuộc sống sống cũng không được như ý từ khi trang phu nhân qua đời hắn vẫn là chưa thấy qua hai đứa nhỏ này cùng khi đó so sánh quả thực như thay đổi thành người khác, chính là không biết miệng vết thương này, tỷ đệ chúng ta là trốn đến đây, động tác của cao tử lâm dừng một chút, nhưng lông mày cũng không có nhăn lại, chỉ liếc mắt nhìn trang đại tiểu thư, rồi tiếp tục sức thuốc lên vết thương, ta sẽ không cấp trang ra mật báo, trang thư tình lắc lắc đầu nhỏ, nương còn sống từng nói qua cao đại phu là người có tâm, thư tình mặt dày tìm đến không phải chỉ vì xử lý vết thương này mà là Cầu Cao đại phu hỗ trợ, Trang tiểu thư mời nói, chúng ta không thể ở nơi ngây ngốc lâu hơn được, không bao lâu nữa Trang gia nhất định sẽ tìm đến, ta tùy ít ra ngoài, nhưng cũng biết người bên ngoài nhân không thể dễ dàng tín nhiệm, mà Cao đại phu là người nương từng nhờ cậy qua, cho nên thư tình mới nghĩ cầu Cao đại phu giúp đỡ thuê một chiếc xe ngựa, xe ngựa không phải trọng điểm, mã phu mới là chính, Cao Tử Lâm trong lòng âm thầm gật đầu, đối với tỷ đệ nhìn như lỗ mãng này nhưng cũng có thể nhìn ra là hành động đúng đắn, băng bó tốt rồi nói, các ngươi ở trong này ngồi một lát, trang thư tình mang theo đệ đệ đứng dậy hành lễ nói lời cảm tạ, tạ ơn cao đại phu đã giúp đỡ, chương 6 khê thủy trấn cao tử lâm hơi nâng mắt nhìn về phía tiểu cô nương phía trước mặt mang theo thần sắc kiên nghị trước kia không nhìn ra hiện đang ngươi rất có phong thái của mẫu thân ngươi khi xưa đại ân thì ta không thể giúp chỉ có thể nói thêm cho ngươi một câu bên ngoài phải có tầm nhìn xa hơn không phải người quen thuộc thì không nên tin tưởng, làm sao biết được có bao nhiêu người ngươi có thể tin tưởng hoàn toàn. Vâng, thư tình ghi nhớ, Cao Tử Lâm khẽ gật đầu, lại liếc nhìn tỷ đệ hai người rồi đem mắt rời đi, Trang Thư Hàn theo đi tới cửa, nhìn một hồi rồi trở về bên người tỷ tỷ, nói, Cao Đại Phu đi từ cửa sau, hẳn là nên từ cửa sau ly khai, Trang Thư tình đầu vô cùng đau đớn, vừa nhu nhu huyệt thái dương vừa nói, Cao Đại Phu là và người có tâm đã đáp ứng rồi thì sẽ giúp trang gia không phải nhà đại phú lại không có quyền trên tay có thể không e ngại nhiều quá về chúng ta là bởi vì chúng ta cũng là tiểu bối nhà họ trang một chữ hiếu có thể chèn ép chúng ta cả đời những người khác thì lại chưa hẳn đưa hắn nhìn vào mắt trang thư hàn đăm chiêu gật đầu ta đây về sau nếu trở nên lợi hại có phải hay không, không cần phải e ngại trang gia, người muốn trở thành cùng một dạng người với trang gia sao, trang thư tình quay đầu đi nhìn hắn, giống như bọn họ, chúng ta cùng một dạng đi báo thù, theo bản năng trang thư hàn biết là không thể gật đầu, nhưng mà trong lòng hắn thực sự nghĩ như vậy, trang gia có thể đối với bọn họ như thế thì hắn vì sao không thể trả thù lại trang thư tình làm sao nhìn không ra suy nghĩ trong lòng hắn cũng không giảng đạo lý gì lớn nói ra lời nói đơn giản mà xác thực ngươi không cần làm cái gì cả có thể khiến đối phương thống khổ không muốn Sống. đây mới là mục đích cao nhất của trả thù một khi chúng ta thoát ly quan hệ cùng trang trạch lương về sau tiền đồ của ngươi càng tốt thì hắn càng thống khổ càng hối hận rõ ràng là hắn có thể được lợi nhưng lại cùng hắn một chút đều không có dính dáng đến lúc đó nhìn bộ dáng thống khổ của hắn trong lòng hận cái gì cũng đều mất hết hành động của bọn họ thực sự rất ngu xuẩn nếu đổi lại là nàng nàng mỗi ngày đều cho đối phương ăn uống đầy đủ quan quan tâm cẩn thận, đổi lấy thật tâm của đối phương, như vậy khi đối phương trưởng thành, người làm phụ mẫu đó dù có hay không đưa đầy đủ toàn bộ đồ cưới của mẫu thân khi xưa cho nàng, nể tình lúc trước nàng tất nhiên sẽ không đi so đo, như vậy quang minh chiếm đoạt, chẳng phải là so với bọn hắn thực hiện tốt hơn, trang thư tình gợi lên khóe môi, kẻ ngu dốt tự nhiên nghĩ không ra biện pháp như vậy, nàng cũng không xem trọng mấy người kia trang thư hàn nỗ lực tiêu hóa lời nói của tỷ tỷ dần dần cũng liền hiểu ra ý tứ chỉ cần hắn tiền đồ trang trạch lương mới có thể thống khổ đừng nóng vội ngươi còn nhỏ từ từ sẽ đến chờ đi tới khê thủy chấn ngươi xem tỷ tỷ làm thế nào người chỉ cần còn sống liền không có khả năng không kiêng nể gì chúng ta bị quản chế bởi trang trạch lương trang trạch lương bên trên còn có trưởng bối trang gia cùng trang thị tộc lớn như vậy chỉ cần lợi dụng tốt chúng ta nhất định có thể thoát ly khốn cảnh này, Trang thư Hàn Nghiêm cẩn nghe, một chút cũng không cảm thấy Tỷ tỷ hô thẳng tục danh phụ thân có cái gì không đúng hắn đã sớm ngầm thừa nhận không xưng người kia là phụ thân rồi, lúc này bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Trang Thư Hàn căng thẳng trong lòng, người liền đứng lên, mắt đầy cảnh giác nhìn về phía cửa, ngồi xuống, cao đại phu có ánh mắt thanh minh, không phải đám người kia, dù nàng không tin cũng không thể biểu hiện ra mặt, vậy sẽ khiến người hỗ trợ chân tâm thất vọng đau khổ, nghĩ đến người bên ngoài đã đến cửa Trang Thư tình đem lời nói phía sau nuốt trở về. Người vào là đệ tử của Cao Tử Lâm, ở ngoài cửa tất nhiên là nghe xong đoạn đối thoại vừa nãy của tỷ đệ bọn họ rồi đi, đối với ý muốn đáp ứng tốt cho đôi tỷ đệ này cũng nhiều hơn một phần hảo cảm, trên mặt ý cười đều chân thành đi rất nhiều, đem vài cái giấy dầu bao mở ra, ở trong phòng bếp cũng không có gì ăn, ta liền đi ra ngoài mua chút, các ngươi tạm thời ăn một chút để lót bụng, này thật sự là điều cần thiết trước nhất của hai người. Hai thì đệ vội đứng dậy nói lời cảm tạ không cần như thế, ta cũng chỉ làm tốt chuyện sư phụ giao cho, nam từ trong khoảng 17-18 tuổi nâng tay ý nói không đáng, bên ngoài bận rộn, ta đi ra ngoài, có việc gì thì cứ vậy tay ra hiệu cho ta ở cửa ta liền đến xem, trang thư tình lại một lần nữa tạ, khi người đi rồi liền nhìn về phía đệ đệ, như thế nào, hiện tại có phải hay không tín nhiệm cao đại phu một ít, trang thư hàn kỳ thực vẫn là không tin, trần chờ một lát mới gật gật đầu Trang thư tình làm như không thấy được trần chờ của hắn, nói chính nàng hoàn toàn tin cũng là nói dối, nhưng mà nàng ở địa phương như cô nhi viện lớn lên, sẽ biết đứa nhỏ không có cảm giác an toàn hẳn là như thế nào, nếu người dẫn đường không có khả năng sẽ làm cho bọn họ đi chệch đường, vì điều này, nàng lúc đó đã cố gắng học qua tâm lý học thư hàn hiện tại cũng bị vây trong tình huống như vậy, một năm trước không có người giúp hắn, bị người thân đối đã như vậy còn có một tỷ tỷ yếu đuối phải bảo vệ nên làm cho hắn trở nên không dám tin tưởng bất cứ ai nếu có người tiếp cận liền theo bản năng liền dựng thẳng lên toàn thân đâm lấy người để tự bảo vệ mình nàng đau lòng nhìn hắn tựa như thấy được mấy đứa nhỏ nàng đã từng che chở thư hàn chúng ta từ từ sẽ đến tin tưởng tỷ tỷ chúng ta về sau nhất định có thể trải qua những ngày tháng tốt đẹp lần này trang thư hàn gật đầu thật sự lưu loát trải qua chuyện ngày hôm nay, hắn liền tin tưởng tỷ tỷ nhất định có thể thực hiện được điều nàng nói, Cao Tử Lâm cũng không để bọn họ chờ lâu, vừa đem đồ ăn đều nhét vào bụng thì Cao Tử Lâm liền trở lại, đi từ cửa sau đi, trang ra phái người ra ngoài tìm các ngươi, Trang Thư Tình gật đầu, im lặng không tiếng động nắm sau lưng đệ đệ cùng Cao Tử Lâm đi ra cửa sau, cửa sau đang đóng, Cao Tử Lâm ở trước cửa xoay người lại, từ trong lòng lấy ra một cái túi tiền mới nhẹ nhàng để vào tay Trang thư tình, thấp giọng dặn: "Xe ngựa là ta thuê, không cần các ngươi trả tiền, ở đây có mấy lượng bạc vụn cùng một ít đồng tiền, tiền này dùng cũng có thể giúp các ngươi chống đỡ một đoạn thời gian, ở bên ngoài các ngươi nên cẩn thận hơn." không nên dễ tin người, Trang Thư Tình cho tới bây giờ cũng không tin trên thế giới này có người tốt thuần túy, từ nhỏ tự mình mò mẫm lăn lộn, nàng quá rõ ràng cái gọi là người tốt, làm gì có thứ gì mà không có cái giá của nó, nhưng nàng nghĩ tới nghĩ lui, cũng nghĩ không ra cao đại phu có thể không tồn tại cái gọi là lòng dạ xấu xa, không trần chờ một chút cũng chẳng sợ trong lòng hai người bọn họ lém có đề phòng vẫn đem bạc này đưa cho họ vậy hai trăm lượng kia có thể sẽ không cần dùng đến về sau còn có rất nhiều việc phải sử dụng đến tiền ân tình của cao đại phu thì để chúng ta vĩnh viễn nhớ kỹ về sau ổn thỏa sẽ hồi báo gấp bội cao từ lâm thở dài một cái năm đó khi xem bệnh trang phu nhân nàng từng giải thích nghi hoặc cho ta hiện tại coi như là ân của nàng, trang phu nhân có nhiều chuyện phải suy nghĩ, nàng nhất định là kỳ vọng các ngươi có thể bình an lớn lên, vâng, thư tình định sẽ dạy đệ đệ thật tốt, không để nương phải thất vọng, không còn sớm đi thôi cao tử lâm đưa bọn học ra cửa sau một chiếc xe ngựa không cũ không mới đậu ở chỗ này người đánh xe là một nam từ trung niên có tướng mạo trung hậu yên tâm người này cùng ta có giao tình là người lương thiện thật thà trang thưa tình gật đầu không nói nhiều lời liền kéo kéo đệ đệ lên xe ngựa nghe được cao tử lâm lại cùng xa phu nói vài câu trang thư tình nhìn về phía đệ đệ nhớ kỹ ân tình cao đại phu cao thư hàn dùng sức gật đầu nắm tay thật chặt xe ngựa chạy ra khỏi ngõ nhỏ thì trang thư tình mới đưa tay vén màn xe lên nói một câu Phiền toái xa phu đưa chúng ta đi Khê Thủy trấn, nam tử gật gật đầu, lộ trình khoảng 3 canh giờ, đi nhanh thì trước khi trời tối có thể đến nơi, ngồi chắc vào, xe ngựa bình thường chắc cũng có đón khách, khó tránh khỏi có nhiều hương vị, trang thư tình chịu khổ lớn lên, cũng không có so đo, lúc này muốn so đo cũng cố không được, đầu đau như muốn nứt ra rồi, thư Hàn, chúng ta thay phiên nghỉ ngơi, tỉ tỉ trước nằm một chút, trang thư Hàn vội vàng ngồi ổn định đem hai chân mình duỗi thẳng, chỉ vào đùi của mình nói, "Tỷ tỷ, nằm đây, trang thư tình nằm xuống bên người đệ đệ, như vậy là được, có chuyện gì thì kêu tỷ tỷ tỉnh lại, tỷ tỷ ngủ một lát, tỷ tỷ yên tâm, ta trông cho tỷ, trang thư tình chỉ muốn nghỉ ngơi một lát, lại không nghĩ rằng vừa nhắm mắt lại liền ngủ sâu, rõ ràng nàng có quá nhiều sự tình xảy ra, rõ ràng nàng có ngàn vạn lo lắng, nhưng thân thể này thật sự là quá mức hư nhược." rồi, cứng rắn nhịn lâu như vậy đã đến cực hạn, tỉ 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 tỉnh tỉnh, mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn khuôn mặt trước mắt này cơ hồ nháy mắt liền tỉnh táo lại, vội hai tay chống ngồi dậy, thanh âm không còn thanh thúy, đến nơi nào rồi, tỉ tỉ chúng ta đã đến khê thủy chấn, biết đệ đệ là đau lòng mình, muốn cho mình nghỉ ngơi nhiều một chút, trang thư tình làm sao có thể trách hắn được sửa lại quần áo cho hắn liền lôi kéo người xuống xe ngựa lúc này đã là trời chiều đã ngả về tây người làm việc ở đều sách theo nông cụ trở về mọi người thấy bọn họ không khỏi đều nhìn qua một chút trang thư tình lúc nhỏ đã tới nơi này có chút ký ức mơ hồ nàng cũng không để mã phu đưa đi thêm nói vài câu khách khí rồi liền nắm đệ đệ hướng trang gia bước vào tại đây khê thủy trấn trang gia xem như đại gia tộc số một số hai đếm số người cũng không biết là bao nhiêu cũng không biết được những người sống trong trang gia như thế nào con dâu khi gả vào trang gia đều đặt nghĩa vụ sinh con làm đầu như đồng nguyền như chỉ sinh hai thì đệ bọn họ tại trang gia đều xem như người sinh không tốt sinh ra năm sáu đứa mới là bình thường tổ tiên trang gia cũng từng làm quan trên triều chỉ tiếc sau này người sau không bằng người trước nhưng cần dựa vào điểm này của tổ tiên ngày qua ngày cũng coi là dư giả tộc trưởng của nhất đại trang gia là trang trạch dân năm nay vừa mới 40, đúng là thời điểm trẻ trung khỏe mạnh, hắn có dã tâm, nhưng không có điều kiện, vốn cho là trang trạch lương có thể một phen nâng đỡ đệ tử trong nhà, nhưng nghĩ đến đối phương căn bản là coi bọn hắn như thân thích nghèo đến để thống tiền, không cần nói dẫn dắt chính là gặp mặt một lần đều không đồng ý, dần già cũng liền không có người lại đi dính vào cửa thân thích này, cho nên, lúc hắn nghe nói trang trạch lương một đôi từ nữ cầu kiến thì kinh ngạc nhếch mày thật cao thế nào bọn họ không đi chiêu chọc đối phương ngược lại nhớ đến bọn họ, người thông truyền là lão nhân của trang gia, quản gia làm việc cho trang gia nửa đời người, nói chuyện cũng không có kỵ nhiều, dừng một chút lại nói, trang thất gia cũng không phải nghèo khó gì như thế nào hai cái nhỏ kia nhìn không tốt lắm trang trạch lương là hậu nhân thứ bảy của trang gia trang trạch dân thu hồi quyển sách đứng dậy đã đến dù sao cũng phải gặp một lần một đứa nhỏ mang theo một đứa nhỏ khác làm sao có thể đi xa như vậy trang trạch lương hắn rõ là đã có chuyện gì xảy ra trang trạch dân chỉ cho rằng lão bộc nói không tốt lắm chỉ là tinh thần không tốt lắm lại không nghĩ rằng là không tốt như vậy cách một tầng băng gạc đều có thể nhìn đến máu bị thấm ra, một tiểu cô nương, thế nào bị thương thành như vậy, hắn không hỏi, chính là nhăn mi lại thể hiện đáy lòng hắn có nghi hoặc trương bẩy, nhược nhưng không khiếp trang thư tình lôi kéo đệ đệ một phen quỳ xuống, đặt mình trong thế yếu, nhưng cũng không để người cảm thấy yếu đuối đến khả khi, nguyên bản miệng vết thương là do phụ thân dùng nghiên mực đập chúng, ta nằm hôn mê trên giường hai ngày, kém chút thì đi gặp mẫu thân, trong nhà không người hỏi đến, ngay cả chén nước cũng không có người đưa tới, để đệ, đệ lấy trộm nắm gạo trong nhà đem hầm cháo cho ta để duy trì tính mệnh, thì bị đánh thương cho tích đầy người, thư hàn, cởi áo ra cho đại bá nhìn một chút, trang thư hàn lưu loát nghe theo, người gầy chơ xương trên đó còn che kín dấu vết xanh tím mới có cũ có sau khi ta tỉnh lại di nương cùng thứ muội lại đến gây chuyện không chiếm được tiện nghi liền chuyển đến tổ mẫu tổ mẫu trách ta không tôn trọng trường bối dùng cái cốc đập lên miệng vết thương vì thế thương tích càng thêm nghiêm trọng đại bá cũng không phải ta muốn làm mất hết thể diện của phụ thân xé mở nổi tình bên trong nhưng mẫu thân qua đời bất quá mới có một năm đã trở nên như vậy ta không thể tưởng tượng sau này Tỷ đệ chúng ta sẽ như thế nào? Ta không nghĩ một ngày kia tỷ đệ chúng ta chết ở một góc cũng không có người nào biết, bị người dùng chiếu đem lên núi hoang. Như vậy, khi xuống dưới, ta phải ăn nói như thế nào với nương, ánh mắt trang trạch dân không rời nhìn tấm lưng trần của đứa nhỏ? Hắn không thể tưởng tượng, phải là người nhẫn tâm thế nào mới có khả năng đối đãi với con trai ruột của chính mình như thế? hắn tự nhận mình không phải là một phụ thân hiền lành nhưng sẽ không động thủ đánh đứa nhỏ thành ra như vậy phạt một đứa trẻ sao lại có thể ác độc như thế làm sao có thể làm được cha ngươi hắn không biết chúng ta đến nơi này không sợ nói rõ cùng đại bá ta có bản lĩnh mang theo đệ đệ trên người không có một xu an toàn đi đến trước mặt ngài cũng sẽ có bản lĩnh đi kinh đô tìm ngoại tổ phụ bên nhà ngoại tổ dù không đau tí dệ chúng ta cũng sẽ không có khả năng thấy tỷ đệ chúng ta có như vậy mà bỏ mặc đến lúc đó chúng ta cùng đại bá cũng không thể gặp

về sau nếu như bọn họ có tiền đồ thì người của Trang gia cũng đừng nghĩ đặt hy vọng lên người bọn họ. Trang trạch dân nhìn về phía tiểu bối cơ hồ đang uy hiếp hắn. Vậy ngươi vì sao đến này? Trang thư tình ánh mắt sáng lên phẳng phất như muốn thiêu cháy. Toàn thân phát ra tự tin. Bởi vì ta họ Trang. Ta biết điều gì tốt điều gì xấu. Biết dòng họ là gốc rễ của ta. Ta không thể vì một người mà liên lụy toàn bộ Trang gia. Trang trạch dân năm năm trước trước đã gặp qua đôi tỷ đệ này, đệ đệ trưởng thành chút, trong mắt mang theo hận ý, còn tuổi nhỏ nhưng mi có thể thấy được thần sắc kiên nghị, mà biến hóa lớn nhất chính là trang thư tình trong ký ức của hắn trang thư tình chỉ biết tránh ở phía sau mẫu thân nàng, bộ dáng sợ hãi nhu nhược, tuy rằng ăn mặc tinh xảo, nhưng khí sắc cũng không tốt so với hiện tại, cũng không có xuất sắc như hiện tại, đúng vậy, xuất sắc, hắn chỉ có thể dùng từ này để hình dung nàng, không phải đứa nhỏ nào từng tuổi này đều có thể lớn mật như vậy, càng không thể ở trước mặt hắn đem lời trước lời sau của nàng tầng tầng liên kết chặt chẽ, mặc dù kinh ngạc gan lớn của nàng, tuy khi đến cầu trợ giúp lại bị vây trong thế yếu, nhưng lại khiến người không thể xem nhẹ nàng, hắn nếu có được một đôi nhi nữ như vậy, nhất định sẽ liều mạng đi bồi dưỡng, sao phải sầu não tìm cách chấn hưng gia tộc trang trạch lương kia là đang nghĩ cái gì, mắt mù sao, các người mau đứng lên, thư hàn, đem quần áo mặc vào, trang thư hàn trước đỡ tỷ tỷ đứng lên rồi mới lung tung mặc quần áo, đại bá, đầu tỷ tỷ vô cùng đau đớn, có thể hay không? không để tỉ tỉ ngồi xuống nói chuyện, đều ngồi xuống đi, trang trạch dân thở dài, biết rõ hai người này sẽ đem đến cho cuộc sống đang bình thường trở nên gợn sóng, nhưng đối với hai hài tử tương thân tương ái này, hắn cũng thật sự là không hạ quyết tâm được tình nha đầu ngươi đã mang theo đệ đệ đến đây chắc trong lòng cũng đã tính toán qua nói một chút cho ta nghe thử trang thư tình tại ghế ngồi xuống ngẩng đầu sửa lại quần áo cho đệ đệ rồi mới trầm tĩnh đáp lời đại bá ta nghĩ tự mình sẽ bỏ tên khỏi môn tường chuyện đó không có khả năng trang trạch dân không chút nghĩ ngợi liền phủ quyết trên đời này chỉ có cha mẹ đem nhi nữ đuổi ra khỏi môn tường không có chuyện nhi nữ tự mình làm vậy còn nữa phụ thân ngươi cũng sẽ không đồng ý hắn không ném nổi bản mặt này, chỉ cần trong tộc không ngăn trở ta tự có biện pháp khiến hắn đồng ý, có một số việc đều không phải ngươi mượn thực lực tổ ra bên ngoại liền có thể thành, đồng ra có quyền thế ta tất nhiên biết, nhưng mà tình nha đầu, người họ trang, chuyện của trang gia ngoại nhân không có quyền nhúng tay vào, chẳng lẽ ngươi muốn để cho đồng ra gánh cái danh ỷ thế hiếp người, theo ta biết, đồng ra không phải người như vậy, trước mắt triều đại này có lệnh khai sáng. Cũng cũng không cấm ngôn luận. Có bao nhiêu gia tộc có tiếng ở kinh thành dân chúng đều có thể nghe thấy một chút. Dù là việc của hoàng gia, thì cũng là đề tài trọng tâm của dân chúng trà dư tử hậu, huống chi trang gia. Cùng đồng gia còn có một tầng quan hệ như vậy, nhưng cũng không ai dám cùng nương ngươi tiểu thư đồng gia kết giao giao hệ, đối với động tĩnh của đồng gia cũng quan tâm một hai, trang thư tình cười, nhưng trong mắt không có ý cười, đối phó với toàn gia nhân kia, không cần dùng đến đồng gia, phụ thân có ngày hôm nay toàn nhờ vào mẫu thân, từ sau khi ta ra đời, nương liền bắt đầu cho ta toàn đồ cưới, tuy rằng tiền bạc mang đến cơ hồ bị vét sạch, nhưng nương ta ta cũng không phải kẻ ngu dốt từ lúc ban đầu đã vì kế sinh nhai mua vài cách cửa hiệu mặt tiền hàng năm tiền lãi đó cũng bị cha ta nghĩ cách đoạt đi hơn phân nửa còn dư lại cũng chỉ là chút đồ cưới nhiều năm vì ta tích góp được đầy đủ như trước có người không khỏi đỏ mắt ghen tị chỉ muốn ta đáp ứng buông tay một bút đồ cưới này sẽ có người nghĩ biện pháp tìm mọi cách để thúc đẩy việc này xảy ra trang trạch dân cao mày, mặc dù hai đứa nhỏ này đáng thương, nhưng sự việc này quan hệ đến thể diện dòng họ kế sách quá tuyệt tình cũng không được đại bá tỷ đệ chúng ta tuy rằng tự mình thoát ly khỏi môn tường, nhưng không thoát ly gia tộc chúng ta vẫn là người của trang gia, người có gốc rễ giống như lục bình, chỉ cần gốc rễ vẫn còn, trong lòng mới có thể kiên định, đó là lý do ta cùng thư hai hàn cần phải có trưởng bối ra mặt thì chuyện mới có thể thành, đến lúc đó nói không chừng còn phải phiền toái nhiều đến đại bá trang trạch dân dương mắt xem nàng, mắt lộ kinh ngạc, hắn nếu không lý giải sai, ý tứ trong lời nói của tình nha đầu này chẳng lẽ là muốn làm con thừa tự của đại phòng bọn họ, nhìn hai thì để ánh mắt đồng dạng kiên định, thanh âm trong lòng trang trạch dân nói cho hắn biết, đáp ứng, nhất định phải đáp ứng, nói không chừng hắn việc này hiện tại giúp bọn chúng một phen có thể khiến trang gia thu lợi lớn gấp ba cổ hỏng có chút khàn trang trạch dân không khỏi ho nhẹ hai tiếng xác nhận nói người là nói đại bá thân là tộc trưởng phải lấy đại cục làm trọng nếu hai tỷ đệ chúng ta cố làm cho đại bá khó xử chính là tiểu bối bọn ta không hiểu chuyện không bằng đại bá liền cùng phụ thân ta nói chuyện rằng chúng ta tạm thời do đại bá cùng đại nương chiếu cố như vậy đại bá cũng có thể yên tâm nếu nói lúc trước trang trạch dân còn có chút do dự nghe được trang thư tình nói như vậy cũng không còn đắn đo nhiều nữa hắn không sợ tình nha đầu sau khi xong chuyện liền trở mặt chỉ cần nàng còn mang họ trang những lời này vừa nói ra chính là hướng mọi người trong tộc có nhân chứng xác thực như vậy miễn cho việc sau này đối với huynh đệ núi lời liền cũng không còn mặt mũi rất tốt không cần suy nghĩ hiện tại trang trạch dân một ngụm liền đáp ứng trên mặt hắn cũng là không nhanh không chậm gật đầu việc này một mình ta cũng không được làm chủ trước hết phải mời các tộc lão đến để cùng ra ta quyết định nhìn các ngươi cũng mệt mỏi trước đi ăn một chút gì rồi hào hào nghỉ ngơi là trước hết quản gia, báo cho hạ nhân chuẩn bị không được chậm trễ vâng tiểu thư thiếu gia bên này mời trang thư tình đỡ tay đệ đệ đứng lên đầu óc nhất choáng váng lại ngồi trở về tì 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 không có việc gì trang trạch dân nhíu mày ta nhờ người thỉnh đại phu đến xem cho ngươi Đa tạ đại bá, trang thư tình cũng không cự tuyệt, đầu của mình đương nhiên sẽ biết nặng nhẹ, vết thương ở trên đầu, sợ là có chút chấn động não, muốn nói không nghiêm trọng tất nhiên là không có khả năng, nguyên thân là trước đó đã phải trả giá cả tánh mạng, sợ là phải tốn nhiều thời gian cùng chăm sóc mới được như trước kia, ở khê thủy trấn nơi này an ổn dưỡng thương vài ngày cũng tốt, trang gia tại khê thủy trấn là đại địa chủ tuy rằng không phải có người hầu thành đàn cùng cuộc sống xa hoa, nhưng cũng là nhà trong nhà ngoài hạ nhân hầu hạ cũng không thiếu, quản gia đem hai người đưa đến an trí tốt tại hậu trạch, sau đó không lâu, phu nhân của trang trạch dân Chu thị liền mang theo hai nha hoàn đưa thức ăn tới, đồ ăn còn bốc lên hơi nóng khiến trang thư hàn một năm cơ bản chưa có bữa nào ăn no không khỏi nuốt nước miếng một cái hắn rất nhanh phản ứng kịp chính mình thất thố vội vàng chuyển mở đầu đi tai đều đỏ trang thư tình cũng đói dù nàng mới tiếp nhận thân thể này không lâu không phải loại người không tim không phổi hơn nữa thân thì cũng không còn cố gắng được nhưng vẫn nhớ rõ lôi kéo đệ đệ đứng dậy hành lễ bá nương mau đứng lên người trong nhà không cần những nghi thức xã giao này chu thị mỗi tay kéo hai người đứng lên xem bộ dáng chật vật của hai người hốc mắt hơi có chút ẩm cũng không nói nhiều liền vội cùng nha hoàn cùng nhau bày thức ăn hảo thúc giục hai người mau ăn trang thư tình cười cười với chu thị cầm lấy đũa gắp vài miếng thịt bỏ vào trong chén cơm đầy ắp như ngọn núi nhỏ của đệ đệ ăn đi, không cần cùng bá nương khách khí ăn no mới dừng lại, Trang thư Hàn liếc mắt nhìn tỷ tỷ, rõ ràng là rất đói, nhưng vẫn ăn cơm nhã nhặn, lại nửa điểm cũng không chậm, rất nhanh một chén cơm liền thấy đáy, lúc này Trang Thư tình một chén kia mới ăn non nửa, nha hoàn lại cấp thêm một chén, hơn nửa áp quá chặt, ăn chậm một chút, cẩn thận dạ dày bị đau, trang thư hàn không còn đói bụng như trước, nghe lời thả chậm tốc độ, nha hoàn còn muốn đưa hắn chén thứ ba khi hắn lắc đầu, ăn no rồi, nhìn hắn như vậy nghe lời nói của tỷ tỷ, chu thị cười đến càng thêm nhu hòa, tình cảm hai tỷ đệ phá lệ, khiến người ta cảm động, trang thư tình chỉ ăn một chén liền ngừng lại, đối. Đối với sự kinh ngạc của Chu thị giải thích nói, lúc trước mỗi bữa đều ăn không nhiều hiện tại đã đủ, nếu ăn nữa sợ là không chống đỡ được mà phát bệnh, Chu thị cũng sẽ không khuyên nữa, ý bảo nha hoàn thu thập bát đũa, cầm lấy tay trang thư tình ôn nhu nói, chúng ta lúc trước cũng không biết tỷ để các ngươi khó khăn được như vậy, bằng không thế nào cũng sẽ không, dừng một chút, Chu thị vỗ vỗ tay nàng, đại bá ngươi đã biết chuyện liền vạn lần sẽ không có đạo lý mặc kệ, các ngươi biết tìm được đến đây đó là hiểu chuyện, chuyện như vậy nếu nói ra ra ngoài, thể diện trang gia đều mất hết, chuyện này về sau không có tiểu bối nghị luận là rất khó, các ngươi chỉ cần sống tốt, ở đây không có ai có thể khi dễ các ngươi, lời này là lời nên nói nhưng cũng có vài phần chân tâm ấn tượng trang thư tình đối với chu thị cảm thấy cũng không kém nghe vậy liền toát ra vài phần tin cậy nhọc đại bá cùng bá nương đã lo lắng lại vỗ vỗ tay nàng chu thị đang chuẩn bị nói thêm cái gì đó bên ngoài liền có nha hoàn thông truyền phu nhân đại phu đến mời vào đi đến đây là đại phu họ hứa tại thị trấn này cũng có chút danh tiếng thường lui tới vài gia tộc ở trấn trên tiến vào cũng không có vẻ kẻ câu nể hứa đại phu nhọc ngươi xem qua cho chất nữ của ta trang phu nhân khách khí Hứa đại phu buông cái hòm thuốc, trước xem mạch cho Trang thư Tình, sau nói: "Cho ta nhìn xem miệng vết thương." Chương 8: Đào hầm từng bước một. Trang thư Tình tuổi mụ năm nay là 14, đã là đến tuổi có thể định thân, Chu thị cũng không tự tiện thay nàng làm chủ, im miệng không nói. Trang thư Tình gật đầu, đại phu thỉnh tự nhiên, Hứa đại phu đáp ứng rồi tiến lên. Trang thư Hàn động tác nhanh hơn, "Ta đến." Nói xong cũng không chờ những người khác phản ứng lướt ngang một bước ngăn ở phía trước hứa đại phu, dè dặt cẩn trọng đem băng gạc trên đầu tỉ tỉ gỡ ra, lộ ra cái chán cùng một vết thương kéo dài từ mép tóc đến phía trên đầu, chu thị đứng gần, đoán độ dài sợ là cũng không chỉ đến hai tấc trong lòng âm thầm mắng nghiệp chướng hứa đại phu nhìn vậy có thấy nóng lên có tại đã nằm trên giường hai ngày nhiệt độ giảm đi nhiều sau này sẽ không để lại di chứng lớn đại phu lúc trước cho ngươi dùng thuốc tốt nơi này của ta sợ là so ra còn kém không lo chỉ cần dùng thuốc này miệng vết thương sẽ trở nên tốt mặc kệ là miệng vết thương trên thân thể hay là tâm lý đều sẽ tốt hứa đại phu không khỏi liếc mắt nhìn cô nương này miệng vết thương nghiêm trọng như vậy thế nào là không đau nhưng tiểu cô nương này trên mặt cũng không lộ ra nửa điểm biểu tình đau đớn tính nhẫn nại rất cao một lần nữa đắp thuốc lên miệng miệng vết thương lại viết thêm phương thuốc kèm theo chu thị để quản gia tự mình đi lấy thuốc bá nương cũng không nhiễu các tỷ đệ ngươi đều hào hào nghỉ ngơi một chút có chuyện gì ngày mai lại nói cảm ơn bá nương đã lo lắng Hai tỷ đệ quả thật là mệt mỏi, trang thư tình sở đệ đầu đệ, đêm nay sẽ không có chuyện gì, đi ngủ đi, ngày mai bắt đầu phải giữ vững tinh thần, sống lưng phải thẳng thì càng nắm chắc khí thế, bọn họ mới càng không dám làm gì chúng ta cả, đệ đã biết tỷ tỷ ta không ngủ ở phòng bên cạnh, liền ngủ đây này đi, ta để chăn nệm dưới đất là được, tỷ tỷ bị thương thành như vậy hắn không nhìn thì thế nào có thể yên tâm, nam nữ 7 tuổi bất đồng tịch đệ muốn cho người ta mượn cơ chế diễu chúng ta sao, ngoan, đi ngủ đi, để ở cách vách có chuyện gì tỉ tỉ gọi đệ một tiếng là được nhưng mà, nghe lời, chuyện của chúng ta hiện tại trong tộc nhất định đã truyền ra, không biết có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chúng ta chằm chằm, chúng ta càng biểu hiện tốt, bọn họ mới có thể càng hướng về chúng ta, trang thư hàn một điểm liền thông, mân mân môi nói tỷ tỷ có việc nhất định phải gọi để, đã biết, nhất định gọi để, chính đường trang gia trong ngày thường cũng không thường dùng đến, nhưng buổi chiều hôm nay đèn đuốc sáng trưng, quản gia tự mình canh giữ ở cửa, các hạ nhân khác đều cách thật xa, không khí trong phòng rất trầm mặc, một hồi lâu sau, người ngồi ở chủ vị là một lão nhân trên mặt đã nhiều nếp nhăn nhẹ gõ bàn, người thấy vừa ý nữ hoa kia, vâng, phụ thân, trang trạch dân thái độ cực kỳ tôn kính, tại vì ngài là không tận mắt thấy được vẻ mặt lúc đó của tình nha đầu rõ ràng là tới cầu ta hỗ trợ lại không có dấu giếm nửa điểm khiếp ý bộ dáng kia đến nam nhi cũng không thể cùng nàng so sánh đáng tiếc nàng là một thân nữ nhi người cũng biết nàng là một nữ oa nếu có tiền đồ thì sau này cũng phải gả cho một người chồng tốt, ngươi còn tưởng về sau dựa vào nàng dẫn dắt trang gia, lão nhân đã làm tộc trưởng vài thập niên, tuy rằng vài năm nay đã không có việc phải để ý, nhưng uy nghiêm thì vẫn còn, trang gia chúng ta có một trang trạch lương như vậy là đủ rồi, ngươi cũng đừng nghĩ sẽ trở nên giống hắn, nhi tử tất nhiên là không dám nghĩ như vậy, nhi tử chính là cảm thấy có một tỷ tỷ như vậy dạy dỗ, trang thư hàn về sau tất sẽ không kém bao nhiêu. you oh. huống chi nhi tử thấy thư hàn cũng là đứa nhỏ cực kỳ có hiểu biết có thể nhìn thấy lúc trước được đệ muội dạy dỗ thật tốt dương mắt nhìn thoáng qua trang trạch dân tiếp tục nói một đôi nhi nữ như vậy trạch lương không biết đối xử tử tế ta nhưng cũng không nghĩ không lương tâm như vậy để cho tỷ đệ bọn hắn đối với trang gia triệt để lạnh tâm theo như lời của tình nha đầu nàng có thể dựa vào thực lực bản thân trong tình huống khó khăn như vậy mang theo đệ đệ đến Khê Thủy Trấn, nàng cũng không đi tìm ngoại tổ tại Kinh Đô, bởi nàng biết chính mình là người của Trang Gia, chúng ta cũng không thể trong hoàn cảnh như vậy, thấy tỷ đệ bọn họ khó khăn mà có thể bỏ mặc đã biết là ngăn cản không được, vậy thì kết một cái thiện duyên cho Trang Gia, trăm lợi mà không có một hại, về phần trạch lương nơi đó, Trang trạch dân khẩu khí một chút, tình nha đầu nói nàng có biện pháp làm cho bọn họ nhà ra, lão nhân dơ cao mi lên, việc gì lại có thể đã động bọn họ giả tình nha đầu nói có người đỏ mắt với số đồ cưới mà nương của nàng tích cóp được cho nàng chỉ cần nàng buông tay thì sẽ có người khiến cho trang trạch lương phải gật đầu đồng ý đó quả thật là một nha đầu biết tính toán chu toàn lão nhân nhìn về phía mấy người khác đang ngồi trong phòng các ngươi thấy thế nào ngồi ở bên tay trái mỗi một lão nhân tại vị trí nào cũng đều nhíu mày theo ta thấy liền đem hai đứa nhỏ kia trả cho lão thất đồng thời nói hắn trở về học lại quy củ như thế nào con trưởng và con thứ lại chẳng phân biệt được còn ra thể thống gì giang sơn dễ đổi bản tính khó rời ta thấy cũng không cần miễn cho chúng ta đem người đến lại để hắn dạy cho hỏng, một lão nhân khác hiển nhiên không đồng ý, đồng thị mắt của nàng có lẽ mù rồi nên mới vì cái người không lương tâm như vậy bỏ xuống hết thảy, tuy rằng có một chút ngu xuẩn, nhưng sau này cũng là không bỏ xuống được hai đứa nhỏ, muốn bọn hắn có thể có tiền đồ, chúng ta giúp một phen cũng không có gì là xấu, đại ca chờ chúng ta thấy người rồi lại quyết định tiếp đi, liếc mắt nhìn người kia, trang bình trí gật đầu, đứng dậy nói, bây giờ cũng không còn sớm, trước đều đi về suy nghĩ một chút, ngày mai lại quyết định, Trạch dân, hảo hảo chiêu đãi hai tỷ đệ kia, trừ bỏ những thứ khác không nói, kia dù sao cũng là con cháu trang gia ta, làm trưởng bối nhiều hơn một phần thiện ý cũng tốt. Vâng, cha yên tâm. Một khắc khi nàng mở mắt ra liền bắt đầu hao hết tâm tư để cân nhắc, mặc kệ là tinh thần hay là thân thể đều đã đến cực hạn, nên trang thư tình ngủ một giấc thật sâu, dù có người đến cũng sẽ không biết, ngược lại Trang Thư Hàn có tâm tư đề phòng rất nặng, ngủ cũng không được an ổn, ngày kế tinh thần tự nhiên cũng sẽ không tốt như tỷ tỉ, lột quả trứng gà để vào trong chén đệ đệ, Trang Thư tình nhẹ giọng nói, ta nghe nương nói qua trong Trang gia chỉ có Trang Trạch Lương là một người khác tính, những người khác đều được có bản tính thuần hậu, ngươi không cần đề phòng như vậy, thừa dịp mấy ngày nay hảo hảo tính dưỡng, chờ sự tình qua đi chúng ta sẽ nhất định rời khỏi trên đường tránh không được phải lang bạc kỳ hồ đến lúc đó dù đệ muốn ngủ một giấc an ổn đều không có được trang thư hàn trầm mặc ăn xong mới nói ta chính là không tin tưởng được người trang ra chẳng phải đều là họ trang như nhau sao trang thư tình ôn nhu khuyên giải một người họ trang xấu xa thì đâu phải tất cả những người mang họ trang đều là người xấu cũng giống như nếu có một người họ đồng không tốt thì những người có họ đồng đều không phải là người tốt cả sao đối với bất cứ ai đều không được có thành kiến với họ là tốt hay là xấu đều phải qua tiếp xúc mới biết được tự tiện cho rằng người đó là kẻ xấu là không nên lại qua một hồi sau mới có thanh âm của trang thư hàn truyền ra ta nhớ kỹ tỷ tỷ, chu thị trong lòng thầm khen một tiếng, ở ngoài cửa lại đứng một lúc sau mới tăng tiếng bước chân lên rồi bước tiếp, chưa đến cửa, đã trực tiếp ở ngoài cửa hỏi thăm, tỷ đệ hai con ngủ có đủ giấc không, ăn có ngon miệng không, hành động này khiến cho trang thư tình trong lòng có một phần hảo cảm, đứng dậy cười chào, nhọc bá nương phải quan tâm, hết thảy đều tốt, chu thị nâng gót chân tiến bước vào cửa, tại một bên bàn ngồi xuống, ăn có no không, có hay không không muốn ăn thêm chút nữa, đủ rồi à, dạ dày nhỏ, ăn nhiều sẽ khó chịu. Nha Hoàn thu dọn bát đĩa xuống, Chu thị quay đầu tiếp nhận đồ vật trong tay Nha Hoàn, vội vội vàng vàng nên không kịp may mới, đây là mấy bộ đồ của Đường Ca Đường tỷ ngươi, tỷ đệ các ngươi còn không còn mặc dù sao các ngươi cũng đang còn giữ tang mẹ ăn mặc mộc mạc chút cũng biết là thiệt thòi cho các người nhưng trước cứ mặc tạm chờ có mấy tấm vải mới sẽ may vài bộ cho các ngươi đổi trang thư tình thoải mái nhận lấy lại nói cảm ơn chu thị đánh giá qua hai tỷ đệ cũng không phải là tiểu môn hộ keo kiệt cũng không có đại gia tiểu thư tự cao tự đại mà ngược lại rất hào sảng tự nhiên chu thị nhìn thấy thích trong giọng nói cũng mang theo ý cười các người mới trở về trang gia chưa được bao lâu người nhận được cũng không nhiều ý thứ đại bá các ngươi là chờ các ngươi dưỡng thương tốt rồi sẽ đưa các người đi gặp thân thích miễn cho bị người ta nói ra nói vào thư tình ngươi cảm thấy như vậy có tốt tạ đại bá cùng bá nương thông cảm bộ dáng lúc trước của chúng ta quả thật không dám gặp người hơn nữa miệng đời cũng nhiều thị phi những người khác thì không quan hệ nhưng những lão nhân trong tộc cũng phải gặp qua một lần, Chu thị châm trước mở miệng, tối hôm qua lão ra liền đem chuyện của bọn ngươi báo cho trưởng bối trong tộc biết, việc này trước mắt chưa được giải quyết, các ngươi không ra mặt không được, ta cũng nghĩ như vậy, vốn là là chúng ta nên đi bái kiến trưởng bối, thấy trang thư tình trên mặt cùng trong mắt đều không có nửa điểm kháng cự, Chu thị nhẹ nhàng thở ra, nàng tuy là phụ nhân, vừa vặn là chủ mẫu của một gia tộc so với nhiều phụ nhân khác tất nhiên sẽ nhiều hơn một phần kiến thức biết được lợi hại trong việc này nếu là đứa nhỏ không hiểu chuyện phải dựa trên danh nghĩa của nàng tất nhiên là không muốn nhưng hai đứa nhỏ có hiểu biết như vậy nàng nguyện ý tiếp nhận hơn nữa quan tâm hơn một phần chính là thư tình ngươi thật sự đã nghĩ tốt trang thư tình không chút do dự gật đầu đứa nhỏ không có nương che chở như thế nào cũng sống không nổi trong nhà ta năm nay đã mười bốn đạo hiếu cũng không thể giữ trong cả đời, ta không dám tưởng tượng bọn họ sẽ đem ta gà cho loại người như thế nào, chuyện này là liên quan đến chuyện cả đời, ta không thể chấp nhận được nên ta cũng không dám nghĩ nhiều, ta cũng biết bọn họ làm sao có hảo tâm thay ta tuyển hộ người trong sạch còn có thư hàn, nắm tay đệ đệ mở ra trước mặt chu thị. Hai tay này, hẳn là phải cầm bút viết chữ thế nhưng lại cầm búa trẻ củi nếu như hắn là một đứa nhỏ ngu dốt cũng liền thôi nghe lời chút cũng không có làm sao nhưng không phải hắn thông minh nhưng không thể phản kháng với tất cả những bất công hiện tại tuổi của hắn còn quá nhỏ trong lòng thế nhưng đã có hận nếu như trưởng thành đợi đến khi hắn có thực lực để phản kháng hắn sao còn có thể để người khác khi nhục nếu đến lúc đó hắn đi báo thù hắn cả đời cũng không thể ngóc đầu dậy ta không thể để tương lai thư hàn hủy ở căn nhà kia một đôi tay nho nhỏ lại có biết bao nhiêu vết thương mới cùng vết thương cũ chưa khép miệng dù có khép lại cũng sẽ để lại những dấu thịt dài màu hồng nhạt Chu thị không khỏi nắm chặt khăn tay, lấy tình huống trong nhà thất thúc ra, làm sao có thể cần một tiểu hài tử đi làm mấy việc này, rõ ràng chính là tại ép buộc hắn, trách không được hai người muốn trốn tới đây, làm khó thư tình có thể nghĩ xa đến như vậy. Thư Hàn, người có một tỷ tỷ tốt biết tính toán cho ngươi. trang Thư Hàn đang một mạch trầm mặc không một chút do dự gật đầu, may mắn hắn có một tỷ tỷ tốt, các ngươi đều là đứa nhỏ có hiểu biết, Chu thị ánh mắt nhìn đôi tay đang nắm chặt không rời của hai tỷ đệ trang thư tình lời ngươi nói với lão gia cùng ta ta cũng đại khái đã biết ý thứ của ngươi nếu đã muốn thoát ly thất thúc lại không muốn trở thành con thừa tự của bất kỳ phòng nào trong trang gia phải không đúng vậy ta cũng không sợ cùng bá nương nói thật ta không nghĩ sẽ xuất hiện một đôi cha mẹ muốn dùng thân phận phụ mẫu để bắt ép tỷ đệ chúng ta nếu ngươi cố sống chết không nhận lão nhân trong tộc sẽ không đồng ý cũng sẽ không để cho hai tỷ đệ các ngươi một mình chống đỡ xuất hiện tại môn đình thư hàn dù sao còn quá nhỏ chút đây là vấn đề trang thư tình luôn nghĩ đến kể từ khi đưa ra quyết định không biết trong tộc hay không có người bị tuyệt hộ chương chín tính toán của mỗi người chu thị ngẩn ra biện pháp này quả thật là rất tốt chỉ cần hai tỷ đệ trên danh nghĩa đã có nơi an trí trưởng bối trong tộc cũng sẽ không sống chết giữ lấy không tha có bà tử tiến vào vào bẩm báo phu nhân, lão gia mời tiểu thư cùng công tử đến chính đường, vài vị trưởng bối đều đến. Vâng, Chu thị lôi kéo hai tỷ đệ đứng dậy, đổi một thân xiêm y rồi đi qua. Lão nhân tính tình rất cố chấp, các ngươi không cần cãi cứng, nhỏ nhẹ một chút, ngươi là đứa trẻ thông minh, biết nói làm sao cho mình tốt nhất. Dù trưởng bối nói gì phàm là trong lòng có tức giận thì cũng nên nhẫn nhịn, sự tình có thể thành thì tốt, này xem như biểu đạt thiện ý rất lớn trang thư tình trịnh trọng gật đầu, vâng, thư tình nhớ kỹ, hai tỷ đệ bước vào chính đường không một người nói chuyện, không khí cũng không tính là khẩn trương trang thư tình trong lòng liền có tính toán mọi người đều có tâm tư nhưng phải xem cái tư tâm này đối với tỷ đệ bọn họ có lợi hay có hại hiển nhiên tình huống trước mắt đối với nàng mà nói cũng không quá xấu tuy là trang trạch lương không có chút lương tâm đối với trong tộc không có nửa phần cống hiến sự tình cũng sẽ không thuận lợi như vậy tự làm bậy không thể sống câu này chính là nói hắn vết thương trên đầu trang thư tình rất dễ thấy The cat sat hơn nữa hai tỷ đệ thân thể gầy yếu sắc mặt trắng xanh không cần nói cái gì cũng đã thuyết minh hết thảy lão nhân lớn tuổi đang ngồi ở vị trí chủ thượng hoang đường hoang đường trang thư tình nhìn về phía trang trạch dân trang trạch dân hiểu ý cấp hai người giới thiệu nói ngồi ở vị trí chủ thượng là tổ bá phụ vài vị bên kia đều là các vị tổ thúc thúc trang thư tình gật đầu dẫn đệ đệ tiến lên chào thư tình vấn an tổ bá phụ cùng các vị tổ thúc thúc, miễn lễ, miệng vết thương đã khá hơn chưa, người hỏi chuyện là tổ bá phụ, trang thư tình cung kính đáp lời, hồi tổ bá phụ, đại phu đã xem qua, uống thuốc cũng tốt hơn nhiều rồi, vậy thì tốt, lão nhân cũng không nói nhiều lời vô nghĩa, đề tài vừa chuyển liền trở về chính sự, chuyện của ngươi trạch dân đã cùng chúng ta nói qua, gọi ngươi đến chính là muốn hỏi ngươi một câu, ngươi nhất định phải làm như vậy, dạ, tổ bá phụ, tỷ đệ chúng ta Ta đã hạ quyết tâm, người cũng biết việc này sẽ như thế nào, việc hôn sự của ngươi sẽ trở nên khó khăn, người ta sẽ không lấy một cô nương có bối cảnh không tốt như ngươi, ta biết, nhưng việc lập gia đình của ta so với việc trước mắt thì không khó khăn bằng, ta không tin bọn họ sẽ giúp ta lựa chọn mối hôn sự tốt, thay vì rơi vào hố lửa bị người ta trà đạp cả đời, chẳng bằng dứt khoát dứt ra, ít nhất sẽ không có người có thể khi dễ ta, trang thư tình ánh mắt không lùi bước trong giọng nói không thấy nửa điểm khiếp ý người ở đây không thể không tin tưởng trong lòng nàng thật sự là nghĩ như vậy một việc có quan hệ tới hơn nửa đời người cũng không nguyện ý buông tha cho một nữ tử có thể thấy được nàng đối với quyết định mình đưa ra có bao nhiêu kiên quyết trách không được trạch dân muốn thúc đẩy việc này cũng tiếc cho tình nha đầu là một thân nữ nhi nếu như nàng là nam nhi nghĩ đến trang trạch lương có mắt không biết lựa vàng xem Ngọc lão nhân lắc đầu, hắn có phải hay không đã quên trạch lương kia là cưới thiên kim nhà ai, còn là người bỏ trốn, thanh danh đã hỏng, tóm lại cũng là người nhà của mình, nếu tỷ đệ tình nha đầu không cầu bọn họ giúp đỡ về sau chưa hẳn sẽ có tiền đồ lớn, như mà phụ thân ngươi bên kia thực khó xử lý, tên của các ngươi là từ trên danh nghĩa phụ thân ngươi mà được đặt ra, phía sau ngươi còn có tính toán gì chăng, trang trạch dân cúi đầu nhìn về phía người đang đứng ở trung tâm chính đường, thấy tấm lưng thẳng tắp của chất nữ, nhớ tới lời nói tối hôm qua đã cùng thê tử thương thảo qua, chỉ cần tình nha đầu nguyện ý. Hắn nhất định sẽ gật đầu, nhiều hơn một đôi tử nữ như vậy đối với hắn mà nói tuyệt đối là lợi nhiều hơn hại hồi tổ bá phụ thư tình nguyện ý để trưởng bối trong tộc dạy dỗ, chỉ là tỷ đệ chúng ta đã lớn, nhập vào phòng nào đều không thích hợp, dù là từ ái của trưởng bối, nhưng cùng các thế hệ bên trong khó mà không xảy ra mâu thuẫn, ai cũng không nguyện ý đem yêu thương của cha mẹ sẻ chia cho người ngoài, đổi lại là ta ta cũng không muốn, còn nếu muốn tỷ đệ chúng ta trở thành con thừa tự, nhất định sẽ cùng với phụ thân ta trở mặt với trang gia mà nói cũng không phải chuyện tốt ý tứ của ta là không biết trang gia có người tuyệt hộ đem tên tự của chúng ta tỷ đệ trước ghi vào gia phả mồng một mười lăm tất sẽ không quên dâng hương đến thời điểm tế bái cũng tuyệt không chối từ không biết chư vị trưởng bối có đồng ý với kế này vài vị lão nhân ngồi bên dưới nhìn nhau bọn họ không nghĩ tới trang thư tình sẽ nghĩ như ra một chiêu như vậy chính là đem dụng tâm của trang trạch dân nói ra rõ ràng dù là bọn họ cũng không thể nghĩ ra biện pháp như vậy, ngươi có thể nghĩ như vậy, đúng, ta nghĩ như vậy là tốt nhất, Trang thư tình nghiêng đầu nhìn về phía đệ đệ, thư Hàn về sau tuyệt đối có thể ra khỏi cửa hiện tại đồng gia trước giờ đã chặt đứt những thứ có khả năng trợ giúp trang gia kinh doanh buôn bán ở kinh thành nương ta là người đồng gia trong huyết mạch chúng ta đang chảy một nửa dòng máu của đồng gia nếu như nghe qua cuộc sống chật vật như vậy của chúng ta người của a đồng gia trước mặt sao có thể không động thắt lưng là từ nữ nhà ngươi chịu thiệt sao có thể để người đã không còn ở nhân gian bị người nói lung tung chỉ cần thư hàn có tiền đồ thì nương ta chết mới có thể nhắm mắt bọn họ có tâm tư chắc sẽ nhìn ra thiện ý ở trong đó cũng sẽ không chèn ép việc buôn bán của trang trạch lương theo lý bọn họ nên giận nhưng nghe được một phen sự tình như vậy dù là người nóng tính cũng sẽ không thấy tức giận thật sự ngược lại còn cảm thấy có chút thương xót một cô nương 14 tuổi, nhưng cho dù không phải cô nương 14 tuổi cũng không thể sống qua mỗi ngày như vậy, mà là do trang gia trang trạch lương tạo nghiệt trạch dân, phái người đi thị trấn, đem toàn gia kia mời trở về, hiện tại liền đi, vâng, lão tộc trưởng trang gia trang bình trí cả đời đối ai đều là nghiêm mặt, nhưng hôm nay, thái độ đối với trang thư tình có thể coi là nhu hòa, việc này ta sẽ tận lực thúc đẩy, sẽ theo như lời của ngươi, chặt đứt trói buộc việc kinh doanh buôn bán ở kinh thành, để hắn tự do xa chạy cao bay, ta cũng hy vọng các ngươi có năng lực có thể tận lực quan tâm trang gia, hơi ấm của tổ tiên còn dư lại đã sớm hao hết trang gia đang ngày càng xa suốt khi một đám lão nhân ta lần lượt ra đi trang gia không biết sẽ biến thành bộ dáng nào sống ở đời con người luôn theo đuổi lợi ích ta không muốn hậu bối trong nhà đều giống như phụ thân ngươi ngươi tuy là nữ tử so với nam tử bình thường đều có quyết đoán về sau chưa hẳn là không có một tương lai tốt trang gia nói không chừng còn phải trông cậy vào hai tỷ đệ các ngươi tổ bá phụ chúng ta họ trang, điều này cả đời đều không thể sửa đổi được chúng ta tuy là nhi nữ của trang trạch lương, nhưng tuyệt sẽ không làm ra chuyện tuyệt tình giống như hắn, trang thư tình nhìn về phía đệ đệ thư hàn, người nói phải hay không, vâng, đây là câu đầu tiên sau khi trang thư hàn tiến vào, leng keng mà hữu lực nói năng có khí phách ta tuy hận phụ thân cũng sẽ không hận trang ra tổ bá phụ không cần lo lắng, trang bình chí miệng mở ra. Ra, nhưng không nói nên lời hắn vừa rồi có rất nhiều lời muốn nói, nhưng chính là không nghĩ ý thứ của tỷ đệ hai người sẽ vì một trang trạch lương mà hận theo cả toàn bộ trang gia tình nha đầu lời chưa nói ra miệng, nhưng nàng nói năng huyền truyền, lại biểu lộ thái độ đúng mực cũng không để người coi thường, tiểu tử này lại thẳng tắp đem lời chỉ ra thật không biết nên nói cái gì tốt tổ bá phụ đừng trách móc, hắn hiện tại chính là một thân đầy gai, đợi ngày nào chính hắn tự đem tất cả gai không chừa một cái rút ra, thì khi đó mới có thể trưởng thành, Trang Thư Hàn mân mân miệng, bị tỷ tỷ chê cười cũng không có phản bác, Trang Bình Chí mỉm cười, tiểu tử tuy có điểm hay tức giận, nhưng là vỏ quyết giày có móng tay nhọn, có người tỷ tỷ có thể thu thập tốt hắn, trưởng tỷ như mẹ, về sau ngươi nên quan tâm hắn nhiều hơn, tiểu tử ngươi cũng phải đem lời tỷ tỷ ngươi, ngẫm nghĩ, nàng vì ngươi mà từ mặt phụ thân thân sinh cũng không có khá hơn gì, ta biết không biết là lời đó có khiến Trang Thư Hàn cảm thấy xúc động, mà vẻ mặt nhu hòa xuống, thái độ đều tốt lên không ít, đợi hai tỷ đệ vừa đi, Trang Bình Chí nhìn về phía mấy người khác như thế nào, một lão nhân đang hút thuốc lá trên miệng liền bỏ xuống, chập một tiếng nói, Trang Trạch Lương bị mù sao, một đôi nhi nữ như vậy nếu hảo hảo bồi dưỡng, về sau có thể kém sao, đem hai hài tử bức thành như vậy, hắn cũng đủ ác độc đại ca ý thứ liền theo ngươi xử lý, trang gia tương lai nói không chừng thật đúng phải dựa vào hai đứa nhỏ này, trang bình trí khẽ gật đầu, nhìn về phía ba người khác, các ngươi thì sao, ý kiến gì, ba người nhìn nhau, liền xử lý theo lời đại ca, khi trang trạch lương đến thì đã là ba ngày sau, tuy rằng việc này của nhi nữ đã làm hắn đánh mất mặt mũi, nhưng vẫn là nghĩ theo một hướng khác đem thể diện tìm về hai thứ tử cùng thứ nữ ưu tú của mình tất nhiên cũng mang theo nguyên bản tính toán không mang theo trần kiều nương nhưng nàng năn nỉ hơn nửa buổi tối rốt cuộc cũng phải đồng ý chỉ có mẫu thân không muốn ra khỏi cửa lưu ở trong nhà bốn người đều là một thân xiêm y mới tinh dùng vật phẩm cùng trang sức tốt nhất trang điểm mẹ con trang thưa đình ngồi trong xe ngựa trang trạch lương mang theo thứ tử ở ngay cửa xe vừa xuống ngựa liền rêu rao khắp nơi, trang thư đình ngay từ đầu cũng không tán thành bọn hắn làm như vậy, nhưng nhìn vẻ mặt cùng bộ dáng hãnh diện của phụ thân liền đem lời khuyên nuốt trở về, nhà của Trần Kiều Nương cũng là người của Khê Thủy Trấn, nhưng lúc nàng gà tới lãnh sơn huyện so với dĩ vãng thì lúc này trở về chính là bất đồng, nàng rốt cục không còn là thiếp thất bộ dáng hãnh diện kia so với trang trạch lương càng sâu, đầu đầy châu thoa chỉ hận không thể lấy tất cả trang sức trong hộp đều đem dùng hết, dù là trang thư đình bình thường luôn mộc mạc giản dị hôm nay cũng bị nàng mạnh mẽ đeo lên mấy thứ trang sức, không biết vì sao trang thư đình lại cảm thấy bất an, có loại việc này có cảm giác không thuận lợi, trang gia nhà cũ đất chiếm tương đối nhiều, ba năm tu sửa lớn một lần, hàng năm đều sẽ có một hồi tu sửa nhỏ, tại đây thôn trấn này cũng đứng số một số hai, trang trạch lương đứng trước đại môn, nhìn tòa nhà này nghĩ, đáng tiếc là ở thôn trấn, nếu ở thị trấn có tòa nhà lớn như vậy thì tốt rồi, quản gia ra đón, chào qua không nhanh không chậm nói, thất gia tộc lão tại chính đường chờ ngài, truyền lời ra là muốn mời ngài qua đó, trang trạch lương hai tay mất tự nhiên gật gật đầu cũng không cùng quản gia liếc mắt nhìn thẳng hướng bên trong bước vào trang thư diệu thần thái học hắn mười phần có đủ trang thư đình ngầm cảm thấy bực nhưng cũng không thể không nề hà đi ở cuối cùng cấp quản gia nói lời không phải phụ thân đã nhiều ngày không có trở lại đối trong tộc trưởng bối thật sự thấp thỏm lúc này có chút sốt ruột quản gia chớ trách lời này cùng hành động vừa rồi của trang trạch lương nói quản gia không khác gì là giang dỗ tiểu hài tử, chính là nửa úp nửa mở nói hắn là tiểu hài tử, quản ra mặt đen lại, nhưng trên mặt cũng là khách khí chu đáo, thập tứ tiểu thư nói sai rồi, thất ra là chủ lão nô là bộc, điều đó là nên làm, thập tứ tiểu thư mời vào bên trong, ở trang gia phân biệt ra, trang thư đình ở trong đám tỉ muội chỉ xếp thứ 14, trang thư tình xếp thứ 12, trang thư hàn ở trong đám thiếu gia xếp thứ 9, trang thư đình biết rõ quản gia là có lệ nói với nàng, lúc này cũng chỉ có thể áp chế, nhanh chóng theo vào, phụ thân lúc này có chút không ổn, là quá tự đại, cùng lúc trước không có nửa điểm bình tĩnh, nàng không nhìn chút thật sự lo lắng, ở trong chính đường, trang thư tình cùng trang thư hàn sớm đã đến, tiểu bối tất nhiên là không có nơi ngồi, nhưng nàng đang bị thương, trang bình trí ngoại lệ để người cấp nàng để một cái ghế con ngồi bên dưới, chương 10, mồi này, người ăn hay không? Trang Trạch Lương vừa nhìn liền đối với nhi nữ bất hiếu này muốn phát tác, Trang Thư Đình vội ở phía sau kéo kéo quần áo của hắn, để hắn phục hồi tinh thần lại, nhẫn lại một bụng đầy giáo huấn hướng về phía trước thủ trưởng vái chào. Trang Thư Tình đứng dậy, nhàn nhạt nhìn, vẻ mặt kia dừng ở trong mắt Trang Trạch Lương không khỏi giật mình, trong trí nhớ của hắn, uyển như cũng thường dùng ánh mắt như vậy nhìn hắn, quá giống, thật quá giống, nhưng vì sự giống nhau kia, làm cho cơn tức của hắn càng lớn hơn, đồng uyển như khinh thường hắn còn có thể nói được trang thư tình là nữ nhi của hắn, có cái tư cách gì để khinh thường hắn, đã đến tuổi định hôn ngươi còn nơi nơi chạy loạn, ngươi không biết xấu hổ cũng không cấn liên lụy muội muội ngươi, định hôn, trang thư tình ánh mắt lộ ra khí thế bức người, không biết phụ thân là muốn đem ta cho tên vô lại ở thành đông, hay là người què ở thành tây kia, vớ vẩn, nữ nhi trang gia ta ta có thể nào gả cho người như vậy nếu người không biết chuyện nghe xong, sợ là sẽ cảm thấy này phụ thân thật sự sủng ái nữ nhi, nhưng Trang Thư Tình biết, hắn chính là bỏ không được mặt mũi, nhưng dù thế, nàng một lần cũng không muốn ở tại đây đôi co với hắn, Nga, nói như vậy là Di Nương tự tiện làm chủ sao, Trang Trạch Lương nhìn về phía Trần Thị, đầy mắt bất khả tư nghị, một người xem việc săn sóc chồng con là việc lớn tại sao lại nói vậy, Trần Di Nương xinh đẹp trong nháy mắt xoẹt qua hoảng loạn nhưng nhớ rằng lúc đó cũng không có những người khác ở đấy nhất thời tâm liền chấn định lại ta khi nào nói qua nói như vậy chớ có hắt nước bẩn lên người ta trang thư tình đều lười cùng nàng tranh cãi Xem biểu tình trên mặt phụ thân thì ra là thế, liền lời cũng đều lười nói, Trang Bình Trí ho nhẹ một tiếng, gọi ngươi trở về là đáp ứng việc này của Tình Nha, đầu có chút khẩn cấp, nàng là không muốn ở lại làm nữ nhi của ngươi, nên muốn thỉnh cầu dòng họ làm chủ, để nàng cùng Thư Hàn tự đuổi khỏi môn tường, ngươi nói như thế nào? Điều đó không có khả năng, trên đời này làm gì có chuyện như vậy? Trang Trạch Lương không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, nếu nếu để nữ nhi bất hiếu này được như ý hắn còn muốn hay không làm người tuyệt không có khả năng này tình nhi là người nhát gan làm sao có thể làm ra loại quyết định như vậy nói là ai khuyến khích ngươi trang thư tình lúc trước đã chết bị ngươi dùng nghiên mực đập một cái trên đầu đã chết trang thư tình lạnh lùng cười hiện tại còn sống, chỉ là một cô hồn dã quỷ muốn sống sót, người thân là phụ thân, lại để nữ nhi đang bị thương nằm trên giường sốt cao không lùi, lại không thỉnh đại phu xem giúp, cũng không đến liếc mắt nhìn một cái, một khi đã như vậy, ta cần gì phải làm nữ nhi của ngươi, ánh mắt đảo qua trên người mấy người, trang thư tình cười càng thêm lạnh, phụ thân có phải hay không đã quên mẫu thân qua đời chưa đến một năm, theo luật lệ đại chu, trong vòng một năm ngươi phải mặc áo tang bên ngoài là tố y thiếp thất trong vòng một năm không được đeo vàng bạc không mặc đồ màu đỏ thứ tử thứ nữ cùng con trai trưởng và đích nữ phải giữ đạo hiếu ba năm các ngươi có ai làm được trong phòng yên tĩnh không một tiếng động lão nhân trọng quy củ bị trang thư tình nhắc tới liền cảm thấy gia tăng nhiều bất mãn cán cân trong lòng có chút ngoài ý muốn nghiêng về hướng trang thư tình đại chu hướng đến hiếu trị thiên hạ phương diện này luật pháp phản lệ nghiêm khắc, đã nhiều ngày trang thư tình cũng nhàn rỗi, nên cùng trang trạch dân mượn luật pháp đại chu hào hảo cân nhắc một phen, trang trạch lương người như vậy, muốn ở trên người hắn. Tìm khuyết điểm thật sự rất dễ dàng, lão thất, ngươi quả thật có thể làm được. Trang bình trí vẻ mặt nghiêm khắc nhìn mấy người, càng là ở trên đầu Trần thị nhìn nhiều thêm vài lần, Trần thị cảm thấy dâng lên ý sợ hãi hướng trang trạch lương phía sau trốn đi trang thư tình cũng không nghĩ như vậy là bỏ qua phụ thân cũng biết bá nương tự thời điểm đưa quần áo cho ta cùng thư hàn chuẩn bị tắm rửa đều biết kính người chết nên chọn cho chúng ta một thân mộc mạc tránh cho làm hỏng quy củ bá nương cùng mẫu thân tuy ít lui tới nhưng vẫn nhớ kỹ mẫu thân người bên gối của phụ thân vì sao đến điểm ấy cũng có thể ném ra sau đầu phụ thân phụ thân có còn còn nhớ rõ mẫu thân vì người trả giá bao nhiêu phụ thân chắc còn nhớ rõ năm đó nàng vứt bỏ hết thảy để cùng người trốn đi nàng chỉ còn ngài có thể dựa vào phụ thân cũng biết một nữ tử thì có được bao nhiêu dũng khí có bao nhiêu yêu một người mới có thể hy sinh đến như vậy ngài lại yên tâm thoải mái hưởng thụ hết thảy mọi thứ mẫu thân mang đến lại đem nàng đạp hư đến như vậy buồn bực mà chết, không biết nửa đêm ngài có bừng tỉnh, lại có một chút nào ái náy, có một phụ thân như vậy, có cho ta cũng không cần, thư hàn cũng không muốn, nương đã mất ta phải che chở hắn, ta dạy hắn đạo lý đối nhân xử thế, nhất định không để hắn trở thành người như ngài vậy, người sống một đời, thế nhưng ngay cả tình nghĩa nhi tử đều có thể ruồng bỏ, dù có sống cũng không chết sạch sẽ, trang trạch lương không khỏi lui về phía sau một bước, khi phản ứng được lập tức đứng lại, trợn tròn trong mắt phảng phất như nhìn đến quỷ, đây là nữ nhi của hắn, hắn không phải là sợ, nhưng lại có thể để hắn sinh ra tâm ý sợ hãi từng này, một nữ nhi nhát gan không biết phản kháng là gì, thế nào vừa ngủ dậy gan liền trở nên lớn như vậy? hay là thật sự bị cô hồn dã quỷ chiếm thân lắc lắc đầu liền đem ý tưởng vừa nghĩ đến vứt đi hắn thật sự là điên rồi mới có thể nghĩ được như vậy trước mắt là lại tin tưởng lời nói này sao uy nghiêm của phụ thân hắn đều bị đứa con gái bất hiếu này làm mất hết trang thư tình trên đời này làm sao có người nhi nữ nào có thể chỉ trích phụ thân mình như vậy người muốn lấy luật pháp đại chu nói chuyện vậy luật pháp nào củ đai chu lại có nói qua qua tử nữ có thể ngỗ nghịch với phụ thân, ta không muốn phạm luật cho nên không muốn làm nữ nhi của ngươi, chàng thư tình trong mắt tràn đầy bi thương, kia không phải là cảm xúc của nàng, mà là phản ứng của bản thân khối thân thể này, có lẽ nàng hồn phách cũng chưa có tiêu tán, có lẽ, nàng cũng không hề cam lòng, cho dù phải trả giá cả đời này, ta cũng nguyện ý, sau khi chết gặp lại mẫu thân, ta cũng không cảm thấy hổ thẹn với người, trang trạch lương trong lòng vừa sợ lại e ngại, tầm mắt vừa chuyển hướng nhìn về phía con trai trưởng, không cần suy xét lời nói đã phun ra khỏi miệng, thư hàn còn nhỏ, người có thể nào thay làm ra quyết định hắn như vậy, người có nghĩ tới người làm như vậy sẽ hủy đi tiền đồ của hắn, một người ngay cả phụ thân cũng không cần, cho dù ngươi mượn được thế lực của đồng gia để bước vào sĩ đồ cũng sẽ bị người ta xem thường, đường kim thánh thượng dù có thiếu người, cũng tuyệt không dùng thứ người như vậy, cha trang thư tình hạ quyết tâm muốn hung hăng làm xấu mặt trang trạch lương có lẽ là do cảm xúc của bản thân khối thân thể này hay cũng có lẽ là do nàng đem nỗi hận của đời trước do từng bị cha mẹ bỏ rơi mang theo đến đây, giữ chặt tay đệ đệ đang muốn tiến lên, đưa hắn bảo hộ ở phía sau mình, mỗi chữ đều chắc chắn, thư hàn bốn tuổi từ trước đến rời đều theo mẫu thân học vỡ lòng, mỗi một chữ hắn biết đều là mẫu thân dạy, những lễ nghi hắn biết, mỗi một cái đạo lý hắn học đều là từ nương, cho dù khi nương đang triền miên trên giường bệnh cũng không từng thả lòng. Nửa phần Người cũng biết thư hàn 6 tuổi liền nhận biết được tất cả mặt chữ 7 tuổi có thể xuất khẩu thành thơ 8 tuổi có thể xem hiểu những bát cổ văn tối nghĩa Đến khi mẫu thân qua đời Hắn đã có thể giải được đề thi Người cũng biết cần phải cho hắn ăn uống đầy đủ Nhưng ngươi không có Vậy mà trong một năm nay Hắn cũng không có nửa điểm thả lòng Nâng tay lên sờ miệng vết thương chính mình Trang thư tình làm không thấy được người trong phòng này trợn mắt há hốc mồm nhìn, trên mặt tất cả đều là lãnh ý, ngươi có biết tại sao ngày đó hắn tiến vào thư phòng của ngươi, bởi vì mẫu thân qua đời, còn chưa có mua đủ sách cho hắn, hắn không thể không đi thư phòng tìm, ngươi đã bao lâu chưa đến thư phòng, nếu không có có người nhân lúc đó phá hủy những thứ bài trí xa xỉ trong thư phòng để giá họa cho hắn lại cố ý đem ngươi dẫn tới hắn cho dù cầm nhiều sách hơn nữa ngươi cũng không biết được nhưng ngươi là xử lý như thế nào Hỏi cũng không hỏi liền cầm cái nghiên mực đập tới, lúc đó trong lòng ngươi có còn nhớ rõ hắn là con trai của ngươi, ngươi có vì hắn hỏi qua chút nào, đã làm qua chuyện gì, thánh thượng lấy hiếu trị thiên hạ, cũng là bởi vì người cho rằng trưởng giả sẽ vì tiểu bối bận tâm cả đời đáng giá để tiểu bối hiếu kính người có từng để tay lên ngực tự hỏi người có đáng giá trang thư đình mắt thấy thần sắc trên nét mặt già nua của những lão nhân tộc càng ngày càng khó coi mắt thấy một nhà bọn họ đang ở thế hạ phong lại chờ mình không được trang thư đình lã chã trực khóc đứng ra một bước muốn đem đề tài đưa qua một khúc rẽ mặc kệ nói như thế nào tỷ tỷ người đều là nữ nhi của phụ thân có thể nào nói phụ thân như vậy đối với tỷ đệ các các ngươi mà nói hắn xứng đáng với chức vị phụ thân, phi thường xứng đáng, tự mình dạy thứ tử học vỡ lòng, đưa hắn đi học đường có tiếng để đọc sách, vì hắn thao hết tâm, đối với ngươi, trong ngày sinh nhật của phụ thân đều đưa lễ vật cho ngươi, thấy đồ ăn ngon đều cho người mua trở về cho ngươi, ngươi này một thân phái đoàn đi ra ngoài. Không biết người ngoài sẽ cho rằng ngươi mới là trang thất gia trang đại tiểu thư đi, ai có thể nghĩ đến ngươi ở trang thất gia trình là một thứ

Người, người đây là ghen tị, trước kia đã từng ghen tị qua, nhưng là hiện tại, ta thầm nghĩ thoát ly hết thảy liên quan đến các ngươi, chàng thư tình hồi tưởng bản thân trong quá khứ, liền hướng đệ đệ đang mím chặt môi an ủi cười, trong lòng vui mừng, tự nhiên vân vê cổ áo cho hắn, vẻ mặt dần dần bằng phẳng xuống, ta có thư hàn là đủ rồi, chúng ta liền nhìn xem, về sau là tỷ đệ các ngươi sống được tốt hay là tỷ đệ chúng ta tốt, là các ngươi có tiền đồ hay là chúng ta có tiền đồ, Trang Thư Đình, người nếu không muốn về sau chỉ có thể gả ở lãnh sơn huyện này thì nhanh đem tâm tư dùng ở địa phương khác đi, tỉ như nói ở kinh thành chẳng hạn, vì biểu thị lòng biết ơn, ta sẽ đem ta đồ cưới nương tích cóp được cho ta đều đưa cho ngươi, ngươi không phải vẫn một mực ao ước điều này sao, thế thì liền như ngươi mong muốn, thế nào, Trang Thư Đình sắc mặt nhất thời trắng nàng là thật không nghĩ tới trang thư tình gan đột nhiên trở nên lớn như vậy đem hết thảy đều nói ra ngoài sáng nếu nàng không thể phản bác nàng chính là muốn những đồ cưới này đại nương có bản lĩnh ở dưới tình huống như thế vẫn là có thể đen những đồ cưới xa xỉ tích cóp được đưa cho trang thư tình chỉ cần đem những thứ này lấy tới tay nàng về sau về nhà chồng nhất định có thể sống qua rất khá nhưng nếu nàng phản bác trang thư tình liền sửa miệng thu hồi những lời này nàng cũng đừng nghĩ lại quang minh chính đại đem mấy thứ này lấy tới tay nàng xem như đã nhìn ra trang thư tình lúc này quả thật đã tính toán triệt để làm xấu mặt nàng sự tình náo thành như vậy không có khả năng có đường sống quay về xem đủ trò hay trang trạch dân lúc này rốt cục mới đứng dậy thất để sự việc này cũng không phải trước mắt có thể giải quyết bây giờ cũng không còn sớm hôm nay trước hết nghỉ ngơi đi việc này ngày mai lại nghị luận tiếp như thế nào bị trang thư tình nói một phen chèn ép đến góc tường trang trạch lương còn đang ước gì có cái bậc thềm cho hắn hạ xuống liền liên tục gật đầu cũng không cùng trưởng bối nói xin lỗi một một tiếng liền vội vàng xoay người rời đi, trong đầu lộn xộn tất cả đều những lời nói kia của nữ nhi, trần di nương xinh đẹp nhanh chóng mang theo một đôi nhi nữ theo sau, trang bình trí dùng sức dừng một chút ánh mắt biểu đạt hắn bất mãn, đích không đích cũng không thứ, thật sự là hoang đường, lão thất mấy năm nay ngày càng không biết điều, lại nhất tư cập tình nha đầu vừa rồi kia lời nói, trong mắt nhất thời sáng lên đến, thư hàn thật sự có thể giải được đề, mới có mấy tuổi như vậy đã có thể giải được đề thi, dù có nói là thần đồng cũng tuyệt không quá đáng, chàng thư tình đã rõ ràng nhân tình ấm lạnh, làm sao nhìn không ra suy nghĩ trong lòng lão nhân này, vẻ mặt giả bộ ngượng ngùng cúi đầu, đúng là không có thực sự lợi hại như vậy, ta chính là trong lòng khó chịu phụ thân đối với thư Hàn không quan tâm, nên cố tình nói với hắn như vậy. Bất quá thư Hàn quả thật là do một tay mẫu thân dạy dỗ, mẫu thân xuất từ gia đình như vậy, thư Hàn lại được học từ người, tất nhiên sẽ không kém, điều này cũng đúng, Trang Bình Chí hiểu rõ gật đầu, cũng sẽ không lại hỏi thăm. Chương 11: Thông minh và tự cho là thông minh, Trang Trạch Lương đi mấy bước mới biết rằng, mình đang cách Trần Kiều Nương cùng một đôi nhi nữ thật xa, trước mắt thỉnh thoảng hiện lên một gương mặt cười yếu ớt, tin cậy cùng với lãnh đạm, ngay từ đầu hắn đã tồn tại tâm tư mắt cao hơn đầu, nên đối với một nữ tử như vậy động tâm thật sự là chuyện rất dễ dàng, hắn là thật có yêu đồng uyển như, cho dù nàng Thủy chung là tiểu thư được muôn vàn sùng ái của đồng gia, nhưng dù có cùng hắn ngã xuống bụi rậm cũng không tổn hại đến kiêu ngạo của nàng, khi đó nếu nàng có thể mềm mại một ít, không cần dùng ánh mắt kinh thường như vậy nhìn hắn, không đuổi hắn ra phòng khác hắn lại như thế nào có thể trần di nương cùng hắn có tình cảm thanh mai trúc mã nhưng trăm lần ngàn lần cộng lại cũng không thể so được với mị lực của uyển như nhưng so về hiểu ý ôn nhu uyển như cũng không bao giờ đối với hắn như vậy thời gian lâu hắn tất nhiên là hướng những địa phương thoải mái mà đi uyển như qua đời hắn cũng đau khổ nhưng khi nghĩ rằng sẽ không có người nào lại dùng ánh mắt như vậy nhìn hắn hắn lại cao hứng rốt cục hắn đã giải thoát rồi nhưng mà hôm nay hắn ở trên người nữ nhi của chính mình lại thấy được ánh mắt như vậy khinh thường khinh thị phảng phất hắn là con dẹp nhỏ bé khuôn mặt tương tự nàng làm cho hắn rốt cục nhớ lại, đó là nữ nhi của hắn cùng huyền như, đó là nữ nhi đã từng nhát gan yếu đuối, nhưng lại mất tin cậy vào hắn, sau cuối cùng lột xác trở nên càng lúc càng giống nàng, nghĩ đến ngày ấy nàng thay thư hàn cản hắn tiện tay dùng nghiên mực đập đến, té xỉu ngay trước mắt hắn, lộ ra ánh mắt không thể tin, trang trạch lương bước chân đều dừng lại, rõ ràng nhìn thấy nàng máu cháy đầy mặt, rõ ràng biết nàng bị thương không nhẹ, nhưng hắn thế nào không liếc mắt nhìn một cái, lão gia, làm sao vậy? Trần Kiều Nương hơi thở dồn dập đuổi theo, nguyên tưởng rằng lão gia sẽ chờ nàng, đợi đến gần mới phát hiện đều không phải như thế, sắc mặt lão gia quá khó coi, phục hồi tinh thần lại, ánh mắt trang trạch lương bình tĩnh nhìn nữ từ từ nhỏ cùng nhau lớn lên này, từ thê thành thiếp quả thật là ủy khuất nàng, nhưng mà, nàng có phải hay không thật sự rộng lượng vô tội như vậy, ta nhớ là lúc ấy có dặn cho ngươi, nói ngươi thỉnh đại phu qua phủ xem vết thương cho tình nhi, ngươi có làm không? Trần Kiều Nương cảm thấy cả kinh, cố gắng chấn định lộ ra bộ dáng cùng vẻ mặt ủy khuất, thiếp lúc đó trở về báo với Nương, Nương nói chỉ cần cầm máu sẽ không trở ngại, nằm khoảng hai ngày thì tốt rồi, thiếp thân vốn cũng tính toán mời nhưng Nương không cho thỉnh đại phu thiếp thân nào dám ngỗ nghịch Nương, đây là thiếu phụ xinh đẹp này cùng huyền như bất đồng, trang trạch lương xem trước mắt này cũng không phải bình hoa, hắn từ nhỏ đã mất phụ thân, là mẫu thân một tay nuôi hắn lớn lên, trần di nương lúc trước phụng dưỡng mẫu thân như mẹ ruột huyền như lại không làm được như thế, mặc dù nàng không cao cao tại thượng, nhưng lại thủy chung cùng nương không thân cận, nương không thích nàng, không thiếu lời trong lời ngoài chỉ trích nàng, khiến hắn cảm thấy cũng bất mãn, đúng rồi, thì ra là như vậy, thiếu nữ xinh đẹp đều có chút tiểu tâm tư, lại từ trước đến giờ đều coi hắn như trời của nàng, mà Uyển Như Uyển Như trang trạch lương cảm thấy hoảng hốt, bỗng nhiên nhớ tới lời Tình Nhi vừa rồi mới nói qua, đúng vậy, lấy thân thế của Uyển Như, nàng từ bỏ dòng họ của mình, nếu nàng không có thương hắn sâu sắc như vậy, thì sao có thể bỏ xuống hết thảy để gả cho hắn đã từng hắn cũng là trời của huyền như nhưng mà từ lúc nào đã bắt đầu không phải vậy lão ra ngài không tin lời nói của thiếp thân vậy thì ngài trở về hãy hỏi nương thiếp thân không có nửa câu nói dối không phải ta không tin ngươi, trang trạch lương lấy lại bình tĩnh, nhìn một đôi nhi nữ bình thường hắn luôn kiêu ngạo đều đuổi đến đây liền thuận thế chuyển đề tài, trong nhà hạ nhân cũng đã thu thập xong rồi, trở về đi, trần di nương xinh đẹp nhìn đến ánh mắt của nữ nhi, vội ôn nhu đi theo, trang thư đình tinh thần có chút không tập trung, hôm nay nhìn thấy trang thư tình, làm trong lòng nàng cảm thấy thật bất an, còn có những đồ cưới kia, nhất định phải lấy tới tay, nương có tổ mẫu làm chỗ dựa chỉ chờ hết thời gian giữa tang đi qua liền có thể trở thành chính thê, đến lúc đó nàng danh chính ngôn thuận trở thành tiểu thư dòng chính, nghị thân cũng có càng nhiều lựa chọn, nếu lại có những đồ cưới xa xỉ kia, thì nàng cả đời này cũng sẽ không cần sầu não lo nghĩ, lúc này trời cũng đã tối, là đã lúc dùng cơm chiều trang trạch lương đi gặp thân thích hiếm thấy không mang theo trang thư diệu trang thư đình vừa lúc có việc muốn cùng mẫu thân thương nghị an ủi đệ đệ lòng đang tràn đầy buồn bực vài câu nên nhẹ giọng nói ta cùng nương có vài chuyện muốn nói người ở bên ngoài trông chừng cẩn thận tai vách mạch rừng chuyện như vậy trước kia cũng làm không thiếu trang thư diệu không có gì kháng cự đi ra ngoài cửa nơi này dù sao không quen thuộc như ở nhà trần kiều nương cũng theo bản năng thả chậm thanh âm, "Đình nhi ta thế nào cảm thấy trang thư tình hiện tại có chút đáng sợ, phải hay không bị quỷ ám lên thân?" Trước kia nói cũng không dám nói lớn hiện tại lại, Trang Thư Đình hiện tại trong lòng đều tràn đầy là này đồ cưới, nghe vậy nhướng mày, kia quản nàng nhiều làm gì, nương, chúng ta hiện tại là cần phải làm như thế nào mới có thể thuyết phục cha gật đầu đồ đồng ý, cha ngươi là người trọng thể diện như vậy sẽ không có khả năng đồng ý, Trần Kiều Nương cũng đỏ mắt những đồ cưới này, muốn nói đồng thị kia đúng là có bản lĩnh, rõ ràng trong tay cũng không có dư giả gì, nhưng khi đặt mua cái gì cũng đều là trần. Trần Kiều Nương nàng so ra kém xa, nếu có thể danh chính ngôn thuận lấy tới tay, điều đó là không thể nào tốt hơn, chủ yếu phải khiến cha đồng ý, Trang Thư Đình cắn môi, cảm thấy vội vàng sao động, nàng làm sao không? Biết cha là cái người sĩ diện, nếu là tự mình trục xuất đi cũng liền thôi, hiện tại nhưng là Trang thư tình muốn tự đuổi ra khỏi môn tường, lấy tính tình của cha nhất định sẽ sống chết cũng không gật đầu đồng ý, nhưng là nếu như đôi tỷ đệ kia thật sự tự muốn đi ra ngoài, về sau nàng chính là đích trưởng nữ, cái này đối nàng rất có chỗ tốt, nương, người có nhớ hay không cha từng nói qua muốn đi hội nguyên phủ sống, đã nói qua, nhưng tổ mẫu ngươi không không đồng ý trong nhà có mấy cửa hàng kia ở lãnh sơn huyện tất nhiên sẽ có được cuộc sống dư giả tới hội nguyên phủ loại địa phương này chi sợ là sẽ không sống được tốt thế nào người nghĩ gì về việc này trang thư đình dựa vào trần kiều nương ngồi xuống nương ngài nói là hội nguyên phủ tốt hay là lãnh sơn tốt vô nghĩa tất nhiên là phủ thành mới tốt ngài nói ta là gà tại lãnh sơn tốt hay là hội nguyên phủ tốt trần kiều nương đầu tiên là sửng sốt lập lập tức phản ứng kịp ý tứ trong lời nói nữ nhi thấy nương đã hiểu trang thư đình cười nương cảm thấy ta như vậy bọn họ có nhìn tới không dù là gà không được vào cửa son nhà giàu nhưng nhà ta gà cũng không phải một cái huyện nhỏ như lãnh sơn có thể so sánh chỉ cần vào cửa lấy thủ đoạn của ta còn sợ không thể giúp đỡ nhà mẹ đẻ bỏ qua một bên không nói để để cũng cần có một khởi điểm tốt nương nói phải hay không chỉ cần đem mấy thứ đồ cưới kia lấy tới tay trong tay nương toàn là bạc không ngại cầm một ít đem ra thứ nhất để cha biết không chỉ đại nương nương vì trang gia vì hắn trả giá người cũng nguyện ý đem những gì chính mình có hoàn toàn đưa cho hắn mặt khác bạc dù sao cũng dư giả tổ mẫu nơi đó muốn nhà ra sẽ không khó muốn đi hội nguyên phủ sao trần kiều nương tất nhiên là đã nghĩ đến phi thường nghĩ nhưng mà lúc trước không có điều kiện hiện tại nghe nữ nhi nói như vậy nàng tâm tư triệt để bị lung lay, hai mẹ con đầu kề với nhau thương nghị hồi lâu mới tán đi, không lâu sau trang trạch lương liền trở lại, sắc mặt thấy không phải tốt, trần kiều nương tiến lên thoát ngoại sam bên ngoài cho hắn, lại tự mình đi ngâm trà, cuối cùng còn cực kỳ hiểu ý ôn nhu đứng ở phía sau đấm lưng hắn, nhìn nàng vì mình vôi trước vội sau, trang trạch lương sắc mặt mới hòa hoãn xuống, giữ lấy đôi tay trên vai hắn, nói, khó được mấy khi trở về, ngày mai ta cùng ngươi trở về nhà mẹ đẻ một chuyến, Trần Kiều Nương nhân thể ôm cổ hắn, đầu tựa vào gáy, thổ khí như lan, không vội, lúc đi lại trở về một chuyến là được, trước chuyện của lão gia quan trọng hơn, trang trạch lương cười, vẫn là Trần Di Nương xinh đẹp hiểu chuyện, nhân tâm vốn là trời, hắn chính là trời hắn thích sao thì làm vậy, ai dám nói chính mình chuyện gì đều cũng có thể làm công chính công bằng, về phần một đám người lớn lời trong lời ngoài nhắc nhở hắn, đều là bởi vì nữ nhi bất hiếu kia, làm thể diện hắn mất hết, lão gia ta có câu không biết có nên nói hay không, muốn nói thì nói nhưng ta sợ nói ra lão ra người lại mất hứng cảm thấy ta su lợi chỉ biết nhìn dưới mí mắt nguyên lai like người cũng biết khuyết điểm này của ngươi trang trạch lương lôi kéo người đến trước mặt mình ngồi xuống nói đi trần kiều nương cắn môi nhìn một bộ dáng muốn nói lại không dám nói khiếp khiếp sợ sợ, rõ ràng là một phụ nhân 30 tuổi, lại làm ra loại thần thái này nhìn thế nào cũng không được tự nhiên, phảng phất do dự thật lâu, Trần Kiều Nương mới mở miệng, thiếp thân nhớ rõ lão gia lúc trước có nói qua muốn chuyển nhà đến hội nguyên phù, nhưng lại bởi vì một chút việc nên không thành, lời này ra trang trạch lương liền cảm thấy tâm vừa động, lãnh sơn huyện so với khê thủy trấn tốt với, nhưng rốt cuộc vẫn là quá nhỏ, tuy mấy hộ như vậy có thể khiến hắn xem trọng nhưng nếu đi tới hội nguyên phù đó mới là địa phương có nhiều người quyền quý thiếp thân thấy tình nhi cùng hàn nhi quyết tâm như vậy nếu cố tình dẫn người trở về, thì về sau chỉ sợ sẽ tìm cơ hội đào tẩu, đến lúc đó nếu như bọn hắn trực tiếp đi tới kinh đô kia mới là chuyện phiền phức, lão gia cũng biết nương không thích tỷ đệ bọn họ, khó tránh khỏi sẽ có những lúc hà khắc, đứa nhỏ hiện tại đã có tâm tư phản kháng, dù sao cũng không thể nhốt bọn họ cả đời, tình nhi đã nguyện ý đem đồ cưới của nàng để giải quyết việc này, thiếp thân cảm thấy nên tùy vào tâm ý bọn họ, tóm lại bọn họ vẫn đang phản kháng, liền để bọn họ dưỡng tại Khê Thủy trấn này cũng không phải không tốt, có những đồ cưới kia Thiếp thân sẽ không cần lại tốn bạc đi đặt mua đồ cưới cho Đình Nhi, Thiếp thân mấy năm nay cũng có chút tiền riêng tiết kiệm được đều có thể lấy ra, nói nhiều cũng không nhiều, đi hội nguyên phủ đặt mua mấy cái mặt tiền cửa hiệu may ra là đủ, chúng ta lại đem mấy mặt tiền cửa hiệu ở Lãnh Sơn huyện đều thu vào tay, đến lúc đó thì ăn uống cũng không lo nương cũng không thể tìm lý do ngăn cản được lão gia nói thiếp thân lo lắng có đạo lý hay không trang trạch lương nghe được thì tâm đã động nhưng mà đình nhi là người có chủ ý chỉ cần tìm cho nàng một người trong sạch về sau định có thể giúp đỡ diệu nhi lão gia hàn nhi cùng ngài bất đồng suy nghĩ về sau người chúng ta có thể trông cậy vào chỉ có diệu nhi, vậy cũng nên vì hắn lo lắng nhiều hơn vài phần, lãnh sơn dù sao cũng chỉ là thị trấn, cơ hội ở có phủ thành sẽ càng nhiều hơn, đến lúc đó cho hắn bái một tiên sinh tốt làm thầy, về sau không chừng có thể làm cho trang gia dạng dỡ tổ tông, lời này của Trần Kiều Nương chính là nói đến những gì ở trong lòng của trang trạch lương, hắn nếu không có cái ý nghĩ kia, sao lại có thể đặt tên con trai nàng là diệu xem lão gia lúc này ý đã động trần kiều nương thông minh không tiếp tục nói nữa nói nhiều sai nhiều thay vì để lão gia nghe thêm chẳng bằng chính hắn tự cân nhắc nàng biết nam nhân này chỉ cần cho hắn một ít gợi ý hắn nhất định có thể theo từ cái gợi ý kia mà tự mình nghĩ ra huống chi hắn vốn đã có ý muốn chuyển đến hội nguyên phủ buông tầm mắt xuống trần kiều nương ôn nhu nở nụ cười đồng thị không đủ thông minh lúc trước lão gia cũng không phải không thích nàng thường túc trực trong phòng mình cũng chỉ vì muốn kích thích nàng nàng thôi đáng tiếc nàng dùng biện pháp sai lầm rồi đem người càng đẩy càng xa chính là vừa lúc tiện nghi nàng không đúng, vị trí trang phu nhân này, vốn là của nàng, hiện tại bất quá hết thảy đều đã trở về quỹ đạo cũ, chương 12, đường ra phía bên kia đang cân nhắc thì trang thư tình ở bên này cũng không nhàn rỗi, trang trạch dân có tâm giúp tỷ đệ bọn họ, chính mình không nên thể hiện quá mức ân cần ra ngoài, chỉ để trưởng nữ của mình qua bên này cùng với muội muội trên danh nghĩa của mình nói chuyện kéo gần cảm tình, bởi vì cùng trang lứa lại xếp cùng hàng trong tộc trưởng nữ trang gia tên là Trang Thư Mẫn, đầu năm đã đính hôn, được Chu thị dạy dỗ rất khá, nhất cử nhất động mỗi tiếng nói cử động đều giống như cung nữ trong cung, Trang Thư Tình cùng nàng nói chuyện liền biết được đó là bổn phận của nữ tử, thấy nàng một bên vừa thủ thì cùng nàng trả lời một bên vừa may vá thành thạo, nửa điểm sai lầm cũng không có, trong lòng thật sự bội phục không thôi, dùng kim thêu nàng cũng biết, không thiếu lần nàng vì các đệ đệ muội muội trong cô nhi viện mà may vá tự nhận làm cũng không tệ nhưng cùng vị trước mắt này nhất so sánh thì thật sự là không có bản lĩnh, chính là đáng tiếc, rõ ràng một tay kim chỉ tốt, nhưng bức đồ án dùng để thêu này lại quá mức bình thường một chút, tỷ tỷ đây là tự thêu đồ cưới cho chính mình, trang thư mẫn cúi đầu nhẹ nhàng ân một tiếng, sắc mặt có chút ửng đỏ, tóm lại là sau này mình cũng phải dùng đến, thời gian cũng còn dư giả ta liền tự mình thêu, bên ngoài cho dù có tú nương làm, nhưng cũng không nhất định hợp tâm ý, nhưng cũng phải có đôi tay khéo léo như tỷ tỷ vậy thì mới được, thấy đối phương không lên tiếng, chàng thư tình lại nói, "Hoa văn này là tỷ tỷ tự mình vẽ, không phải ta vẽ không tốt được như vậy." là mẫu thân nhờ người từ trên huyện mua về nói là hoa văn này bây giờ lưu hành rất nhiều đồ đơn giản như vậy còn phải đi mua bên ngoài vẫn đang rất thịnh hành trang thư tình nuốt nước miếng một cái đột nhiên có loại cảm giác chính mình đang tỏa ủng bảo sơn ở cô nhi viện dưỡng dục nàng có viện phúc lợi làm việc sau khi lớn theo phương diện nào đó mà nói thì rất là chính quy thỉnh thoảng có người tiến đến làm việc công ích có người sinh viện học mỹ thuật trở về không biết vì sao rất là thích nàng những lúc rảnh rỗi sẽ dạy nàng nàng cũng học được cách phác họa cơ bản là thành thạo sau này người sinh viên ấy trở thành lão sư trang thư tình cũng liền trở thành học sinh ngoài biên chế của người đó Hai người cũng đều bảo trì quan hệ vừa là thầy vừa là bạn rất nhiều năm, cho đến trước khi nàng chết hai người vẫn giữ liên lạc, tuy trình độ của nàng không tính là tốt, nhưng nhiều năm kiên trì như vậy, vẽ tranh hoa văn tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Tỷ tỷ, này hoa văn này giá như thế nào? Trang thư mẫn là theo sự ủy thác của phụ thân mà đến, hơn nữa bản thân nàng cũng thích vị đường muội cực có hiểu biết này, thấy nàng cảm thấy hứng thú liền tinh tế giải thích cho nàng, phải xem là hoa văn thế nào, nếu cái giống như của ta, nương trả giá 100 tiền đồng là có thể mua được, nhưng dù sao cũng không quan trọng hơn những thứ khác, cho nên cũng không dùng tốt nhất. Tốt nhất mà nương mua cho ta, là hoa văn đang được yêu thích, bởi vì nó là độc nhất cho nên chào giá sẽ quý hơn rất nhiều hoa suốt năm lượng bạc nếu người bán hàng rong theo cho nữ nơi đó bán ra bình thường là 20 đồng, hơi tốt một chút thì 50 đồng là có thể mua được, trong tay bọn họ thứ gì cũng đều thật bình thường, người dùng cũng nhiều, giá cũng cao, nàng một cái ngọc bội tốt như vậy mới cầm được 200 lượng, thế nhưng một cái hoa văn có thể bán ra giá tiền như vậy, phải hảo hảo cân nhắc thật kỹ. Sinh hoạt của tỷ đệ các nàng cũng sẽ không cần lo nữa, tỷ tỷ có thể cho ta xem hoa văn mà bá nương dùng năm lượng bạc để mua không? Tất nhiên là có thể, thu thập tốt kim. Chỉ chàng thư mẫn đứng dậy, Nương mua cho ta không ít, ngươi chọn lựa chọn xem có thích hay không, cứ mượn đi không sao cả." Ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, Trang Thư mẫn thanh âm nhỏ xuống, "Ngươi năm nay đã 14, chờ sau khi giữ đạo hiếu đã 16, cũng nên vì chính mình tính toán, ta không thể giúp ngươi cái gì, một chút tâm ý này cũng là muốn giúp cho ngươi, trên đời này chuyện thêu hoa trên gấm dễ dàng, nhưng trong ngày tuyết đưa than lại rất khó." Trang Thư tình thật may mắn một một đường này đi đến nàng gặp qua đều là những người làm cho tâm nàng ấm nếu như không có bọn họ nàng biết được sự tình sẽ không thuận lợi như vậy cho dù là có tâm cũng không thể có được mấy phần là thiện ý chủ động nắm tay trang thư mẫn trang thư tình trong mắt hiện lên ý cười ta sẽ không khách khí đi đến phòng của trang thư mẫn trang thư tình không chỉ nhìn qua những thứ bá nương mới mua này đem những vật trong ngày thường trang thư mẫn thường sử dụng lần lượt lượt nhìn qua một lần trong lòng dần dần liền có ý tưởng đợi trở về phòng tìm mấy tờ giấy trang thư tình nhàn nhạt vẽ vài nét bút một lúc sau liền hoàn thành một bức chim nhạn xếp thành hình chôn ốc bay lên chín tầng mây nàng học hội họa tuy không có tiếng nhưng cũng có gốc lão sư kia dạy nàng cũng tùy ý kia mỗi loại nàng đều học qua chỉ có đều không quá tinh thông tuy không mấy trang nhã nhưng dùng để mưu sinh lại rất thích hợp mấy ngày nay nàng đã lo lắng nhiều về con đường sau này sẽ đi như thế nào trên người chỉ có chút bạc như vậy miệng ăn lại như núi lở tất nhiên là không thể bác sĩ thú y ở trong này cũng không thể làm được nàng cũng không thể đi đỡ đẻ cho heo trang thư đình còn không cười chết nàng nếu muốn tiếp tục làm bác sĩ trang thư tình mím chặt miệng học nhiều năm như vậy sẽ không nghĩ lại cầm dao dài phẫu mặc áo choàng trắng vào lừa chính mình, nếu như mình giải phẫu người không thành công ở thế giới kia thể sẽ không cố kỵ nhiều, nhưng mà ở thế giới này, làm đại phu so với làm thú y càng không được, nàng học Tây y, giải phẫu là phương pháp quen thuộc của Tây y, nếu như bệnh trên người có thể dùng dao để giải phẫu, thế giới này ai có thể tiếp thu, sợ là quay người lại liền có quan sai tới bắt nàng đi, nhưng nếu nàng mở một vui y thiêu thùa thì không hẳn là không thể, nếu hai hai con đường này đều không thể thực hiện được, nàng tất sẽ tìm ra được một đường ra khác, nuôi lớn một hài tử không phải dễ dàng, muốn dưỡng ra một đứa nhỏ có tiền đồ lại càng không dễ dàng, mà hết thảy này đều có điều kiện kiên quyết là phải có tiền phòng thân dưới mọi tình huống, hiện tại cuối cùng đã có chút rõ ràng, nghĩ đến Trang Thư Mẫn đang làm đồ cưới, dụng tâm vẽ vài bức tranh mới mẻ độc đáo, tính toán trước khi chia tay làm lễ vật đưa cho nàng, sáng sớm ngày kế, Trang Trạch Lương liền phái người đến nói thân thể có bệnh nhẹ, một nhà bốn người đều không thể có mặt, lúc trước còn cảm thấy việc này tất không thể thành nhưng xem tình hình này không khỏi âm thầm lắc đầu, Trang thư tình càng thấy vui vẻ trong lòng, biết rằng Trang Trạch Lương đây là bị dao động, nhất thời không có thể dứt khoát quyết định, dao động mới tốt, những vật ngoài thân có thể đổi lấy tự do của bản thân, không có gì giá trị hơn việc này, khi Trang Trạch dân chắp tay sau lưng đến đây thì thấy hai tỷ đệ kia mỗi người chiếm cứ một góc bàn tập trung tinh thần múa bút, tuy rằng không biết bọn họ tại viết cái gì, nhưng thấy hai đứa nhỏ kia dụng tâm sức lực như vậy liền cảm thán, lão thất thật sự là bị mù mắt, lắc lắc đầu, trang Trạch dân ho nhẹ một tiếng, trang thư tình ngẩng đầu, vội vàng buông bút đứng dậy chào, đại bá, trang thư Hàn cũng buông xuống bút đứng lên, đang luyện chữ, thư Hàn đang luyện chữ, việc tập viết này cũng giống như đi ngược dòng nước nếu không tiến lên thì sẽ bị lùi lại chính hắn có ý chí tiến lên ta làm tì tì cũng không có đạo lý ngăn trở cũng không nói chính mình đang làm cái gì trang thư tình liền nói sang chuyện khác đại bá đến đây là có việc trang trạch dân đem thứ vẫn để sau lưng đưa ra cho bọn họ mỗi tay đều cầm ba quyển sách ta không giống cha ngươi thích đọc sách tích cóp được cũng không nhiều như hắn đây là mấy quyển ta thấy đưa cho thư hàn hẳn là thích hợp, Thư Hàn, ngươi cầm, coi như đây là lễ vật đại bá cho ngươi, Trang Thư Hàn nhìn về phía tỷ tỷ, đại bá đưa cho đê thì nên nhận lấy đi, Trang Thư Hàn nghe vậy mới đưa hai tay tiếp nhận, cám ơn đại bá, Trang Trạch Dân nguyên bản nghĩ sờ đầu của hắn, nhưng tay gần đến lại sửa thành vỗ vai của hắn, hồi nhỏ chịu chút khổ không sao, lấy tính tình khổ luyện của ngươi về sau sẽ không thiệt thòi, cha ngươi tuy rằng mấy năm nay càng ngày càng không biết thành cái dạng gì nhưng hắn thời niên thiếu có thể chúng cử liền đủ để thấy được hắn có đầu óc tốt ngươi là con của hắn còn có mẫu thân ngươi là người của đồng gia dạy dỗ tất nhiên sẽ không thể không tốt được không cần lãng phí tài năng thiên phú của mình phải hảo hảo dụng công học hành Vâng, nhìn hắn đáp ứng mình không phải chỉ cho có lệ, trang trạch dân cảm thấy an tâm, không quấy dày ngươi bận rộn nữa, tình nha đầu ngươi lại đây, chúng ta đổi địa phương nói chuyện, trang thư tình đứng dậy đi theo, cầm tay để để ý bảo hắn yên tâm, hai người đi tới nhà chính, nhìn phản ứng hôm nay của trang ngươi hẳn là bị trần thị nói cho dao động, sự việc này không thể tiếp tục kéo dài nữa, truyền ra ngoài sẽ đối trang ra không tốt, ngày mai phải giải quyết, về phần danh nghĩa tỷ đệ các ngươi, trang trạch dân nhìn về phía chất nữ, chú ý đường đường chính chính như vậy, ngươi thật sự muốn như vậy, dù làm con thừa tự của ta trên danh nghĩa, ta cũng sẽ không ngăn cản tiền đồ của Thư Hàn, việc hôn nhân của người ta cùng bá nương ngươi cũng sẽ suy nghĩ cho ngươi, như vậy đối với tỷ đệ các ngươi cũng tương đối tốt, đại bá cùng bá nương có lòng che chở thư tình đều biết đến, ta cũng không phải người không biết phân biệt tốt xấu, nhưng mà đại bá, người với người muốn ở chung bắt buộc phải có cảm tình gắn bó, chúng ta vốn không coi tình cảm là thâm hậu, đến lúc đó ở chung sẽ có nhiều việc xảy ra lúc đó bao nhiêu tình thân cũng đều mất hết ta và thư hàn cũng xem như là người thiếu hụt về tình cảm đại bá cùng bá nương mang đến ôn nhu cho chúng ta chúng ta có thể cả đời đều nhớ tới về sau dù có ở xa, cảm tình ngược lại cũng càng tốt, chờ tình cảm thâm hậu chúng ta sẽ trở về, mâu thuẫn mới sẽ không thể hơn cảm tình, ta hy vọng Thư Hàn có thể dương cánh bay cao, chỉ cần hắn còn ở trong căn nhà này, về sau nếu hắn mệt mỏi nơi này chính là bến cảng của hắn, mà ta, tại thời điểm Thư Hàn không cần đến ta nữa, ta cũng cần phải có một nơi có thể để ta yên tâm buông xuống, vượt qua nửa cuối đời người, cái gì có thể so sánh với khê thủy Chấn, nguyên quán của trang gia tốt hơn được nữa trang thư tình cười cười để đại bá chê cười nhưng ta là thật tâm xem đại bá là người thân mới có thể thản thơi thừa nhận như thế mà không dùng nhiều lý do khác để trả lời qua loa tắc trách ta hy vọng có thể cùng đại bá làm người thân về sau sẽ có việc cần lo lắng và có người cần quan tâm con người sống ở trên đời nếu ngay cả người để lo lắng cũng không có thì không khỏi thật có chút đáng buồn thư hàn một năm nay bị thương nhưng cũng rất ngoan lại có chút để tâm vào những chuyện vụn vặt ở một số phương diện ta có thể khuyên giải an ủi nhưng cũng có một số phương diện cũng cần đến thân tình ấm áp ta cho hắn biết được không phải bất cứ ai sở hữu thân tình đều giống như phụ thân như vậy vô tình cùng đạm mạc đó là một người phụ thân vô tình đã sớm mất đi mẫu thân ta cũng hy vọng thư hàn có thể có được hết thảy những thứ tốt đẹp nếu như muốn cho hắn tâm tính bình thường lớn lên thân tình là thứ không thể thiếu trang trạch dân cảm thấy cổ họng có chút nghẹn hắn biết hắn nên nói cái gì đó nhưng hắn nửa lời cũng nói không nên lời, Tình Nha đầu nhìn thấu tường tận, cũng vì nguyên nhân nàng có khả năng tìm ra được phương thức ở chung thích hợp nhất, có khả năng tìm ra con đường tốt nhất để dẫn thư Hàn đang giúp trong sừng châu chui ra ngoài, một cô nương 14 tuổi, như thế nào có thể nghĩ được sâu xa như vậy? Nàng đã hạ quyết tâm đời này không gả, đem đệ đệ bồi dưỡng thành tài sao? Nàng đối với mình như thế nào mới có thể ngoan tâm được như vậy, cả đời người nói dài cũng không dài, nói ngắn lại cũng không ngắn. Nàng có biết một người qua vài năm sẽ có bao nhiêu cô độc, nhưng cuối cùng Hắn cũng đã bình hòa được tâm trạng, có chút ôn nhu nói: "Ý tứ ngươi ta đã hiểu, lão tứ một chi bên kia hương khói đã bị chặt đứt tỉ để các ngươi liền thừa kế một chi kia đi." Đã thành, Trang thư tình âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đứng dậy chân thành đã quỳ xuống, thư tình tạ đại bá thành toàn, chương 13, kết thúc ngày kế tiếp, gian chính đường kia vẫn như trước, vẫn là những con người đó nhưng Trang Trạch Lương lại không còn mười phần phấn khích như lúc mới đến, bốn người quần áo cũng đều đổi thành tố sắc, trần thị trên đầu châu thoa đều lấy hết, chỉ dư một ngân thoa để vấn tóc, bộ dáng này cuối cùng cũng khiến sắc mặt mấy lão nhân hòa dịu một chút, Trang Trạch Lương vẻ mặt phức tạp nhìn ánh mắt sắc bén chống lại hắn không lùi bước của nữ nhi, rõ ràng trong lòng đã có quyết định, nhưng vì sao, hắn cảm thấy sau này mình nhất định sẽ hối hận tình nhi ngươi đã lo lắng tốt hết chưa đem cả đời ngươi để đánh đổi có đáng giá không ta không tin được ngươi không tin được tổ mẫu càng không tin được trần thị có khi nào các ngươi vì ta mà làm chủ hôn nhân hoặc là ngươi có lợi hoặc là trần thị có lợi về phần hạnh phúc của ta cho tới bây giờ không ở nằm trong phạm vi suy tính của các ngươi phụ thân ta so với ngươi còn hiểu biết ngươi hơn tâm ngươi lớn nhưng không kháng cự nổi bên gối thổi gió trong lòng ngươi thủy chung chỉ có chính mình trần thị chính là dựa vào điểm này ở ngươi nên đem ngươi dỗ mặc kệ không hỏi về chuyện ở hậu trạch trang gia ta là đích nữ trang gia là nữ nhi đồng thị nếu ta chỉ vì một cái di nương mà đắn đo thì sẽ hủy cả một đời, nương ta chết cũng không thể an tâm, trang thư tình nhếch miệng, rõ ràng là cười, nhưng mặc kệ là trên mặt hay trong mắt đều không có nửa tia tiêu ý, chỉ làm cho người cảm thấy bi thương, nghĩ đến phụ thân là đã quyết định tốt, thư hàn, lại đây quỳ xuống, trang thư hàn mân mân miệng, không nghĩ sẽ phải quỳ trước nam nhân này, nhưng bởi vì lời nói tỷ tỷ liền dứt khoát quỳ được, thấy tỷ tỷ dập đầu cũng dập đầu theo đây là một lần cuối cùng ta kêu ngài phụ thân từ nay về sau ta và thư hàn cùng một nhà các ngươi sẽ không có liên quan mặc kệ về sau chúng ta có nghèo khó túng quẫn hay là thăng tiến nhanh chóng tất cả đều do tỷ đệ chúng ta tự mình chịu trách nhiệm tựa như mẫu thân tự mình lựa chính đường đi cho mình quỳ đã xong nguyện phụ thân sau này thân thể an khang tâm tưởng sự thành làm được thật tốt trang trạch dân ở trong lòng âm thầm khen ngợi xem phụ thân cùng vài tộc thúc mắt đồng dạng lộ ra vẻ hiền hòa liền biết tình nha đầu bước này đi được có bao nhiêu đúng đắn dứt bỏ một nhà lão thất còn được vài phần kính trọng của lão nhân trong tộc nếu như bọn hắn thật sự không thể thăng tiến nhanh thì trong tộc cũng sẽ có một chỗ cho bọn họ ở trên người lấy ra một cái chìa khóa nhỏ đưa cho trần thị đây là thứ ngươi luôn muốn tìm một năm chiếu cố này tỉ đệ chúng ta ghi nhớ trong lòng trần thị động tác nhanh chóng tiếp nhận chìa khóa nghe đến câu sau khuôn mặt có chút cứng đờ nghĩ cười một cái để ứng phó nhưng thế nào cũng cười không nổi ánh mắt trốn tránh cuối cùng cái gì cũng chưa nói ra đã trốn ở phía sau trang trạch lương trang thư tình cũng lười để ý toàn gia này Hướng trưởng bối bái biệt liền lui ra ngoài, Trang thư Hàn nắm chặt nắm tay nhìn về phía nam nhân đã không còn là phụ thân của hắn kia, ngươi sẽ hối hận, một ngày nào đó ta sẽ khiến ngươi biết quyết định hôm nay của ngươi có bao nhiêu sai lầm, nói xong cũng không nhìn sắc mặt của Trang Trạch Lương có bao nhiêu khó xem, bước nhanh đuổi theo tỷ tỷ, từ nay về sau, hắn cũng chỉ còn có tỷ tỷ, hắn biết tỷ tỷ làm hết thảy điều này đều vì hắn, hắn cũng biết tỷ Tỷ làm như vậy về sau muốn gả cho người trong sạch cũng không dễ dàng, trừ phi hắn có thể nhanh chút có tiền đồ, tiền đồ đến tay mới có thể che chở tỷ tỷ, tới khi đó tỷ tỷ mới có tương lai đáng giá. Tỷ tỷ 6 năm sau đã 20 tuổi, hắn chỉ có thời gian 6 năm, nếu như 6 năm sau hắn làm không được, tỷ tỷ khi đó 20 tuổi đã không có cơ hội. Cắn cắn môi, nhẫn xuống chua xót trong lòng, Trang Thư Hàn bước chân không ngừng, ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời trời xanh mây trắng hôm nay là thời tiết thật tốt hắn cả đời đều sẽ nhớ rõ hôm nay thời tiết hôm nay là tốt nhất hôm nay hắn như được sinh ra một lần nữa chàng thư tình quay đầu nhìn bộ dáng của hắn không khỏi cũng ngẩng đầu theo cười nói cuối thu thời tiết thật tốt thích hợp nhất là xuất hành thư hàn chúng ta ngày mai liền rời đi nơi này thế nào ở lại vài ngày đi tỉ tỉ chờ miệng vết thương trên đầu ngươi tốt một chút chúng ta sẽ rời đi tỉ tỉ đã nói ở bên ngoài trong một thời gian ngắn không có cách nào an ổn người thân thể căn bản còn yếu nếu không dậy nổi thì đừng ép buộc bản thân mình ngươi vẫn là nhớ rõ ràng như vậy trang thư tình thu hồi tầm mắt nhìn về phía đệ đệ chiều cao so với nàng cũng không sai biệt lắm về sau ngươi chính là trụ cột của một gia đình tỉ tỉ nghe ngươi lại ở nơi này thêm vài ngày đúng hắn là trụ cột của gia đình hắn muốn gánh được cái nhà này đi lên thì phải nhớ kỹ thù hận này cũng không thể khiến hắn có tiền đồ, nhìn miệng vết thương trên đầu tỷ tỷ, trang thư hàn hít sâu một hơi, trong lúc đó phảng phất như một hơi liền lắng động xuống, trang thư tình xem ở trong mắt chính là cười cười, áp lực có thể khiến cho con người trưởng thành, lại có nàng ở bên khuyên giải, nàng tin tưởng thù hận này tuyệt sẽ không trở thành trở ngại của hắn trước chướng ngại vật, trang trạch lương toàn ra hôm đó rời đi, trước khi rời đi, trang thư đình đến một chuyến, trang trang thư tình nhàn nhạt nhìn nàng chờ nàng mở miệng thuyết minh ý đồ của mình ngươi khinh thường ta trang thư tình gật đầu đúng là có chút là bởi vì ta là di nương sinh ra a à, nếu là ta có một người mẹ ruột như đại nương vậy nhất định so với ngươi sẽ xuất sắc hơn gấp trăm lần ngươi dựa vào cái gì khinh thường ta không có những người kia ở đây trang thư đình không tiếp tục che giấu ghen tị của nàng nàng bất mãn cả người đều hóa thành gai bén nhỏ Nàng có thể đâm người trang thư tình cảm thấy buồn cười đây là vì nương mình mà bất bình bởi vì nàng sinh nữ nhi không đủ xuất sắc nàng đột nhiên có chút có thể lý giải được tâm tư trang thư đình thân là thư xuất hết thảy đều phải vì chính mình tranh thủ đứng ở lập trường của nàng cũng không sai nếu người nàng nhầm vào là người khác nàng cũng có thể cười trừ đáng tiếc nàng nhầm vào chính mình nàng làm hết thảy đều là vì muốn trang thư tình nàng không thể tốt hơn nàng ta trang thư đình ta chỉ có một câu nói muốn nói với ngươi thấy bộ dáng đề phòng của nàng trang thư tình cười đến càng vui vẻ kiến thức của người hạn hẹp cũng không phải thiên hạ tất cả mọi người cũng đều không giống như trong mắt của ngươi nếu như ngươi từng đối với ta có nửa phần chân tâm thiện ý nương ta cũng tất nhiên sẽ không ghét ngươi nhưng ngươi thử ngẫm lại từ nhỏ đến lớn ngươi cùng ta nói mỗi một câu nói mỗi một cái biểu tình có từng phát ra từ chân tâm nương ta xuất thân từ gia đình như vậy, sao lại nhìn không ra thông minh bị thông minh chị, câu này là nói chính ngươi, không biết Trần Thị trăm phương nghìn kế muốn tính toán cho ngươi lại biết ngươi không muốn làm nữ nhi nàng thì sẽ nghĩ như thế nào? trang thư đình sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cái gì cũng không lại nói. tông cửa sông ra là nàng thất sách đã quên hiện tại trang thư tình không giống như lúc trước yếu ớt nằm sấp mặc cho người khi dễ nhìn trang thư tình như vậy đột nhiên liền có loại loại cảm giác đang đối mặt với đại nương tâm như cảm thấy dù thế nào cũng đều giấu không được nhưng chuyện tệ hơn còn ở phía sau bá bá nương mẫn tỷ tỷ các nàng nghe được bao nhiêu hẳn là hẳn là mới đến đi chu thị nhàn nhạt đối với nàng gật đầu lướt qua nàng vào cửa trang thư mẫn tính tình tốt nhưng trong lòng lại không yêu thích thứ muội tâm cơ thâm trầm này cũng không thể như nương nàng vẽ mặt bình thường đặt nhân lượng ở

vừa rồi ta đi tới nơi của thất thúc, thấy đều đã thu thập thỏa đáng, xác nhận muốn đi rồi, đình muội muội vẫn là mau chút đi thôi, trang thư đình chật vật gật đầu, phúc thân rất nhanh rời đi, tốc độ mau như là phía sau có ai đang đuổi theo nàng, chương 14, sinh mạng mới trong phòng, chu thị đỏ vành mắt nắm tay trang thư tình tay, một hồi lâu cũng không có nói được ra lời, đợi lúc sau trở lại bình thường thanh âm đều đều liên tục nói rất khi dễ người rất khi dễ người người hồi nhỏ có thể nào bị người khi nhục như vậy bá nương không cần vì người như vậy mà tức giận đều không đáng huống chi ta cũng không ăn thiệt, nàng đều bị ta nói trở về, hồi nhỏ, đại khái là mong bản thân mình nhường nhịn có thể đổi lấy chân tâm của muội muội đi, chu thị trong lòng càng thêm chua xót khó chịu, trần thị dạy nữ nhi thế nào, dưỡng thành tính tình như vậy, trần thị dù không tốt cũng là mẹ đẻ của nàng, nàng cư nhiên, trang thư tình nhấc tay qua đến nắm giữ tay của chu thị, nét mặt tươi cười như hoa, không mang theo nửa điểm buồn bã này càng thêm thấy được mị lực của nương ta thật lớn a à, ta thật cao hứng đâu khi nghĩ đến trần thị có một nữ nhi như vậy ta liền cao hứng ta không có lòng dạ rộng rãi như vậy là do báo ứng mà trần thị tìm mọi cách tính kế nương ta chu thị trong lòng cũng nghĩ như vậy đổi thành ai trong lòng cũng đều sẽ nghĩ như vậy nhưng không có người sẽ như vậy mà nói ra, Cố Tình Tình nha đầu này lại nói ngay ra, nàng nghe xong đều cảm thấy hết giận, phảng phất như nói ra ý nghĩ trong lòng nàng, ngầm đồng ý với lời của Trang Thư Tình, Chu thị không có nửa câu trách cứ nàng không đúng, mà đổi đề tài để tránh đi, Thư Hàn không ở đây sao, hắn đi tìm đại bá, nói là muốn mượn mấy quyển sách để xem, thực dụng công, về sau nhất định sẽ có tiền đồ, nghĩ đến chính mình có hai đứa con trai nhưng lại đối với đọc sách đều không có hứng thú chu thị cảm thấy có chút hâm mộ trang thư tình cười cười không có cha mẹ che chở đứa nhỏ luôn hiểu chuyện được sớm một ít bởi vì bọn họ cần hết thảy đều phải dựa vào tài năng chính mình mới có được, không có người sẽ tự mình đưa đến trước mặt bọn họ, dù là có cũng không dám tiếp thu, thiên hạ cho tới bây giờ đều không có thứ gì mà không phải trả giá. Một hồi sau, Trang Thư Hàn liền trở lại, mẹ con hai người cũng không lại quấy giày thêm nữa xem đệ đệ an tĩnh đọc sách trang thư tình mài mực tiếp tục vẽ tranh nàng được thừa dịp giấy và bút mực đều là có sẵn nhiều họa một ít mới được lại một ngày mới trang bình trí khai ở từ đường bái tổ tiên đưa tỷ đệ bọn họ bái thiên tế trời tiến nhập trên danh nghĩa của lão tứ trang trạch hải một chi này bởi vì trang trạch hải sớm mất mà chặt đứt hương khói hiện tại coi như là có thể tiếp tục hai tỷ đệ cầm nén hương cúi đầu như trước vẫn còn họ trang như lại cùng trang trạch lương vô có can hệ chuyện của bọn họ đã sớm truyền đi trong tộc hết thảy thu giòn tốt bụi bặm trang trạch dân mới tự mình mang theo tỷ đệ bọn họ đến các phòng có người mềm lòng đỏ hốc mắt liên tục nhận lời chúc từ trong tay bọn họ lấy hồng bao dù là kém cỏi nhất cũng chỉ là không lắm thân cận thôi trang ra trừ bỏ trang trạch lương một nhà sai lệch kia thì ra phong kỳ thật không sai chuyện lo lắng đã thành mắt thấy đệ đệ càng lúc càng có thể đảm đương trang thư tình yên tâm trong lòng an tâm dưỡng thương bảy ngày rồi mới rời đi trang trạch dân tuy rằng sớm biết quyết định của nàng lúc này cũng nhịn không được mở miệng khuyên đồng gia là đại gia tộc như vậy muốn suy tính gì đó đều có quá nhiều thứ, dù là có trưởng bối đau lòng cho ngươi, cũng sẽ có nhiều người hơn nhằm vào ngươi, trang gia so với đồng gia tất nhiên là khác xa không bằng, nếu có gia tộc có thể sánh bằng với đồng gia cũng không nhiều, thư hàn đi đồng gia có lợi cho hắn, tình nha đầu ngươi không ngại đưa hắn đi xong rồi trở lại, chờ khi người giữ đạo hiếu xong, ta cùng bá nương ngươi nhất định làm chủ cho ngươi, tuyển giúp người trong sạch, thư hàn giao cho ai ta đều lo lắng đại bá ta có một người đệ đệ như vậy toàn tâm toàn ý vì hắn suy nghĩ cũng chỉ có người tỷ tỷ này trang trạch dân có đầy bụng lời nói lại vì một câu vô cùng đơn giản như vậy mà lời nói đến miệng cũng chỉ có thể nén lại thở dài một hơi không có lưu lại chu thị phân phó hạ nhân làm không ít lương khô lại cùng nữ nhi nhiều đêm không nghỉ làm một bộ xiêm y tính cả mấy bộ lúc trước làm đều xếp ở cùng nhau mặt khác đem một bao bạc vụn nhỏ kẹp trong quần áo nàng không dám cho hơn có bạc này trên đường đến kinh đô cũng ít đi một chút khổ sở trang thư tình trầm mặc nhận lấy gắt gao ôm vào lòng cúi đầu đa tạ chu thị vén vén tóc bên thái dương cho nàng ôn thanh nói khi nào ngươi thích trở lại thì hãy trở lại, bá nương nơi này không thiếu ngươi một đôi đũa cùng một thân xiêm y, thư tình nhớ kỹ, sống qua hai đời lần đầu tiên cảm nhận được như thế nào là thân tình nặng nghìn cân, chàng thư tình trong lúc nhất thời đều không biết phản ứng thế nào mới tốt, chỉ có thể ở trong lòng dùng sức nhớ kỹ phần tâm ý tốt đẹp này, chàng thư mẫn tiến lên đưa cho nàng nhất cái hộp gỗ, tuy rằng chỉ mới ở chung vài ngày, nhưng ta biết ngươi ở bên ngoài chỉ chịu khổ cũng nhất định sẽ không về ta đầu năm sau sẽ phải lập gia đình khi người cần người nhờ cậy sẽ không có tỉ muội bồi tại bên cạnh ngươi cây châm bạc này là lễ vật tỉ tỉ đưa cho ngươi trước tình muội muội ngươi phải sống thật tốt trang thư tình mắt cay cay dùng sức ân một tiếng ta sẽ sống thật tốt mẫn tỉ tỉ không cần lo lắng cho ta tân hôn của ngươi ta cũng không về được nhưng lễ vật đã chuẩn bị ngươi đừng ghét bỏ đây là mở ra một sấp tờ giấy ở cùng nhau hình ảnh ở trên cùng kia khiến cho ánh mắt nàng tỏa sáng bất chấp xe ngựa chút nữa chạy gấp giọng hỏi tình muội muội là ngươi vẽ ân ta vẽ thử tỷ tỷ cảm thấy như thế nào có hợp tâm ý ngươi không nếu là cái này thực đẹp có phải hay không sẽ có người mua nhất định có người mua nhất định có trang thư mẫn vừa nói xong biên gật đầu dù cho đồng gia đối đãi với các ngươi không tốt có tay nghề này các ngươi về sau cũng không cần cần lo lắng sẽ bị đói không không chỉ sẽ không bị đói tình muội muội nói không chừng ngươi còn có thể vì chính mình tích cóp một bút đồ cưới hoa văn trình độ bực này ngươi nhất định không cần chào hàng nếu không trả 500 trăm văn tiền không không trả một lượng bạc không thể bán nhớ kỹ không chu thị nghe được lời của nàng liền nhìn thoáng qua mắt không khỏi cũng lộ dị sắc vội vàng cầm qua một chương xem thử này thật đúng là một điểm không thể so ra không kém với thứ nàng dùng nhiều tiền mua về có cái này đến trước môn đường nàng cũng có thể yên tâm một chút tình nha đầu thông minh lại có tay nghề này phòng thân về sau sống sẽ không kém tỷ tỷ nói như vậy ta liền an tâm phía trước còn một mực lo lắng có phải hay không không thích hợp thứ này tặng cho tỷ tỷ làm quà tân hôn lễ con đường phía trước tuy rằng được chính mình tự mò mẫm đi về phía trước không có người giúp đỡ cũng không có đường thối lui nhưng cuối cùng đã thấy được được một điểm hy vọng còn phải thích ứng với cái thế giới này nàng tin tưởng chính mình có thể ngày qua ngày sống thật tốt vì không muốn bại lộ chính mình không phải đi kinh đô nhập vào đồng gia mà là muốn đi hội nguyên phủ trang thư tình chỉ làm cho trang gia mã phu đưa tỷ đệ bọn họ đến lãnh sơn huyện lấy cớ phải đi về thu thập vài thứ này nọ liền mang người rời đi về phần đại bá có hay không sẽ tin tưởng việc lấy cớ như vậy kia đều chuyện dâu ria dù sao hắn cũng không có khả năng đuổi theo để hỏi kết quả lại đến hồi xuân đường tỉ đệ hai người quang minh chính đại đi vào cũng rốt cục không còn một bộ dáng chật vật như trước cao tử lâm bỏ qua chuyện trong tay đem hai người dẫn tới nhã gian nhìn vẻ mặt bọn hắn liền biết chuyện mưu đồ kia của tiểu cô nương đã thành hắn cũng không hỏi thăm nhiều chính là nói không nghĩ tới các ngươi còn có thể trở về, về sau có tính toán gì không sao, không dối gạt cao đại phu, chúng ta tính toán đi hội nguyên phủ, lần này đến thứ nhất là muốn cảm ơn cao đại phu đã hỗ trợ, thứ hai cũng là muốn thông qua cao đại phu thuê mã phu lúc trước kia, những người khác ta không tin được, cái này không khó hắn có đôi khi cũng sẽ đi đến hội nguyên phủ các ngươi tính toán khi nào thì xuất phát buổi sáng ngày mai đi các ngươi đêm nay sẽ nghỉ ngơi ở đâu ngày mai ta nói hắn trực tiếp đến nơi đó tìm các ngươi trước khi đến ta đã đặt phòng ở quán trọ Vinh quy rồi, phiền toái cao đại phu quán trọ Vinh Quy cách hồi Xuân đường rất gần, cho dù trở về thị trấn cũng không về nhà, Cao Tử Lâm biết hai người kia cùng trang gia đã triệt để kết thúc, thật không biết nàng sử dụng biện pháp gì có thể khiến cái người sĩ diện như trang Trạch Lương kia nhả ra, thật muốn dạy ra một nữ nhi giống như nàng. Chương 15. Khởi đầu mới trời mới tờ mờ sáng, Trang thư tình đã thức dậy, chuẩn bị một thân xiêm y trông có vẻ bụi bặm mệt mỏi, cũng để đệ đệ thay một bộ đồ mộc mạc tối màu, tại đường sảnh dùng điểm tâm không bao lâu hán tử trung niên kia đã đến, hai tỷ đệ lên xe ngựa, ra khỏi thành, vén màn xe, cuối mùa thu, thái dương chiếu lên người thật ấm áp trang thư tình kêu trang thư hàn cũng ngồi xuống không biết đại thúc họ gì hồi tiểu thư ta họ trịnh trịnh thất trịnh đại thúc trang thư tình dựa vào xe ngựa một chút rồi tiếp tục cùng hắn đáp lời cao đại phu có cùng thúc nói qua cái này không nhọc tiểu thư lo lắng cao đại phu đã nói đi đến hội nguyên phủ thời gian khoảng 7 ngày giường, nếu thời tiết tốt có thể đi nhanh hơn, 6 ngày liền có thể đến, thu ba lượng bạc, khi nàng biết vẽ một bức hoa văn có thể bán một lượng bạc hoặc nhiều hơn, chàng thư tình cảm thấy ba lượng bạc thực cũng không tính là nhiều, lộ trình xa như vậy, nàng cho rằng ít nhất cũng phải năm lượng bạc, nàng đã hỏi tham qua, ngồi thuyền là chín lượng bạc, nguyện ý xuất bấy nhiêu bạc ngồi thuyền đều là những người giàu có dân chúng bình thường xuất hành đều ngồi xe bò, tốt hơn một chút sẽ ngồi xe ngựa, nguyên bản nàng cũng tính toán sẽ cắn răng ngồi thuyền, hai người cộng lại là 18 lượng, nàng có đủ tiền, nhưng khi nghĩ đến sinh hoạt về sau liền nhẫn nhịn cái xúc động này, bao nhiêu bạc này phải lưu trữ lại phòng trường hợp khẩn cấp, đến hội nguyên phải thuê phòng ở, còn phải sinh hoạt, nơi nào cũng đều phải cần tiền, chút tiền ấy của nàng đều không thể lãng phí nhưng nàng cũng biết được bạc này là cao đại phu lại giúp đỡ cho trong lòng ghi nhớ nhân tình này nàng cũng không có quá nhiều so đo nhân tình về sau luôn có thể trả lại hiện tại nàng nếu muốn chuyển đến một nơi ở mới sao có thể sống được mà không có lòng tốt giúp đỡ dọc theo đường đi coi như thuận lợi, ông trời có mắt không có đổ mưa, xa phu đi chín con đường, biết một ngày đi bao nhiêu dặm đường là thích hợp, cái nào khách sạn không có hắc nhân, đại khái là cao đại phu lúc trước từng có dặn, tính toán một đường ăn ở đều do hắn sắp xếp an bày, thời điểm cần dùng tiền đều do trang thư tình trả, cũng là không bị tổn hại gì, trang thư tình mang một bánh đã ít đi, còn có chút bánh quy, bao trịnh thất ăn ở trọn gói, trịnh thất cả cảm thấy hai tỷ đệ này đối với mình tối đương nhiên cũng đối với bọn học tốt hơn vài phần mặc kệ trang thư tình hỏi cái gì chỉ cần hắn biết được đều chi vô bất ngôn ngôn vô bất tẫn đợi khi đến hội nguyên phủ trang thư tình đối với thế giới này hiểu biết lại càng sâu thêm rất nhiều ít nhất tâm trạng không còn xấu như lúc trước nhờ đệ đệ đi sạp bên cạnh mua chút bánh bột ngô trang thư tình nhìn về phía trịnh thất phiền toái trịnh đại thúc nhắn cho cao đại phu một câu tình cảm của đại phu tỷ đệ chúng ta luôn ghi nhớ trong lòng về sau định hậu báo trịnh thất liên tục gật đầu nhất định nhất định ý bảo đệ để đem giấy dầu bao đưa qua qua một đường này đa tạ trịnh đại thúc chút lòng thành nhỏ mong đại thúc nhận lấy trịnh thất hàm hậu sờ sờ cái ót cuối cùng vẫn tiếp nhận hắn có cả một đại gia đình cần nuôi dưỡng có thể tiết kiệm chút nào hay chút ấy nhìn hướng xe ngựa rời đi trang thư tình sửa sang lại xiêm y cho đệ đệ chúng ta trước tìm một khách điếm đặt chân ngày mai lại đi tìm phòng ở trang thư hàn đáp ứng nhận lấy bao đồ tự mình sách lên vai đại chu chia thành sáu phủ hội nguyên phủ là phủ thành cách kinh đô gần nhất tất nhiên cũng phá lệ phồn vinh trên đường cái ngựa xe như nước những ánh mắt nhìn về phía hai tỷ đệ khó tránh khỏi lộ ra chút hèn mọn sinh hoạt tại địa phương tốt con người sinh ra liền mang theo cảm giác yêu việt thậm chí có chút tính tình bài ngoại nhưng bọn họ tuyệt sẽ không nói ra chỉ biểu hiện sự mất tự nhiên đã từng sinh hoạt tại thành phố lớn trang thư tình thật lý giải được loại tâm tính này toàn làm xem như không thấy lôi kéo đệ đệ ngẩng đầu ưỡn ngực thông qua ngõ nhỏ đi tới phía sau ngã tư đường khách điếm ở phố lớn bọn họ không đủ tiền chi trả nhưng cho dù là ở địa phương hẻo lánh trang thư tình cũng tốn bốn đến 480 văn tiền đặt ra hai gian phòng trung đẳng, nhà trọ Vinh Quy tại Lãnh Sơn huyện chỉ cần 40 văn tiền một đêm, giá ở đây gấp 6 lần, từ đó có thể thấy, những vật khác khẳng định cũng không rẻ, trang thư tình càng thêm cẩn thận đem tiền gói lại, hảo hảo ăn một chút, hai tỷ đệ đóng cửa lại tính toán sổ sách, cầm ngọc bội được 200 lượng, cao đại phu cho 52, bá nương đưa 12, dọc theo đường đi dùng một lượng, còn lại 213 lượng cộng thêm 200 tiền đồng đây chính là toàn bộ gia sản chúng ta, Trang thư tình đem ngân phiếu tách ra dấu tốt, lại đem bạc vụn đều khâu ở vài góc áo của đệ đệ, mặt khác lại đếm thêm cho hắn 50 tiền đồng, thời điểm nên dùng tiền thì phải dùng, đừng tiết kiệm quá, ngươi là lúc đang lớn, lúc trước nhiều thiệt thòi, hiện tại phải bắt đầu chậm rãi bồi bổ lại, chờ cuộc sống ổn định, tỷ tỷ liền nghĩ biện pháp đem hoa văn bán đi, rồi lại tiếp tục vẽ không cần lo lắng sẽ không có tiền, những thứ này ngươi đều không cần bận tâm, đi thư tứ nhìn thứ xem, giấy và bút mực tỷ tỷ có thể mua giúp cho ngươi, muốn mua sách gì tỷ tỷ cũng không biết, vậy nên tự ngươi đi mua, trang thư hàn cầm lấy tiền đồng, trần chờ nói. Sách thật sự rất quý, ta biết Trang thư tình vỗ vỗ nơi giấu ngân phiếu, số bạc này chính là bị cho ngươi dùng để mua sách, sinh hoạt tiêu dùng của chúng ta cũng sẽ không có bao nhiêu. Khi nào tốt một chút tỷ tỷ sẽ đi tìm cho ngươi một học đường tốt để đọc sách. Bất quá tỷ tỷ có chuyện muốn nói trước với ngươi. Vâng, tỷ tỷ nói ta đều nghe. Ta này còn chưa nói đâu. Trang thư tình cười, đọc sách là đúng, hiện tại chỉ có đọc sách mới có tiền đồ, nhưng đọc sách cũng không cần đem chính mình đọc thành con mọt sách, con đường đọc sách là để làm gì? Chính là làm quan, làm quan là dựa vào những thứ học trong sách là đã có thể làm quan tốt sao? Đương nhiên không phải, nếu không thì người trong khắp thiên hạ chỉ cần đọc chút sách thì đều có thể làm quan rồi. Làm quan phải hiểu rõ tình người, bất từ cân não, còn phải biết gạo giá bao nhiêu, bao nhiêu tiền một cân, muối giá di động có bình thường hay không, như vậy mới sẽ không bị cấp dưới nắm thóp, đương nhiên, nếu ngươi hướng về phía tham quan, những lời này nói cho ngươi đều vô dụng, nhưng ta không hy vọng có một đệ đệ làm tham quan, tham bạc khi dùng sẽ phỏng tay, ngươi không muốn ta bị chê cười, làm chuyện gì phía trước hãy nghĩ đến trang trạch lương, ngẫm lại trần thị, trang thư đình cùng trang thư diệu, ngẫm lại nương, ngẫm lại ta, ngàn vạn đã nghĩ kỹ rồi hãy làm, thư hàn, sinh hoạt làm cho ngươi sớm nhận ra được ta biết ngươi nghe nghe hiểu được những lời này nhất định phải hảo hảo nhớ kỹ biết không trang thư hàn dùng sức gật đầu ta sẽ không làm cho bọn họ có cơ hội chê cười tỉ tỉ bất kính với nương vậy ngươi liền đưa ra mục tiêu cho chính mình sau đó hướng tới mục tiêu kia mà nỗ lực tỉ tỉ biết ngươi nhất định làm được trang thư hàn không chút nghĩ ngợi nói tỉ tỉ ta muốn làm quan người đọc sách đều muốn làm quan nhưng là trước đó ngươi phải qua đợt xét khảo từ tiểu học trò trở thành tú tài sau đó tham gia thi hương thi hội cuối cuối cùng là lên đi kinh đô đại khảo, đại khảo qua mới có cơ hội làm quan, chỉ cần tỷ tỷ và ta có kết cục tốt, ta nhất định có thể trước bắt đầu trở thành tiểu học trò, không vội, trước đem diều cơ bản cốt yếu học tốt đi rồi lại nói cái khác, ngươi còn quá nhỏ, nếu là chúng tuyển sẽ bị lây nhiễm những tật xấu của thiên tài, thanh danh sớm truyền xa chưa hẳn là chuyện tốt, tỷ tỷ, cho dù có khảo chúng ta cũng sẽ không kiêu ngạo, ta không nghĩ trì hoãn, 6 năm, hắn chỉ có 6 năm, qua lúc này, hắn bắt đầu nỗ lực sẽ không còn công dụng gì nữa hắn không nghĩ tỷ tỷ sẽ vì hắn mà trì hoãn cả đời, trang thư tình không biết hắn đang nghĩ cái gì, chỉ cảm thấy quá mức nóng vội, bất quá hiện tại nàng còn chưa có biết rõ ràng chương trình của khoa khảo này, chờ ổn định lại rồi lại nói sau, nàng cũng sẽ không đà kích hắn, tỷ tỷ cho ngươi thêm 120 lượng ngân phiếu, ngươi cẩn thận giữ lại, có sách gì cần ngươi liền mua, không cần lo lắng cái khác, hết thảy đều có tỷ tỷ vì ngươi lo lắng, chương 16. 16, nơi đặt chân trang thư tình không có nghĩ đến việc cho hải tử cầm một sấp ngân lượng như vậy ở nhà dân chúng bình thường mà nói có thể dùng đủ trong nhiều năm cũng dư giả thông qua hiểu biết trong khoảng thời gian này Nếu nàng thực đem thư hàn trở thành một đứa nhỏ cái gì cũng không hiểu để chiếu cố thì đó mới là 10 phần sai Cổ đại 15-16 tuổi đã thành thân, 10 tuổi đã xem như là tiểu đại nhân Huống chi thư Hàn còn so người bình thường sớm thông minh hiểu chuyện, nàng lựa chọn lấy phương thức của người lớn cùng hắn ở chung, suy nghĩ liền an định lại một chút. Trang thư tình chỉ định ở tại khách sạn một buổi tối, dặn đệ đệ vài câu, liền đi ra cửa, đi đến nơi lái buôn thường tập trung mà Trịnh Thất đã nói qua. Trang thư tình trước ở một chỗ không xa đánh giá một hồi, liền nhận định một người nam nhân vừa đi qua, sở dĩ nàng nhận định nam nhân này vì nàng thấy trong suốt khoảng thời gian từ nãy đến giờ hắn cũng không nói chuyện cùng người đi đường để chào hàng mà lại an tĩnh ngồi ở một chỗ đọc sách hẳn là một nam nhân biết chữ hình như chỉ khi có người kêu tên của hắn thì hắn mới ngẩng đầu đáp lại một lát có người từ trong nhà mang theo thức ăn tới chia một nửa cho hắn trong một tập thể như thế này hắn cũng không cùng những người khác nói chuyện làm việc người này phá vỡ hình ảnh về những người đọc sách ở trong lòng trang thư tình, trong lòng nàng có một chút tò mò, nếu như đem so sánh, cũng sẽ nguyện ý cùng người như vậy giao tiếp, người như vậy một khi thành tài sợ là so với những hán tử lỗ mãng khác cao không thể với được, nhưng có đôi khi, người biết chữ đó lại chưa khai mở đầu óc mình, một ít quy củ vô hình liền có thể trói buộc hắn, dù sao đi trên một con đường đều có những khó khăn, dù có trải qua nhiều thêm lần này cũng không sao trang sách bị một bóng người che khuất nam nhân ngẩng đầu vẻ mặt cũng không có bao nhiêu biến hóa hắn không chủ động mở lời chào, vẫn một mực như bình thường, khi có người đến cửa cũng không nghiêm cẩn ra ngoài chào đón, cũng chẳng sợ đó là một tiểu cô nương nhìn tuổi không lớn lắm, cô nương có việc cái lái buôn khác đều nhìn lại đây, chàng thư tình khẽ gật đầu, ta nghĩ thuê một chỗ phòng ở, không cần quá lớn, cũng không quá nhỏ, không biết đại ca có còn phòng trống, tất nhiên là có, nam nhân đem phiếu tên kẹp vào trong sách, nhẹ nhàng đóng sách lại, động tác đều lộ ra vẻ yêu quý khiến trang thư tình buông xuống chút phân vân trong lòng cô nương chính mình có thể làm chủ đương nhiên ở đây cũng không chỉ có một mình ta nam nhân khẽ gật đầu đứng dậy nhìn qua người bên trong trong một cái nói a à lại ta đi một chút ngươi cho người xuống thay chỗ của ta yên tâm lái nữa sẽ có người khác thay nam nhân này rất rõ ràng một khắc cũng không ngừng mang nàng nhìn ba phòng ở lộ tuyến xây dựng rất tốt dường không có lặp lại chỉ là mất hơi nhiều thời gian nhưng trang thư tình cũng không thật vừa lòng nếu không phái quá lớn thì tiền thuê cũng sẽ không rẻ nàng cùng thư hàn chỉ có hai người không cần ở một nơi lớn như vậy hoặc là ở những nơi phức tạp những nơi nơi như vậy đối với một cô nương như nàng rất bất lợi thật sự rất có lỗi mấy địa phương này cũng không thích hợp lắm nhọc đại ca mang ta đi xem nơi khác nam nhân một đường thủy chung cùng trang thư tình duy trì im lặng lúc này cũng không vội đi mà hỏi cô nương có thể hay không nói kỹ càng một chút về nơi mà ngươi muốn chuyển đến nhà ở cho mấy người có kiêng kỵ cái gì trong lòng ta cũng có thể chuẩn bị trước trang Thư tình dương mắt nhìn hắn, nàng là một người hiện đại không có quá nhiều cố kỵ, cũng biết ánh mắt của bản thân kỳ thực là có chút thất lễ, cũng là ta hàm hồ, ta có một đệ đệ 10 tuổi cần chiếu cố, cũng không còn ai khác, chúng ta cần một chỗ ở an tĩnh nhưng không quá yên lặng, địa phương nhỏ một chút cũng không sao, nhưng mà phòng ở không thể quá kém, láng giềng cũng không thể có người loạn thất bát tao, tỷ đệ chúng ta vì tìm người thân mà đến, trước khi tìm được người thì an toàn là trước hết nên ta rất lo lắng, nguyên lai like là đến tìm người thân, nam nhân gật đầu, nhưng không có nhiều chú ý lắm, thấy được tiểu cô nương này suy nghĩ chu đáo đến mức mệt nhọc, hai đứa nhỏ này tuổi cũng không lớn lắm, không cần cố kỵ nhiều, ở đây ta biết có một nơi, bất quá đối phương ở quá không biết ngươi có để ý, tất cả điều kiện khác đều có thể thỏa mãn, đương nhiên, có khi so với những yêu cầu của ngươi càng tốt hơn, giá cả cũng có thể thương lượng, xem ra người kia là cùng nam nhân này có giao hảo, trang thư tình cười, thỉnh cầu đại ca dẫn đường, có phải thích hợp hay không thì xem qua mới biết được. Hai người tới một chỗ khép chặt cửa phía trước, nam nhân tiến lên gõ cửa, rất nhanh, cửa từ bên trong mở ra, tiểu đệ, sao ngươi lại tới đây? Vị này là tỷ chúng ta vào nhà nói, phụ nhân trẻ tuổi vội vàng tránh ra một bên, trang thư tình hướng phụ nhân dịu dàng nở nụ cười, hiểu rõ đây là hai tỷ đệ, trong lòng nàng liền có chút minh bạch đứng trước cửa thị phi nhiều, dù không sợ nam nhân này là đệ đệ của mình, nhưng nữ nhân cũng cố kỵ miệng đời nên đóng cửa lại, trang thư tình nhìn liền càng yên tâm, nàng trên mặt biểu hiện là tin tưởng một người, nhưng trong lòng Thủy Trung vẫn là đề phòng, chính là người bình thường tuyệt nhìn không thấy được, đây là một tứ hợp viện nho nhỏ, ba gian phòng ốc, xương phòng này có năm gian, sân không lớn, có thể phơi chút đồ ăn, dây thừng buộc một tấm chăn, nhìn khắp nơi đều thu thập được gọn gàng ngăn nắp, chủ ốc trung gian là chính đường, hai người sau khi ngồi xuống phụ nhân liền mang trà lên cho bọn họ, chờ tiểu đệ nói ra lý do vì sao đến đây, tỷ tiểu cô nương này muốn thuê phòng ở, tiểu đệ, người thế nào lại đi làm nghề này cha không phải nói không cho ngươi tiếp tục đi làm sao ngươi là người đọc sách có thể nào dính tay vào việc này hủy tiền đồ của ngươi thì như thế nào cho phải, nhưng mà trước đó, cha cùng nương phải tiếp tục uống thuốc, một nhà chúng ta mấy miệng cũng phải ăn mới có thể sống, nam nhân nhàn nhạt đáp lời, buông mi mắt xuống trong đó xoẹt qua một chút không cam lòng, nhưng rất nhanh lại che đi, hắn là nam đinh duy nhất trong nhà, trong thời điểm này sao có thể nào chỉ lo cho chính mình, nơi này của ta còn có chút bạc ta liền đi lấy, tỷ chúng. Ta hôm nay không nói việc này, nam nhân cường ngạnh đánh gãy lời nói của phụ nhân, không muốn cho người ta nhìn thấy mà chê cười, phụ nhân cắn môi, trần trở lại ngồi trở lại, đây là một nữ nhân không biết có nhiều chú ý, chàng thư tình ở trong lòng liền phán đoán, nam nhân liền hạ giọng, thanh âm nhu hòa, tỷ phu qua đời đã hai năm, phòng ở mơi này cũng không có ai, chẳng bằng cho thuê, cũng có thể để tỷ thu thêm chút tiền, nếu người bình thường ta cũng sẽ không mang đến đây tiểu muội muội này chỉ có một đệ đệ đến hội nguyên phủ này tìm người thân các nàng cần một nơi an toàn để đặt chân tỷ ở nơi này bình thường cũng không thể cho người khác thuê ta liền mang nàng đến đây nhìn một chút tiểu muội muội người có thể đi chung quanh xem thử có vừa lòng không thời điểm lúc vào ta đã xem qua thật không sai sẽ không biết đại tỷ có bằng lòng hay không cho tỷ đệ chúng ta thuê này phụ nhân có chút tâm động có thể thu thêm tiền tất nhiên là tốt, phu gia cũng không có người khác, chỉ cần nàng trông chừng quy củ, trợ cấp nhà mẹ đẻ cũng không người nào có thể nói nàng cái gì, vậy đến thương lượng một chút tiền thuê đi, nam nhân lướt qua phụ nhân trực tiếp nói, đông xương phòng để không ít thứ, tây xương phòng cũng không thể ở, năm gian phòng ở đều cho ngươi thuê, một tháng 800 văn tiền, ngươi xem coi thế nào, lấy hiểu biết của trang thư tình, hội nguyên phủ giá hàng cực cao, một gian khách sạn bình thường, bất quá là phòng khách bình thường đều nhu 240 văn tiền một buổi tối, 800 văn một tháng, có những năm gian phòng ở, này chẳng những không có thiếu nàng, mà còn so với giả cả bình thường tiện nghi không ít, dù là đến nơi khác cũng không nhất định sẽ rẻ như vậy, ánh mắt nhìn người của nàng vẫn là còn tốt, trang thư tình không khỏi có chút tự đắc, chương 17, hai người thành ba người, về phần tiền thuê, theo như quy củ thì một nửa tiền tiền thuê hàng tháng, người đưa cho ta 400 văn, tiểu đệ, tiền thuê liền tính, quy củ không thể phá, nam nhân nhìn về phía trang thư tình, đây là luật lệ, ta đã hiểu, vậy liền chuẩn bị văn thư, nghe vậy liền biết tiểu cô nương này đã quyết định, lập tức nam nhân tìm giấy viết ra rồi chia làm hai, trang thư tình nhận lấy nhìn mới biết được hắn tên là Trương Thư Thành, phụ nhân kêu Trương Tú Nhi, tiền thuê hàng tháng sẽ thu 1.200 văn tiền, ngay lập tức trang thư tình thanh toán một lượng bạc cùng 200 văn tiền, tiếp theo liền đi khách sạn thu dọn đồ đạc đến nơi ở mới, đến buổi trưa hết thảy đều thu thập thỏa đáng, trương thư thành lúc này đã đi, trương tú nhi nhiệt tình giúp đỡ dọn dẹp, vị phụ nhân này cũng rất thích tỷ đệ hai người, có đứa nhỏ hiểu biết ai mà không thích, huống chi nàng về sau sẽ không có khả năng sẽ có đứa nhỏ, đối với đứa nhỏ này càng có cảm tình, cơm chưa ba người cùng nhau ăn, trang thư tình nói đệ đệ đi mua một cân thịt ba chỉ về, một bữa cơm càng kéo gần khoảng cách lại, đuổi Trang Thư Hàn trở về phòng, Trang Thư tình ánh mắt thành khẩn nhìn về phía Trương Tú Nhi, Tú Nhi tỷ, tỷ đệ chúng ta mới đến, có nơi nào làm không tốt tỷ cứ nói, người có quy củ gì cũng xin nói rõ hết thảy đều thẳng thắn từ bây giờ sẽ tốt hơn là về sau sẽ mất hướng tỷ nói có phải hay không là cái này đúng là có lý từ lúc hai đứa nhỏ này chuyển vào nét cười trên mặt trương tú nhi cũng khá cởi mở nàng nói ta gả vào đây một năm tiên phu đã qua đời hai năm nay vẫn một mực làm người trông chừng căn nhà này trừ bỏ người nhà mẹ đẻ thường đến thăm ta cũng là người giao khăn tay sẽ tới nàng gà tại thành nam nơi này là thành bắc một tháng nàng sẽ tới hai lần các ngươi thấy nàng thì nhượng chút lễ mặt khác ta dù sao cũng ở quá, về sau là các ngươi tìm được người thân, nếu là nam khách nhớ rõ là không nên mang người tiến vào, có đôi khi miệng lưỡi người đời chính là một con dao dùng để cắt thịt người, nếu không thấy máu sẽ không dừng tay, những cái khác thì cũng không có gì, được ta nhớ kỹ, trang thư tình nhìn bên trong rổ kim chỉ có hoa khung theo cảm thấy vừa động, tú nhi tỉ, cái kia ta có thể nhìn một chút không, cái này, trương tú nhi cầm lại đây đưa cho nàng có cái gì không thể nhìn cũng không phải thứ quý giá gì còn nhớ thời điểm thịnh hành tranh theo chữ thập trang thư tình cũng theo qua mấy tấm nhưng theo rất tốn thời gian nàng lại không có thời gian sau này liền không theo nữa nhưng vẫn còn nhớ rõ, chính là so với tranh thêu thật sự này đều rất tốt, chỉ cần chiếu theo hình vẽ thì thêu chữ thập thật sự cũng không khó, đường may bằng phẳng tinh mịn, đồ án tinh xảo, các màu thêu không có một tia tạp sắc. Tại thế giới này nữ nhân phần lớn chỉ cần học nữ công, đó là nguyên nhân trang thư tình thấy may vá sống qua ngày cũng không có gì là không tốt, nhưng mà hiện tại, nàng lại không tin tưởng sẽ đi cầm kim để thêu, có ý tưởng là một chuyện chân chính bắt đầu lại là một chuyện khác, nhưng mà tay nghề của Trương Tú Nhi này nếu so sánh, không chỉ nàng, chính là Trang Thư Mẫn so ra cũng đều kém cỏi không ít tú nhi tỷ đây là theo cho chính mình dùng hay là mỗi ngày ở nhà chính là đều theo cái này ta không cần dùng nhiều cứ cách nửa tháng sẽ có người trong cửa hàng tới cửa thu tuy rằng giá so với chính mình đi bán rẻ hơn nhưng xét theo nhiều phương diện thì ít thị phi hơn một mình ta không cần chi tiêu nhiều nhưng mà nhà mẹ đẻ vài năm nay lại không yên ổn đại khái là do ít khi có người bồi nàng nói chuyện trương tú nhi thở dài nói trên ta nguyên bản còn có huynh trường, ở bên ngoài làm thêm cho người ta nhưng lại xảy ra rủi ro, dẫn đến cái chết. Tẩu tử khi đó lại đang mang thai, vừa nghe tin tức này liền động thai khí, đứa nhỏ ngay lập tức được sinh ra, nhưng chính nàng lại không chống đỡ được, cũng đi theo đại ca ta, nương thân thể vốn không tốt, nằm trên giường một thời gian dài cũng không đứng dậy được, vẫn là sau này muốn có đám để ý hôn sự của ta chuyện đó mới trở lại bình thường. Cha ở bên ngoài làm làm việc, cuộc sống mệt mỏi, vài năm nay thân thể càng không tốt, tiểu đệ, tiểu đệ là người đọc sách duy nhất trong nhà, cũng không thể theo học tiếp nên đành thôi học, đi làm việc này biết là có thể sẽ hủy đi tiền đồ của hắn, nhưng có hắn mới miễn cưỡng khai thông tình trạng quẫn bách trong nhà, ta mặc dù có tâm, có thể giúp một tay nhưng ở một số địa phương khác cũng là có hạn, nói tới đây, Trương Tú Nhi vừa cười, hiện ở nhà có thể nhiều tiền thu hơn, ta cũng cảm thấy cao hứng, có 800 văn tiền này, ta lại làm chút đồ thêu sống qua ngày, đó là trừ bỏ một mình ta muốn tiết kiệm chi tiêu hàng ngày, giúp đỡ trong nhà một lượng bạc luôn không thành vấn đề, để để cũng có thể có nhiều thời gian đọc sách hơn, người còn sống liền không dễ, nữ nhân lại càng không dễ, tại cái thế giới nam nữ không được đối xử bình đẳng là như vậy, ở hiện đại, cho dù chồng có mất thì chỉ cần ra mặt tìm một việc làm là có thể nuôi sống chính mình còn ở đây lại chỉ có thể ở trong phòng từng ngày từng ngày cho đến ngày chết thì mới có thể giải thoát tú nhi tỉ ngươi đợi chút trang thư tình trở về phòng đến chỗ đựng sắp hoa văn ở bên trong lựa ra mấy tấm đưa đến trước mặt trương tú nhi trong ngàn vạn người có thể ở lại dưới cùng một mái nhà đó là do chúng ta có duyên cái này coi như là lễ vật ta tặng cho tú nhi tỉ tỉ trương tú nhi mở ra chỉ liếc mắt nhìn liền vội đem trở về cái này muốn mua cũng không phải ít tiền ta một người lớn như vậy sao có thể lấy của một cô nương nhỏ như ngươi mau thu hồi đi đây là ta vẽ văn chương trên đó không phải của người khác ta không cần mua tú nhi tỷ tỷ không nên chối từ muốn bao nhiêu ta có thể vẽ ra bao nhiêu trang thư tình tươi cười tinh nghịch chọc cho người yêu thích trương tú nhi kinh ngạc chợt như là nhẹ nhàng thở ra đây là ngươi họa lúc trước ta còn lo lắng hai hài từ các ngươi miệng ăn nù lở xem ra ta đã lo xa cái này có thể bán không ít tiền ngươi nhưng đừng ra ngoài bán lung tung dừng một chút trương tú nhi lại nói người ta giao khăn tay là một tú nương ở cửa hàng có chút danh tiếng nếu không ngươi đừng có bán vội ta cho người đưa tin cho nàng để nàng đến đây một chuyến những người khác ta khó mà nói được nhưng nếu nàng nể mặt ta sẽ không khi ngươi nhỏ mà áp giá ngươi trang thư tình mừng rỡ tự nhiên là không thể nào tốt hơn ơn, ta còn đang lo lắng ở đây lạ nước lạ cái sẽ bị người khi dễ, cảm ơn Tú Nhi tỷ, ta mới nên tạ ngươi, thật lâu rồi ta không có cao hứng như vậy bình thường lời ta nói trong một tháng sợ là còn không nhiều bằng ngày hôm nay người thật muốn cảm tạ ta thì đừng vội vã chuyển ra ngoài ở trong này bồi giúp ta cả đời này a à, thật sự là quá dài việc khác thì khó mà nói nhưng riêng việc này ta có thừa chỉ cần tú nhi tỷ không chê chúng ta tỷ đệ phiền thật sự thật trương tú nhi mừng rỡ hốc mắt đều hơi hơi phiếm hồng, nàng thật ra là một người yếu đuối, loại tịch mịch này, ăn sâu vào tận xương tủy, Trương Tú Nhi là chủ nhà tốt tính tình ôn nhu, không tính toán chi ly, cũng bởi vì tịch mịch lâu ngày, sợ hai tỷ đệ này không sống quen nếu mất hứng sẽ rời đi, càng là dụng tâm đối đãi với bọn họ tốt, ăn uống nghỉ ngơi, trang thư tình chưa nghĩ ra thì nàng đã nghĩ ra hơn nữa chuẩn bị đầy đủ hết đưa đến trong tay hai người dù là một người đối với người khác không dễ dàng buông xuống phòng bị như trang thư hàn thì thái độ đối với trương tú nhi cũng không khỏi mềm đi vài phần trang thư tình nhìn hắn như thế coi như đã quên mặt khác nàng cũng là một người không dễ tin tưởng người khác tiền thức ăn không phải chỉ cho một người qua vài ngày trang thư tình liền trả tiền thức ăn rõ ràng cho trương tú nhi trương tú nhi lúc này nửa câu cũng không không từ chối, sảng khoái nhận lấy, phảng phất như sợ trang thư tình thay đổi chủ ý sẽ rời đi, bình thường chỉ cần một bàn liền có đủ cho ba người ăn cơm, muốn nàng thêm tiền nàng đều nguyện ý, chương 18, kiếm tiền hôm sau, trang thư tình cũng mua giấy và bút mực về, tuy rằng những thứ mua được không tính là cực tốt, nhưng cũng... Không phải quá kém, nàng có cảm giác mình thật sự đã trở thành một người mẹ, nguyện ý vì đứa con của mình mà làm hết thảy mọi việc, chỉ cần hắn thành công là được. Trang thư Hàn cũng cắn răng đem 12 lạng bạc mua hai quyển sách, mỗi ngày nâng niu không rời. Trang thư Tình thấy như vậy cũng không ổn, rõ ràng cần phải sắp xếp thời gian biểu cho hắn, cứ cách nửa giờ liền nói hắn đứng lên đi lại một lát, sau khi ăn cơm xong sẽ nghỉ ngơi nửa canh giờ, càng đừng nghĩ tới chuyện buổi tối thắp đèn để đọc sách thời đại bây giờ nếu có vấn đề gì về mắt chắc chắn sẽ không có cách chữa trị. Trang thư Hàn cũng rất biết nghe lời tỷ tỷ nói như thế nào hắn liền làm như thế đó không cần nghĩ ngợi thêm chút nào tuy bây giờ còn chưa kiếm ra tiền Trang thư Tình cũng không tiết kiệm quá mức chi phí ăn mặc hai ngày ăn một bữa thịt còn có hôm lại mua một chút xương đầu rẻ tiền về hầm canh cho Trương thư Hàn không chỉ có hai tỷ để uống, Trương Tú Nhi cũng có phần, trong khoảng thời gian ngắn, sắc mặt ba người rõ ràng đã tốt hơn rất nhiều, Trương Thư Thành từng đến thăm một lần, thấy bọn họ ở chung tốt như vậy cũng an lòng, mấy ngày sau khí trời càng lạnh, ban ngày mặt trời vừa lên, ba người sẽ đều ngồi ngốc ở trong sân, ở một bên Trương Tú Nhi làm nữ hồng, hai tỷ đệ liền nâng cái bàn ra, mỗi người chiếm một góc, một người đọc sách luyện chữ, một người vẽ hoa văn rõ ràng ba người quen biết nhau không lâu nhưng nhìn vào đều thấy thoải mái giống như người một nhà đốc 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 trang thư tình ngẩng đầu nhìn hướng trương tú nhi chắc là người tới lấy khăn tay của tỷ trương tú nhi buông công việc đứng dậy phủi nhẹ mấy sợi chỉ trên người cùng trên đầu bước ra mở cửa cửa dệt nương người đã đến rồi Hiếm khi ngươi chủ động đi tìm ta, làm sao ta lại không đến cho được? Người vừa tới nói chuyện ôn nhu, dắt tay Trương Tú Nhi cùng bước vào sân, đợi vào trong viện, thấy còn có người khác ở đây, bước chân Dệt Nương sững lại, đây là hai tỷ đệ đến hội nguyên tìm người, tạm thời ở trọ nhà ta. Trương Tú Nhi mời Dệt Nương ngồi xuống, lại nhanh nhẹn đi bưng trà đến, rồi lại cầm một cái ghế con ngồi xuống bên cạnh. Tỷ tỷ gọi là Trang Thư Tình, đệ đệ gọi Gọi là Trang Thư Hàn, đều là những đứa nhỏ có hiểu biết, đây là dệt nương, các người cũng gọi nàng là tỷ tỷ đi, dệt tỷ tỷ, dệt nương đè xuống nghi hoặc trong lòng, gật đầu mỉm cười, đều là hài tử ngoan, có các ngươi ở bên cạnh chiếu cố Tú Nhi, tỷ cũng an tâm hơn, thật ra Tú Nhi tỷ chiếu cố tỷ đệ chúng ta, Trang Thư Tình trả lời một câu, đem sách vở của đệ đệ gom lại, rồi nói, Thư Hàn, đệ vào nhà đọc sách đi, vâng, Trang Thư Hàn đứng dậy, cũng không nói gì thêm, chỉ chắp tay vái chào dệt nương, ôm lấy sách vở giấy bút vào phòng, trong khoảng thời gian này được ăn ngon, lại không có việc gì lo lắng, trên người hắn càng có thêm chút thịt, khí sắc cũng rất tốt, thiếu niên nho nhỏ nay đã lộ ra bộ dáng tuấn tú, bộ dạng tỷ đệ bọn họ đều rất giống mẫu thân, lại không có chút nào giống với trang trạch lương, mặc dù dệt nương còn có chút cảm giác xa lạ với tỷ đệ hai người, nhưng lúc này này nhìn thấy một bộ dáng tiểu đại nhân của Trang thư Hàn, không nhịn được nở nụ cười, được dạy bảo rất tốt, thư tình làm tỉ tỉ rất tốt, tuy Trương Tú Nhi không được Trang thư tình kể rõ lại chuyện trong nhà mình, nhưng đã nhiều ngày ở chung, nàng cũng nhìn ra được người tỉ tỉ này có bao nhiêu dụng tâm, thật sự là không thua gì sự quan tâm của cha mẹ. Dệt nương nhìn tiểu cô nương một thân áo trắng thuần khiết, gương mặt trái xoan nho nhỏ, cái mũi thanh tú, đôi môi không son mà hồng, nhưng xuất sắc nhất vẫn là ánh mắt kia, lúc cười rộ lên, đôi lông mày cũng cong lên, khiến người khác nhìn thấy cũng không kìm lòng được mà muốn cười theo, cho dù không cười theo thì cũng phải có hai phần vui vẻ, người như vậy, trời sinh luôn khiến cho người khác có ra lòng yêu mến ngay từ lần đầu gặp mặt, thư tình đem mấy hoa văn muội vẽ ra cho dệt nương xem đi, hiện tại, trang thư tình rất có lòng tin tưởng đối với những hoa văn mình vẽ Nghe vậy liền đi chọn ra mấy hoa văn đã được hong khô đưa cho dệt nương xem, gọi ngươi qua đây là muốn cho ngươi xem thứ này khả năng vẽ hoa văn của thư tình rất tốt, ta thấy còn vẽ đẹp hơn cả hoa văn của những vị tú tài kia, mọi thứ ở đây muội ấy đầu lạ lẫm, nếu vội vàng ra bên ngoài bán ta sợ muội ấy bị chèn ép, người quen biết nhiều tú nương, dù là người mua không được bao nhiêu, nhưng cũng có thể giúp muội ấy kiếm chút tiền, thư tình là một tiểu cô nương, xuất đầu lộ diện ra bên ngoài cũng không tốt, trương tú nhi nói chuyện rất dụng tâm, dệt nương cũng đã nhìn qua nhìn lại năm bức hoa văn kia vài lần bức nào nàng cũng thích tú nhi nói rất đúng những hoa văn này vẽ mới mẻ độc đáo hơn các tú tài rất nhiều nếu tất cả các bức hoa văn của trang thư tình đều đẹp như vậy lỡ đâu hôm nay nàng không đến đây không biết đã bỏ lỡ cơ hội tốt tới mức nào có thể cho ta xem những bức hoa văn còn lại hay không nhìn qua nét mặt của dệt nương Trang thư tình liền biết nàng ấy đã bị hấp dẫn, sảng khoái vươn tay lấy hơn 10 bức hoa văn đưa tới, dệt nương nhanh chóng xem hết tất cả, xem xong liền vỗ bàn, tỷ sẽ mua tất cả, muội định chào giá bao nhiêu một bức, nghe tú nhi tỷ nói dệt tỷ tỷ là một tú nương yêu tú, khẳng định tỷ hiểu biết rõ giá thị trường hơn so với muội, tỷ xem rồi ra giá đi, tú nhi tỷ là người tốt, muội tin dệt tỷ tỷ có thể thường xuyên đến thăm tỷ ấy thì cũng không không phải là người hay bắt nạt người khác, thật sự là một tiểu cô nương khéo miệng, dệt nương liếc mắt nhìn Trương Tú Nhi, đây là một nha đầu có thể nhìn thấu lòng người, chỗ nào cần ngươi lo lắng sao, Trương Tú Nhi mỉm cười, như thế có gì không tốt sao, ta thích muội ấy như vậy hơn, vậy cứ theo ý muội đi, dệt nương lại cúi đầu đếm một lần, nơi này có 17 bức, có hai bức quá mức đơn giản, 500 văn một bức, năm bức này mỗi bức trả 1.200 văn tiền 4 bức này mỗi bức 1.600 văn tiền còn lại 6 bức này hai lượng một bức muội có vừa lòng với mức giá này không so với giá nàng nhầm tính lúc trước còn cao hơn đương nhiên trang thư tình hoàn toàn không có ý kiến gì chỉ là 17 bức đã có thể bán nhiều tiền như vậy nàng còn có 17 bức nữa hơn nữa, về sau còn có thể vẽ tiếp, không lo không có tiền, Dệt tỷ tỷ là người phúc hậu, muội nghe theo quyết định của tỷ, chẳng qua lúc ra ngoài tỷ không biết sẽ có vụ mua bán này hiện tại tỷ không mang theo nhiều bạc, mấy thứ này cứ để ở đây, tỷ trở về một chuyến, buổi chiều sẽ qua, không sao, trang thư tình đem những thứ này đẩy qua phía dệt nương, bạn của tú nhi tỷ, cũng không cần phải đề phòng quá mức, lúc nào dệt tỷ tỷ sang đây rồi đưa bạc sau cũng được, dệt nương nhoèn miệng cười, cũng được, chạy được hòa thượng chứ chạy không được miếu, vậy đi, tổng cộng là 25 lượng 2 vạn 400 văn tiền, trước tiên tỷ sẽ đưa muội số lẻ hai mươi lượng nữa ngày mai tỷ sẽ đưa qua dệt tỷ tỷ là đường làm ăn của muội bốn trăm văn liền không tính sau này còn phải làm phiền dệt tỷ tỷ quan tâm vậy tỷ không khách khí đâu lấy ra từ trong hà bao năm lượng bạc vụn dệt nương cẩn thận cất mấy bức hoa văn lại đột nhiên đi ra ngoài một chút đã mất hai mươi lăm lượng hai nghĩ tới đây nàng cũng có chút đau lòng nhưng khi nghĩ sẽ đem những bức hoa văn đa dạng này bán ra về sau nhất định sẽ được hoan nghênh lớn nhẩm tính có thể sẽ kiếm được gấp mấy lần số vốn đã bỏ ra tâm tình nàng cũng hòa hoãn đi nhiều mấy đồ thêu như vậy muội vẫn còn sao tất nhiên là còn dệt tì tì chờ một lát trang thư tình đi vào phòng dệt nương nhỏ giọng nói với trương tú nhi cô nương như vậy nhà bình thường sẽ không dưỡng ra được ngươi có hỏi rõ ràng lai lịch của hai tỷ đệ này chưa ngay từ đầu cũng hỏi thăm hai câu thư tình chỉ nói mẫu thân qua đời tới tìm người thân nương tựa sau đó cũng không kể thêm chuyện khác ta cũng không hỏi nhiều hơn nếu trong nhà không có chuyện gì khó xử một tiểu cô nương đang tuổi đàm hôn luận gả như nàng làm sao lại mang theo đệ đệ xuất đầu lộ diện ra bên ngoài ta cũng nhận định làm bạn cùng bọn họ rất tốt Cha hỏi rõ ràng để làm gì cơ chứ? Nghĩ đến tìm muội cùng nhau lớn lên từ bé của mình, tuổi còn trẻ đã phải thủ thân cho chồng, bên cạnh lại không có một đứa con, hốc mũi dệt nương có chút chua xót, cố nén nước mắt, đúng vậy, người sống ở đời đều có những điều khó nói hỏi nhiều như vậy làm gì chứ, chương 19, tìm đường đi khác thấy trang thư tình đi đến, hai người liền ngừng câu chuyện, nhiều như vậy sao, mấy ngày nay muội vẽ liên tục, dưới này là mấy bức vẽ ban đầu, có chút mới lạ, dệt tỉ tỉ nhìn xem có thể bán được không, dệt nương cẩn thận lật một bức xem, mặt trên đều không có vẻ gì mới, lại nhìn đến mặt sau, cũng xem kỹ từng bức rồi đặt xuống, mấy bức này không được, trang thư tình nhặt lên xem thử, cảm thấy cũng không vừa lòng lắm, tỷ quen biết rất nhiều tú nương, muốn bán mấy bức này cũng không khó, nhưng theo ý kiến của tỷ, nếu bán cho những người khác sẽ không giống như bán cho tỷ, trước tiên, không nói tới việc các nàng có thể dứt khoát đưa ra nhiều bạc như vậy hay không, chính là nếu như lấy ra, mỗi lần muội đều bán nhiều như vậy, tất nhiên các nàng sẽ ép giá, thế này chẳng khác nào muội đang cạnh tranh với chính mình, cũng chỉ có một mình muội mệt mỏi các Tú Tài bán Hoa Văn là vì sống tạm, vì muốn mua thêm vài quyển sách, dù sao bọn họ cũng là người đọc sách, việc trước hết phải làm là đọc sách nên một tháng bán một bức là đủ rồi, cho nên giá Hoa Văn chắc chắn sẽ không giảm xuống. Những bức vẽ này của muội, tuy rằng đều có chất lượng tốt, nhưng số lượng lại quá nhiều, tất nhiên bọn họ sẽ cố gắng ép giá xuống, về sau nếu muốn nâng giá trở lại sẽ càng khó hơn. Đúng rồi, ánh mắt nàng thật hiền Cần, chỉ muốn nhanh chóng kiếm chút tiền để chuộc lại ngọc bội, lại đã quên mất quy tắc của thị trường. Trang thư tình trịnh trọng cúi đầu với dệt nương, cảm ơn dệt tỷ tỷ đã nhắc nhở, do muội bộp chộp thiếu suy nghĩ, dệt nương nâng nàng dậy, ôn nhu cười, muội không chê tỉ nói nhiều là tốt rồi, nếu có cơ hội, muội nên tiếp xúc với việc theo trang, nếu có thể được các nàng coi trọng, thì xiền đến tay liền ổn định, trang thư tình cảm thấy động tâm, mơ hồ liền có ý tưởng, cũng không kịp ngẫm nghĩ nữa nói, tài nghệ của muội không bằng ai, theo tranh làm sao có người để ý, kỳ thực dệt nương vừa nói xong cũng lập tức hối hận, nàng là một mình tú nương, nguồn tiêu thụ vốn không bằng như theo tranh, nếu có hoa văn xuất sắc, lại dựa vào một tay thủ nghệ cùng tài năng giỏi là có thể mở một cửa tiệm, những người theo tranh cũng có thể tự đi lấy hoa văn về, đó chẳng khác nào tự mình chặn mất đường sống sao, nghe được trang thư tình nói như vậy, tất nhiên nàng sẽ không không khuyên nữa, chỉ hận không thể khuyên Trang thư tình không cần có cái tài năng ấy mới tốt, trên thị trường, hoa văn trên diện rộng rất khan hiếm, muội chỉ cần dụng tâm một chút ở mặt này, hơn nữa giá cũng sẽ cao hơn rất nhiều, trước mắt giá bán cao nhất là 100 lượng cho một bức bát trang bình phong, tỷ cũng có may mắn được thấy tấm bình phong này một lần, đó là bức bình phong đẹp nhất mà tỷ từng thấy vậy nên cho dù muội không bán được cái giá kia thì 12 hay 20 lượng cũng đã tốt rồi, chủ yếu chỉ cần hạn chế số lượng một chút, không cần làm hỏng giá trên thị trường. Muội nhớ kỹ, cảm ơn Dệt tỷ tỷ nhắc nhở, Trang thư tình thành tâm nói lời cảm tạ, lúc trước nàng đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản, vừa mới trả xong nợ, Trang thư tình hào phóng mua đến hai cân thịt lại mua thêm một con cá, tự mình xuống bếp làm một bàn đồ ăn đa dạng, bởi vì có khách nên Trang Thư Hàn dùng cơm trong phòng, ba nữ nhân ngồi một bàn, bên trong Trang Thư Tình là một linh hồn thuần thục, trí tuệ cũng không thấp, cùng nhau trò chuyện rất vui, hôm sau, lúc dệt nương đưa bạc đến còn dẫn theo ba người, đều là tú nương, Trang Thư Tình học tốt lời khuyên, cũng chỉ lấy ra 10 bức hoa văn chia cho các nàng, có dệt nương ở đây, tất nhiên giá bán cũng được đẩy lên cao, hơn nữa các tú nương còn nói về sau sẽ thường đến chỗ nàng mua hoa văn, nhớ tới việc Trương Tú Nhi đang ở quá, Thư Hàn cũng bận học tập, luôn có người đến người đi sẽ không tốt, Trang Thư tình định ra rõ ràng, mỗi tháng vào ngày 18, 28 mới bán đồ, như vậy, nàng cũng có thể dành chút thời gian lo lắng những chuyện khác, Trương Tú Nhi thấy mỗi ngày nàng đều chạy ra ngoài, nhịn vài ngày cuối cùng không thể nhịn thêm nữa. Đợi đến khi người trở về liền kéo nàng lại khuyên nhủ, tỷ biết muội vội vã tìm người thân, nhưng việc này thật sự không cần gấp như vậy hiện tại muội đã đến tuổi nghị thân việc này cần phải giữ ý một chút đừng có cả ngày đều chạy ra bên ngoài hội nguyên thành lại lớn như vậy bị người ta thấy thế về sau sẽ bất lợi cho muội từ ngày dệt nương tới trong đầu trang thư tình liền xuất hiện một ý tưởng nàng không thể làm đại phu nhưng mấy cái bệnh cảm mạo ở thời đại này đều có thể rút ngắn tuổi thọ con người nàng cũng không nghĩ sẽ hoàn toàn buông tha cho ý tưởng ấy ít nhất say này vào thời đại điểm thư hàn có gì bất chắc, nàng sẽ không bởi vì không có chuẩn bị mà chân tay luống cuống, nếu biết chút ít về y học, thời khắc mấu chốt sẽ có thể cứu người, cho nên nàng muốn lặng lẽ chuẩn bị một bộ dụng cụ giải phẫu, đến khi cần cũng có thể sử dụng, nhất định không phải chỉ một chút bạc là đủ, về sau thư hàn muốn vào học cũng sẽ phải chi rất nhiều, còn có chi tiêu hàng ngày của bọn họ, còn muốn chuộc lại ngọc bội, nơi nào chỗ nào cũng đều cần đến tiền, nàng vốn cho rằng có tài cán vẽ vài bức hoa văn có thể giúp nàng giải quyết mọi vấn đề, nàng cũng tính toán sẽ giống như trước đây sống an ổn ngây ngốc hai năm, nhưng lời nói của dệt nương lại chặt đứt ý niệm của nàng, tất nhiên nàng sẽ nghĩ một con đường phát triển khác, trong lòng nàng đã lóe lên một chút ý tưởng về con đường này, nàng không lo không có hoa văn mới, cứ bán đi như vậy sẽ làm hư thị trường, nếu chỉ biết bán qua tay vài tú nương, không bằng bản thân tự ra bên ngoài bán thành phẩm, mấy ngày nay nàng ra bên ngoài cũng không làm gì khác, chính ở chợ xem giá thị trường, đồng thời cũng đã tìm ra cửa hiệu mặt tiền, nàng biết có một số việc nếu đã có ý tưởng thì phải hành động lập tức, nếu cứ chần chừ thì cái gì cũng làm không thành, con đường này nếu bước đi mặc dù có thể sẽ không thành công, kể cả việc nàng đã lường trước tổn thất, cùng lắm đến lúc đó lại nghĩ biện pháp khác thôi, tại hiện đại sống gần 30 năm lại có xuất thân như vậy nàng đã có thói quen độc lập cũng có thói quen tự quyết định mọi việc nhưng lại quên mất bây giờ đã có người lo lắng cho nàng người phụ nhân có lẽ yếu đuối có lẽ không tính bản lãnh có lẽ lợi dụng tỷ đệ bọn họ đến để xua đi tịch mịch nhưng sự quan tâm của nàng dành cho mình cùng thư hàn đều rất chân tâm thật ý trang thư tình vốn cũng tính toán chờ cửa hàng mở ra sẽ nhờ nàng làm tú nương lúc này cũng sẽ không che giấu nữa tú nhi tỷ Muội tính mở một cửa hàng, Trương Tú nhi ngẩn ra muội đi ra ngoài không phải tìm người thân, mà là đi xem mấy cửa hiệu mặt tiền, tìm người thân không chắc chắn có thể tìm được, muội phải lo lắng rất nhiều cho thư hàn, về sau đệ ấy tất yếu phải học lên, vì thế sẽ có nhiều chỗ cần tiêu tiền, muội sẽ vẽ hoa văn, có thể mời tú nương làm thành phẩm bán trong cửa hàng, vậy sẽ tốt hơn chỉ bán hoa văn, nhưng muội bán hoa văn một tháng cũng có thể kiếm không ít tiền, tính toán sơ lược qua một năm có thể kiếm hai ba trăm lượng bạc so ra đã hơn rất nhiều người, một năm chỉ đủ cho nàng chụp ngọc bội, nàng làm sao có thể thỏa mãn, thư hàn càng lúc càng lớn hơn, nàng sẽ không thể lo nổi, nhưng trong lúc này nàng không thể nói hết cho phụ nhân thiện lương nhát gan này hiểu, đành phải hàm hồ nói, muội có rất nhiều chỗ cần dùng đến tiền, số tiền đó sẽ không đủ, trương tú nhi có chút hoảng, nàng không biết việc gì lại cần nhiều tiền như vậy, nàng lo lắng trước khi thư tình kịp kiếm tiền thì thanh danh đã hỏng hết, hủy cả một đời, tú nhi thì không cần lo lắng, muội vốn cũng không tính nghị thân, nương qua đời một năm, muội còn phải giữ đạo hiếu hai năm, hiện tại không cần nhắc đến việc này, trương tú nhi giật mình, đúng rồi, hai tỷ đệ đều ăn mặc mộc mạc, lúc trước nàng cứ tưởng là hai người túng quẫn. Không có tiền mua thêm quần áo mới, thì ra là còn trong thời kỳ giữ đạo hiếu, không biết nên khuyên thế nào nữa lại không muốn để thư tình tiếp tục bôn ba bên ngoài, Trương Tú Nhi thở dài, nói: "Muội quên đệ đệ tỷ đang làm gì rồi sao? Muốn tìm cửa hiệu mặt tiền phải thì hỏi hắn mới đúng, dù là hắn không biết cũng có thể đi hỏi thăm giúp, ngày mai tỷ gọi hắn đến một chuyến, muội đừng đi ra ngoài nữa." Trang Thư Tình cười rạng rỡ, "Tốt, sáng hôm sau, Trương Thư Thành lại tới, trong tay còn cầm một cái vò, nương làm dưa muối, nói đệ mang qua cho tỷ một vò, Trương Tú Nhi nhận lấy, vẻ mặt tràn đầy vui mừng, tỷ đã quên cách muối dưa, chỉ thích ăn của nương làm, đệ ngồi đi tỷ đi châm trà cho đệ, nhìn tỷ tỷ bận việc, Trương Thư Thành hỏi, người khác giúp ta trông bàn, để phải nhanh chóng quay về tỷ kêu đệ lại đây có chuyện gì, là ta tìm huynh, Trang Thư Tình từ ngoài tiến vào, kêu một tiếng Tú Nhi tỷ liền ngồi xuống một bên, ta muốn thuê cửa hàng, Tú Nhi tỷ đau lòng ta, không muốn ta ở bên ngoài bôn ba, liền gọi huynh đến, làm phiền đại ca đến đây một chuyến rồi, trương thư thành nhướng mày, muội muốn buôn bán, ân, có quyết định này, muội mới bao lớn, đệ đệ muội mới bao lớn, dù cho trong tay muội có tiền vốn, nhưng không có năng lực thì mua bán thế nào, dù là làm, nhưng sẽ có người tín nhiệm các người, nguyện ý mua hàng của các người sao, làm muội làm, không phải thư hàn, trang thư tình sửa chữa lại, nói, đại đại ca không cần lo lắng những việc ấy, nếu trong tay huynh có cửa hiệu mặt tiền thích hợp thì cho muội thuê trước là được, tất nhiên ta có cửa hiệu mặt tiền, muội còn sợ sẽ không thuê được sao, đương nhiên ta sẽ không đẩy tiền tài sắp vào trong tay ra bên ngoài, tiếp nhận trà của tỷ tỷ đưa tới, vẻ mặt trương thư thành nhàn nhạt nhìn trang thư tình, muốn mặt tiền cửa hiệu bao lớn, có yêu cầu gì thêm không, mặt tiền cửa hiệu trung đẳng là được muội tính bán đồ theo, có khả năng sẽ bán thêm mấy bức tranh thêu khác cho nên chung quanh cửa hiệu mặt tiền không thể có cửa hàng làm việc bẩn tốt nhất là chung quanh phải tương đối sạch sẽ bán gì cũng được thưởng vàng hạ cám trong tay đại ca có hay không có hai chỗ Hiện giờ ta dẫn muội đi xem một lát, được, đại ca chờ, muội đi một chút sẽ trở lại. Trang thư tình đi đến phòng đệ đệ, Tỷ tỷ phải đi ra ngoài một lát, một lúc nữa đệ đi mua chút thịt về, nói không chừng Trương đại ca sẽ ở chỗ này ăn cơm. Trang thư Hàn lắc đầu, đệ đi cùng với tỷ tỷ, không cần, không được, đệ là nam nhân trong nhà, việc này vốn phải để đệ đi làm, chỉ vì đệ nên tỷ tỷ mới phải mệt nhọc như Tú Nhi tỷ đã nói, tỷ tỷ vẫn nên cố gắng hạn chế ra ngoài mới tốt, hiện tại đệ còn tốt hơn tỷ tỷ, đúng ra đệ nên ra mặt mới tốt, đệ đệ biết đảm đương như vậy, trang thư tình vừa vui mừng lại vừa xót xa, chỉ khi có cuộc sống khó khăn thì đứa nhỏ mới có thể sớm hiểu chuyện, trước đây nàng vẫn nghĩ rằng muốn trở nên nổi bật thì phải có trả giá, đứng đó ngây người một lát, trang thư hàn đã thu thập thỏa đáng, trong khoảng thời gian này cũng đủ để nàng hiểu. Hiện tại có nói cái cái gì cũng không cãi được ý kiến của đệ đệ nghĩ tới mấy ngày nay mỗi ngày hắn đều đọc sách ra ngoài một chút cũng tốt rõ ràng cái gì cũng không nói liền đi ra cửa bên ngoài trương tú nhi đã ở thấp giọng dặn tiểu đệ nếu như thấy được đệ nên giúp áp tiền thuê xuống một chút đừng trả giá cao nếu đệ thì biết tỷ đệ các nàng chịu phải thiệt thòi gì về sau đệ đừng tới cửa nhà tỷ trương thư thành bất đắc dĩ liếc mắt nhìn thì tỷ đang nói làm nhảm cũng chỉ chỉ có nàng xem ai cũng đều tốt, cứ coi hai thì để ấy là những đứa nhỏ không có hiểu biết, cũng không nghĩ xem bọn họ là người dễ dàng chịu thiệt như vậy sao, chương 20 tiêu tiền như nước thấy hai tỷ đệ đã tới đây, Trương Tú Nhi mới buông tha cho tiểu đệ, Thư Hàn cũng đi, cũng tốt, ngày nào cũng đọc sách sợ sẽ hỏng mắt, tỷ ở nhà làm cơm chờ các người trở về, tiểu đệ, làm xong việc thì đệ cũng nên về đây cùng họ, thật ra là muốn hắn dẫn người trở về thôi chứ gì, Trương Thư Thành bất đắc dĩ gật đầu, Tú Nhi tỷ, mấy ngày rồi tỷ cũng không ra ngoài, hay chúng ta cùng đi, đương nhiên Trương Tú Nhi muốn, nhưng một quá phụ. Đâu thể làm như vậy, tỷ không đi được, trên đường các người cẩn thận một chút, cùng đi đi, để sẽ thuê một chiếc xe ngựa, Trương Thư Thành trực tiếp nói hắn biết lần xuất môn gần đây nhất của tỷ tỷ là khi về nhà mẹ đẻ hai tháng trước cũng chỉ có một mình hắn nhưng hắn cũng không làm tốt như vậy nếu có hai hài tử này đi theo tỷ tỷ sẽ không có nhiều cố kỵ như vậy xe ngựa được thuê đến mã phu là trương thư thành trang thư tình nhìn hắn cầm roi ngựa trong tay cảm thấy người cổ đại thật sự đa tài cầm được bút vung được roi còn làm mua bán được thấy tiểu đệ nói vậy trương tú nhi vốn muốn ra ngoài hít thở không khí đương nhiên sẽ không lại từ chối tâm ý này nâng váy nhẹ nhàng bước chân lên xe ngựa cả người có vẻ rất cao hứng trang thư tình nhìn thấy mà xót xa không thôi này nữ nhân thời đại này thật không dễ làm hai gian cửa hiệu mặt tiền một gian ở phía đông chợ một gian ở phía tây mọi người đi phía tây trước rồi mới qua phía đông có thấy được hay không nhà phía đông này cũng được muốn nói diện tích cửa hiệu mặt tiền cũng không sai biệt lắm xung quanh cửa hiệu mặt tiền ở phía đông này hoặc là cửa hàng làm đồ may sẵn hoặc là cửa hàng là bán vải dệt còn có một nhà viết thư, so với chợ bên phía tây kia thì hơn nhiều lắm, đường dành riêng cho người đi bộ cũng bán riêng những món hàng khác nhau, đi tới nơi này mua này nọ, đương nhiên sẽ lo lắng từng chút, Trương Thư Thành không hề bất ngờ khi thấy nàng lựa chọn như vậy, cửa hàng phía đông này tốt nhất trong ba thành, một tháng thu được 12 lượng, hơn nữa cũng tốt nhất, chính vì thế tiền thế chấp mỗi tháng sẽ nhiều hơn, nói cách khác, nếu muội muốn cửa hàng này, ngoài 48 lượng ra không tính tiền muội thuê ta, 48 lượng cũng khoảng 1 phần 5 tài sản của nàng, đương nhiên Trang Thư Tình rất đau lòng, nhưng bước này chắc chắn phải đi, nàng nghĩ tới những ngày an nhàn sau này, những điều kiện ấy nhất định phải có, muội chọn cửa hàng này, tiền thuê cũng là một nửa mỗi tháng sau, đúng, màn xe bị kéo lên, Trương Tú Nhi ngồi ở sâu bên trong, giấu kín mặt Trang Thư thư tình cũng không cố kỵ gì nhiều, còn có đệ đệ, cuối cùng chỉ phải để đệ đệ ngồi ở góc tối bên ngoài, trương thư thành quay đầu nhìn thoáng qua, tiếp xúc với ánh mắt không đồng ý của tỷ tỷ liền ra vẻ như không có việc gì rời đi, cũng là lần thứ hai chúng ta hợp tác, yêu đãi cho muội một chút, chỉ cần năm lượng là được, thư thành, tú nhi tỷ, đừng nóng giận, trương đại ca không nói sai, từ đầu đến cuối huynh ấy không hề, khi dễ muội lúc trước muội có hỏi thăm giá thị trường bên này, một gian cửa hàng như vậy mà giá cho thuê chỉ có 12 lượng đã là tiện nghi nhất rồi. Trương Đại ca đã giúp muội không ít, thế nên muội không thể để huynh ấy chịu thiệt. Nghe xong lời nói, Trương thư thành cố ý ở bên trong hừ hai tiếng hoàn cảnh cấp bách lúc này khiến hắn không thể không thôi học nhưng việc này cũng không có nghĩa là hắn sẽ buông tha cho việc học tiếp mấy tháng này làm ăn rất tốt hắn buôn bán lời không ít chỉ còn mấy tháng nữa chờ tích cóp được nhiều một chút hắn nhất định phải đi học tiếp giảm một lượng tiền thuê cho trang thư tình đã xem như là nhượng bộ rất lớn trương tú nhi nhìn đệ đệ bất đắc dĩ trong lòng ẩn ẩn cũng biết trong tay thư tình tạm thời coi như dư giả cũng không nói thêm nữa lại ngại chọc vào người, chỉ nghĩ trong lòng về sau bỏ tâm tư làm cơm nước hơn, phong phú một chút mới được, nhà của chủ cửa hàng cách đó không xa, đưa bạc trang thư tình trịnh trọng ký tên của nàng lên khế ước, trang thư hàn không có can thiệp vào việc này, về sau hắn nhất định phải làm quan, không thể dính tay vào nghề buôn bán, ghi trên danh nghĩ của tỷ tỷ cũng tốt, dù sao cũng được bảo đảm, việc thuê cửa hàng đã xong, trang thư tình tràn đầy nhiệt tình, xế chỉ chiều hôm đó liền kiềm nén không được thăm hỏi địa bàn tại phòng lý tẩu vài nơi qua lại liền an tâm để thu dọn lúc trước nơi này là một cửa hàng quần áo lúc trước chủ nhà hẳn có đến quét dọn qua trừ bỏ chút bụi bặm cũng không cái ô bẩn gì lắm có bốn gian phòng đại khái có hai mươi bình trái phải bên trong còn có cái phòng nhỏ bốn năm thước vuông trước kia hẳn là nơi chất đống vải dệt thế giới này không có khái niệm trang trí trang thư tình cũng không Tính toán làm quá mức, đi qua đi lại vài bước liền có chú ý, nâng bước đi tới nơi cách vách thím, phụ nhân đang cúi đầu xem quyển sách liền ngẩng đầu, nhìn thấy người tới chính là một lão bản mới mở cách vách tuổi không lớn lắm, nhìn nhưng không hiểu thế sự lắm. Làm ăn chính là cấm kỵ xem nhẹ người khác, nàng cũng không xem đối phương tuổi còn nhỏ hoặc có khả năng làm đối thủ cạnh tranh mà lơ là cảnh giác, có việc gì sao, ánh mắt trang thư tình đặt lên các chất liệu vải, không sợ nói y cho thím biết, ta chuẩn bị mở một cửa hàng may, vừa lúc thím bán lại là vải dệt, ánh mắt phụ nhân sáng ngời, thế này thì thật đúng là cái bánh thịt trên trời rớt xuống để cho nàng nhặt được, nhanh chóng từ sau quầy hàng vòng ra, dương giọng kêu tiểu nhị châm trà, chúng ta ngồi xuống rồi nói, trang thư tình bình tĩnh ngồi xuống đời trước nàng không phải là người làm ăn nhưng nàng đã gặp rất nhiều người làm ăn cũng hiểu một chút đạo lý càng cần thứ gì càng không thể biểu hiện quá mức vội vàng người không vội đối phương mới có thể gấp cuối cùng ai bảo trì bình thản tốt mới là người thắng trước đây chợ này không có tiệm may quần áo chính vì thế không có người nào lại cự tuyệt đường buôn bán này đương nhiên nếu có thể càng gần thì càng tốt về sau cũng giúp đỡ lẫn nhau rất tốt ta họ vu nếu muội không ghét bỏ đã gọi ta là vu nương từ đi phụ nhân phá lệ cười rất hài hòa không biết muội tử xưng hô như thế nào, ta họ Trang, Vu nương tử cứ ta là Trang cô nương đi, Trang cô nương, Vu nương tử cười, xem ra Trang cô nương này không phải người trong nhà bình thường dưỡng ra, nhà dân chúng làm sao có cách xưng hô văn nhã này, người lớn tuổi bình thường chỉ cần gọi những cô nương nhỏ tuổi hôn một tiếng muội tử là được, Trang thư tình không biết chính mình câu nói đầu tiên liền bị nghĩ như thế nhìn trong cửa hàng xếp đầy vải dệt diễm lệ mộc mạc cao nhã thâm trầm thứ gì cũng có dùng để bố trí mặt tiền cửa hiệu mà nói nàng cảm thấy dùng cái kia màu xanh ra trời sẽ không sai theo ánh mắt của nàng nhìn lại vu nương từ cười cũng có thể là nàng trời sinh có một gương mặt tươi cười thích trang thư tình thuận thế gật đầu đứng dậy đi qua nhìn kỹ ta tính mua vài thước vải bông màu như thế này hiện tại trong cửa hàng vu nương tử có không có muốn mấy thước vu nương tử đứng dậy đi tới trước cần ba thước nếu không đủ ta lại đến lấy dù sao cũng gần đây tiểu nhị thấy ánh mắt của lão bản nương rất nhanh liền cầm vải tới vải này không quý sáu trăm văn tiền một thước tổng cộng một nghìn tám trăm văn sau này là hàng xóm giảm cho ngươi hai trăm văn trang thư tình lấy tiền ra một lần đi ra ngoài sáng nay đã mất hơn năm mươi hai lúc này nàng lấy ra cũng không đau lòng một chút. chàng cô nương còn muốn thứ gì khác không? đến đây trong lòng trang thư tình đã cảm thấy mình ở thế thắng lợi trên mặt lại không hiện lên cảm xúc nào khác. ta làm thợ may tự nhiên không thể không cần các loại vải dệt. không biết Vu Nương từ tính toán yêu đãi ta thế nào. thứ ta mạo muội hỏi nhiều một chút. chàng cô nương chuẩn bị làm thợ may như thế nào? Vu Nương Tử lo lắng ta không biết gì tự nhiên không phải tuy là trong lòng thật sự nghĩ như vậy, vu nương tử cũng tuyệt sẽ không thừa nhận, vài cũng chia ra rất nhiều loại, cẩm lăng, đoạn, quyên, la, xa, không biết ngươi muốn loại nào, mỗi loại đều phải dùng, vu nương tử đừng xem thường ta, chúng ta là hàng xóm, ta cũng là muốn nghĩ tốt, cho nên mới đến tìm ngươi đầu tiên, nơi bán vải trên chợ cũng không chỉ có một nhà này, trong nhà vu nương tử có một phu quân bị bệnh, từ khi gà tới đây sau này cửa hàng này vẫn do nàng hoàn toàn quản lý hiện giờ đã hơn 10 năm, người đã xem qua đếm cũng không hết, tự nghĩ bản thân nhìn người ít khi nhầm, chính là hôm nay, nàng đã quá xem thường cô nương này, mà lúc này, nàng vẫn cảm thấy hẳn nên nâng trang thư tình nâng lên cao một chút, một cô nương vốn là khuê chung đợi gả lại ở bên ngoài bôn ba làm việc này, nếu không có chút bản sự phải lo lắng, nếu không có chút bản lĩnh thì tiền vốn xuất ra ngoài cũng là ném vào trong nước, việc ngu xuẩn như vậy như vậy làm gì có người làm nàng ta cũng biết tiểu cô nương có đôi mắt sáng này là người thông minh ta sẽ cho ngươi một giá yêu đãi tối yêu nếu ngươi không tin ta có thể đi mấy tiệm vài khác hỏi giá sau đó chúng ta lại đến đàm phán không cần nếu lần đầu tiên giao tiếp đã đề phòng như vậy sau này làm sao hợp tác nữa ta cũng không nói với nương tử những lời sắc bén nương tử đưa giấy bút cho ta ta sẽ viết ra giá nương tử nếu cả có thể chấp nhận, nếu thấy hài lòng, thì về sau vải trong cửa hàng của ta đều lấy từ nơi này, như thế nào, tốt, dẫn người đến quầy, vu nương tử dùng tay ra dấu mời, trang thư tình viết rõ giá đã sớm hỏi thăm lại đè ép xuống một chút, hơi sửa chữa đi một chút rồi cho vu nương tử, quyên hai quán, đoạn năm quán, cẩm bảy quán, lăng ba quán, là ba quán, xa hai quán, vu nương tử không khỏi ngẩng đầu nhìn hướng tiểu cô nương tin tưởng 10 phần, này giá vừa vặn trong tính toán của nàng, so với dự tính của nàng thì thấp hơn một chút, chẳng qua nếu so với nhiều khách hàng thì cũng không đáng kể, vì ích lợi này hoàn toàn có thể bỏ qua tất cả, được thì giá này cần bao nhiêu, ta thử xem có đủ hay không, hai người thương lượng tốt một phen, trước tiên quyết định mọi việc, trang thư tình đưa tiền đặt cọc rồi ôm ba thước vải màu xanh ra trời quay lại, trước khi đi còn nhờ tiểu nhị của bố trang cầm vải qua, đem này vải treo trên tường, ba mặt tường toàn bộ đều treo, ánh mắt tiểu nhị nhìn trang thư tình giống như thấy một người điên, nhà ai mua vải không phải đều may váy, làm thế nào trang cô nương này lại cầm vải treo lên tường, lãng phí trang thư tình không có cách nào giải thích cho hắn đây là dùng vải làm giấy dán tường màu xanh da trời có màu sắc nhu hòa cũng không phải đặc biệt thua lỗ dùng làm giấy dán tường quả không có sai đợi đến tiểu nhị giúp nàng nói dùng hồ đem ba tầng cao thấp dán lại tốt lại cách một đoạn khoảng dùng đinh cố định lại căn phòng lúc đầu trống rỗng lập tức lịch sự tao nhã hơn nhìn thuận mắt không ít vải dệt cũng còn lại cũng không ít trang thư tình đem phòng nhỏ bên trong kia cũng dọn dẹp như vậy, có lẽ với người khác, tốn những một lượng hai bạc để làm như vậy thì quả thật là điên rồ, nhưng là một người sống mười mấy năm tại thế giới hiện đại, nàng quá rõ tầm quan trọng của việc trang trí cửa hàng, so với một cửa hàng được trang bị xa hoa cùng với một cửa hàng trang trí đơn giản trước thì quần áo ở cửa hàng được trang trí công phu luôn có giá bán cao hơn. Chương 21, tỷ tỷ, tỷ còn có đệ bận việc thoáng cái đã buổi trưa, thời gian trở về nhà liền chậm một chút, đi được nửa đường thì thấy Trang Thư Hàn tới đón nàng, tại thế giới xa lạ này, có người thân như vậy nhớ thương chính mình, còn chưa đến gần Trang Thư Tình liền lộ ra ý cười đầy mặt trong đôi mắt đang mở to mắt kia, nhìn thấy trước hết cũng chỉ có đứa nhỏ nhỏ gầy này, vì để nấu một chén cháo cho nàng mà thành một thân bị thương, tuy là hắn lúc đó không phải vì nàng, mà là vì tỷ tỷ đã mất của hắn, nàng còn nhớ rõ khi hắn che chở nàng ánh mắt giống như của một chú sói con, đứa nhỏ này là nơi phát ra động lực mỗi khi nàng bước đi, song song đi một hồi, Trang Thư Hàn đột nhiên nói, tỷ tỷ, về sau ta sẽ đến xem cửa hàng, tỷ chỉ cần vẽ hoa văn là tốt rồi, ta sẽ tính toán sổ sách, sẽ không bị mệt, Trang Thư tình nghiêng đầu nhìn về phía tiểu thiếu niên, người không đọc sách, chỉ cần có tâm, ở nơi nào đều có thể xem mũi bay tới một mùi hương, nhìn nhìn chung quanh, trang thư tình thấy được sạp bán bánh kem, bận việc thoáng cái đã buổi trưa, nàng đã sớm đói bụng, đi mua hai cái, một cái đưa cho đệ đệ, những thứ ăn vặt nơi nơi đều có, người nếu muốn ăn liền chính mình đi mua, tiền chúng ta vẫn còn, đừng tự ủy khuất mình, tỷ tỷ thật cao hứng ngươi hiểu chuyện, nhưng lại càng đau lòng vì ngươi quá mức hiểu chuyện, tỷ tỷ lớn hơn bốn tuổi so với ngươi, hẳn là nên chiếu cố ngươi chờ về sau tỷ tỷ già đi ngươi lại chiếu cố tỷ tỷ chỉ cần đến lúc đó đừng chê ta phiền toái ta khi nào cũng đều không ngại tỷ tỷ cắn một ngụm bánh kem liền cảm thấy vui vẻ hắn gần đây càng lớn lên mỗi ngày đến giữa chiều liền cảm thấy đói bụng lúc trước đều là tỷ tỷ chuẩn bị đồ ăn ngon cho hắn hôm nay tỷ tỷ không ở nhà là tú Nhi tỷ làm cho hắn rõ ràng tay nghề của tú Nhi tỷ so với tỷ tỷ tốt hơn nhưng hắn vẫn cảm thấy không có tỷ tỷ làm hắn ăn sẽ không hợp, ăn được cũng không nhiều, ngược lại ở đây cùng tỷ tỷ ăn cái bánh này lại cảm thấy ngon vô cùng, trang thư tình tận lực bảo trì dáng ăn, không khiến cho tướng ăn quá khó coi, nhưng tốc độ kia cũng không chậm, còn ăn xong trước trang thư hàn, thư hàn, về sau trong cửa hàng ngươi không thể tới, ngươi không phải sẽ thi khảo tú tài sao, tỷ tỷ không ngăn cản ngươi, trên huyện sang năm qua hai tháng sẽ mở hiện tại đã là cuối tháng 9, ta đã nhờ Trương Đại ca hỏi thăm một trường có chút danh tiếng, bất quá muốn vào học phải qua xét tuyển, tư chất quá kém người ta sẽ không nhận, ngươi ở nhà chuẩn bị vài ngày, cảm thấy khi nào sẵn sáng tỷ tỷ sẽ đưa ngươi đi, Trang Thư Hàn trong lòng đang đấu tranh dẫy dụa, có thể vào trường danh tiếng hắn đương nhiên cao hứng, lúc trước vẫn là mẫu thân tự mình dạy hắn, sau này là dựa vào chính mình, hắn muốn biết tiên sinh sẽ dạy cái gì có lợi hại hơn so với nương không nhưng mà nếu hắn đi chẳng lẽ thật sự để tỷ tỷ xuất đầu lộ diện trong cửa hàng vào cửa hàng mua quần áo sẽ không chỉ có nữ nhân còn có nam nhân mân mân miệng trang thư hàn lắc đầu tỷ tỷ ta không đi trường học cũng có thể thi được tú tài nương nói qua ta thật thông minh học cái gì cũng rất nhanh ta cũng không có thả lỏng chính mình nhất định có thể thi được trang thư tình kinh ngạc dừng bước lại lúc trước nó nói đưa hắn đi trường học không phải hai mắt đều tỏa ánh sáng sao thế nào hiện tại như thế nào lại không muốn đi nữa rồi người nói thật cho tỷ tỷ vì sao lại thay đổi chủ ý đá một hòn đá nhỏ dưới chân trang thư hàn cố chấp mím môi thư hàn nếu có chuyện thì phải cùng tỷ tỷ nói trong đầu người nghĩ cái gì tỷ tỷ sẽ không đoán được nếu đoán không được tỷ tỷ sẽ tức giận người muốn làm cho tỷ tỷ tức giận sao, đương nhiên không, trang thư hàn cúi đầu, thanh âm chắc chắn như trảm đinh chặt sắt, ngẩng đầu nói chuyện, nói chuyện cùng người ta phải nhìn về phía đối phương, đây là lễ phép, trang thư tình nhẫn nại dẫn đường, mặc kệ là làm đại phu hay là làm thú y, đều cực cần nhẫn nại, nàng cũng không thiếu thứ này, trang thư hàn rốt cục nâng mặt lên, đại khái là không nghĩ tỷ tỷ sẽ tức giận, lúc này không có trầm mặc nữa, tỷ tỷ ta sẽ thật nỗ lực trước khi tỷ tỷ 20 tuổi nhất định sẽ có tiền đồ, ta không nghĩ sẽ để tỷ luôn phải xuất đầu lộ diện làm hỏng thanh danh của tỷ, tỷ tỷ, tỷ phải tin tưởng ta, ta nhất định sẽ để tỷ gả cho người trong sạch, không có cha mẹ làm chủ, tỷ còn có ta, ta nhất định sẽ không để người khác khi dễ tỷ, tới gần hoàng hôn, chung quanh người đến người đi, các loại thanh âm không dứt bên tai, nhưng trang thư tình nhìn không nhìn thấy, nghe cũng không nghe rõ. Nàng nghĩ, đến một ngày nào đó nàng chết đi thì trong đầu chắc chắn sẽ còn nhớ rõ một màn này, đệ đệ 10 tuổi nói nàng phải tin hắn, nói rằng không có cha mẹ thì còn có hắn, nói sẽ không để người khi dễ nàng, từ khi nàng hiểu chuyện cho tới bây giờ đều là nàng chiếu cố người khác, có nhiều người như vậy cần nàng, nàng cũng không có khả năng đợi bọn hắn tốt lên, bọn họ cũng quan tâm nàng, cũng sẽ làm một số chuyện cho nàng, sẽ ca hát cho nàng nghe sẽ cẩn thận cùng nàng nói những việc bí mật nho nhỏ sẽ dùng một chút tiền ít ỏi để đến sinh nhật nàng mua một cái bánh ngọt đơn giản nhỏ nhỏ cho nàng ăn thậm chí có tiểu Nam hài nói sau khi lớn lên muốn kết hôn với nàng nhưng mà không có người nào nói qua nàng còn có hắn đứa nhỏ mới có 10 tuổi lại tự mình nỗ lực lớn lên muốn trở thành chỗ để nàng dựa vào cảm giác thỏa mãn tràn ngập mọi ngóc ngách trong thân thể nàng cha Thư tình đã quên nàng đang ở chỗ nào, đã quên tại đây là nam nữ 7 tuổi bất đồng tịch, đã quên ôm ấp không phải hình thức biểu đạt tình cảm của thời đại này, nàng đi nhanh về phía trước nhẹ nhàng ôm lấy thân thể của đệ đệ, đệ đệ của nàng, từ khoảnh khắc này, nàng sẽ coi như đệ đệ ruột của chính mình mà đau, mà không chỉ có trách nhiệm, nàng có người thân, nàng nghĩ Loại cảm giác này thực ấm áp, thực thỏa mãn, thư hàn, tỷ tỷ không gả cho người khác, chỉ cần ngươi có tiền đồ, tỷ tỷ làm gái lỡ cũng không ai dám thuyết tam đạo tứ, nhân tâm là thứ khó nắm bắt nhất, ngươi có tiền đồ có thể gả ta cho một người trong sạch nhưng trong lòng cũng không chắc chắn ta có thể hạnh phúc, nếu số mệnh kém một chút, nói không chừng ta sẽ giống như tú nhi tỷ đều trở thành quá phụ, đi ra ngoài đều phải cố kỵ miệng đời, nói không chừng còn thảm hại hơn so với Tú Nhi Tỷ, muốn thay phu quân đã chết đi chiếu cố cha mẹ, nuôi nấng đứa nhỏ, thậm chí còn có thể bị nhà chồng mắng là khắc phu, nhận hết mọi khi dễ, mà ngươi lại như thế nào không có thể lo lắng, ta muốn không gả cho người khác, ngươi nghĩ che chở ta như thế nào liền theo ý của ngươi đi, ai có thể khi dễ ta chứ, dù cho về sau ngươi có cưới một mụ la sát, ta nhất định cũng sẽ đem nàng thu thập được phục gián thiếp, để ngươi ra đình an nhàn, này so với việc ta lập gia đình thì cuộc sống không phải trôi qua tốt hơn sao, ta sẽ không cưới mụ la sát, bị tỷ tỷ ôm khuôn mặt tiểu thiếu niên liền đỏ bừng, nghĩ đẩy tỷ tỷ ra, nhưng lại luyến tiếc cái ôm ấm áp này, hắn, lâu như vậy rồi chưa từng được người ôm qua, rất lâu rồi, nhưng mà nữ tử có thể nào không gả, trang thư tình rốt cục buông hắn ra, sửa lại một chút chỗ nhăn ở áo cho hắn, cười nói, ngươi là trụ trong nhà, chỉ cần ngươi không buộc tỷ tỷ lập gia đình, tỷ tỷ liền không lập gia đình. Ngươi cảm thấy người khác vì tiền đồ của ngươi mà cưới ta sẽ là người tốt sao? Thư Hàn, thành thân đều không phải cưới và gả là xong việc, cái này không phải là nhiệm vụ. Ít nhất với ta mà nói thì không phải, dù là một người, ta cũng có thể sống được tốt. Ngươi không tin tỷ tỷ sao? Ta dù không tin ai cũng không có chuyện sẽ không tin tỷ tỷ, ta chính là cảm thấy, đừng cảm thấy chúng ta còn có hai năm để tang mẫu thân không vội hiện tại còn một số chuyện người muốn xem cửa hàng sẽ không có khả năng đi làm chuyện chính mình nên làm không cần ngươi lao tâm vào chuyện này, nhưng là, việc này không được thương lượng, trừ phi ngươi là ngại tỷ tỷ trói buộc, muốn đem tỷ tỷ gả đi ra ngoài, Trang Thư Hàn không dám nói tiếp nữa, đi thôi, nếu không trở về Tú Nhi tỷ sẽ sốt ruột, Trương Tú Nhi là sự nóng nảy, ở trong nhà nhìn ra cửa không biết bao nhiêu lần rột cuộc mới đợi được người về, khẩn cấp mở cửa đem người mời vào, sao lại trễ như vậy, thư tình, ngươi không thể về muộn như vậy được, Hải Tú Nhi tỷ lo lắng là ta không phải, về sau sẽ không như vậy. Trang thư tình kéo tay Trương Tú Nhi vào nhà, đồ ăn đã dọn xong, tiến lên đem bát cầm sẵn đồ ăn trên tay, hương thơm thức ăn xông vào mũi, một chén thịt nướng, một chén đậu đũa bên trong cũng có thể thấy được chút thịt, một đĩa rau xanh, còn có một nồi canh được hầm nồng đậm hương. Vì không phải hôm qua mới ăn thịt, Tú Nhi tỷ, người mỗi ngày làm phong phú như vậy, ta cần phải tăng thêm chút tiền cho tỷ mới được, ngươi lại thêm, ta liền mỗi ngày làm cho ngươi làm một bàn đồ ăn lớn, đi rửa tay, đồ ăn đã lạnh rồi, chàng thư tình không nói thêm nữa nàng sẽ không để tú nhi tỷ chịu thiệt sau khi ăn xong trang thư tình để thư hàn đi thu thập bát đũa chính mình lôi kéo trương tú nhi nói chuyện thư hàn là người đọc sách tay quý giá thật sự sao có thể làm chuyện này ta đến trương đại ca vẫn là người đọc sách đã đâu cũng kiếm tiền phụ giúp gia đình chúng ta cũng không cần nghĩ đến việc của người ta làm chút chuyện đó có là gì không có ai quy định người đọc sách cũng chỉ có thể đọc sách tú nhi tỷ ta có chuyện chuyện này muốn nói cùng ngươi, Trương Tú Nhi xem thái độ nàng nghiêm cẩn như vậy, vội ngồi thẳng lưng, đem việc khác bỏ qua, ngươi nói, lúc trước là ta lo lắng không chu toàn, hẳn là nên đem thứ gì cần thiết chuẩn bị tốt rồi mới đi thuê mặt tiền cửa hiệu, mà lúc này mặt tiền cửa hiệu xem như đã thuê xong, giờ chỉ có thể gia tăng tốc độ làm thành phẩm của thợ may, trước tỷ dùng mấy chương hoa văn của ta làm một bức tranh theo không phải không bán sao, bán cho ta thì tốt rồi, còn có nới đó của dệt tỷ tỷ ngươi cũng giúp ta đưa tin qua, nàng cùng vài cái tú nương đi lấy mấy bức tranh theo kia ta đều mua, trong tay có bao nhiêu cũng đều bán cho ta, trước cứ quyết định như vậy rồi lại nói sau, ta hẳn là thay ngươi nghĩ trước mới đúng, trương tú nhi ảo não vỗ đầu, mấy thứ kia của ta ngươi cứ cầm, mua cái gì, vốn là dựa vào theo hoa văn của ngươi mà làm, phần dệt nương thì ngươi cứ yên tâm, chỉ cần người còn, ta Ta nhất định mang người đến, sao có thể khiến Tú Nhi tỷ chịu thiệt, lại nói ta vốn định sắp xếp cho tỷ làm việc ở chỗ ta, tỷ nếu mỗi lần đều làm không công vậy thì không được rồi, Trang thư tình cười, xem Trương Tú Nhi ngượng ngùng lại nói, ta nghĩ sẽ thuê mấy tú nương có thủ nghệ tốt, ta đưa vải, các nàng bán tay nghề, nếu trong cửa hàng bán được 7, thì các nàng được ba làm càng nhiều thì được càng nhiều, nói trắng ra thì cùng theo tranh cũng không sai biệt lắm, chính là trước chưa đề cập đến quy định, Tú Nhi tỷ cảm thấy như vậy có thể làm không, Trương Tú Nhi chớp hạ ánh mắt, nàng chưa từng ở cửa hàng theo bao giờ, cũng không thích hỏi thăm, không biết theo tranh giá thế nào, chỉ phải dùng đến biện pháp đến tính, bức tranh theo bình thường tiện nghi không nói đến, nếu nàng bán đi 800 văn tiền một bức tranh theo, hoa văn ít nhất được mua 300 văn, vải dệt cũng không thể dùng quá kém, tính ra cũng phải 100 văn, thực tế có thể lấy được chính là một nửa hoặc là chưa đến một nửa, như vậy so ba thành khác hơn chút, sợ là có hơi thấp, không thấp, thấy đệ đệ đi ra, trang thư tình ý bảo hắn ngồi xuống bên cạnh mình, nàng cũng không nghĩ sẽ dưỡng ra một con mọt sách, trừ bỏ đọc sách ra cái gì cũng đều không hiểu, đạo lý đối nhân xử thế đều phải học, nếu hiểu sẽ không phải ăn thiệt thòi, chương 22, độc nhất vô nhị, làm được một kiện đồ may khoảng 2, 3 ngân lượng, được ba cái là 900 văn tiền. Tú Nhi tỷ làm một kiện như vậy sống trong vòng bao lâu, thấy hoa văn trên trang phục không cần phức tạp, nếu chỉ dụng tâm bình thường thì một ngày là xong, nếu giá cao tất nhiên sẽ có lời, nhưng mà ngươi cũng không thể toàn bán hết như vậy dân chúng mua không nổi ai nói ta tính toán bán cho dân chúng bình thường trang thư tình ánh mắt tỏa sáng phảng phất như nhìn thấy những thỏi bạc như có chân đang chạy vào túi của nàng tất nhiên là bán cho kẻ có tiền mới thu được nhiều trương tú nhi thấy nàng như vậy cũng không muốn đà kích nàng ngược lại nói tú nương không khó tìm cần tìm là người phải có tay nghề tốt hoặc là làm một mình giống như dệt nương còn không thì chỉ cần cửa hàng khác đưa ra một cái giá hợp lý này tạm thời sợ là đây cũng là vấn đề trang thư tình luôn tại nghĩ đến mặc kệ là ở địa phương nào nhân tài đều quan trọng nhất không phải chỉ cần ngươi làm việc mà người còn là cam tâm tình nguyện lưu lại không bởi người khác đưa ra một cái giá cao hơn thì vừa quay đầu liền từ bỏ ngươi ở một phủ thành lớn như vậy cửa hàng thợ may cỡ nào nhiều có những cửa hàng làm ăn lâu năm cũng có những lực lượng ưu tú khác xuất hiện nhưng nhiều hơn vẫn là những hình thức làm ăn xuất hiện ngày càng nhiều trên thị trường nếu nàng không bán trang phục thì nàng có thể vẽ ra vô số hoa văn mới mẻ đa dạng đây là thời điểm buôn bán tốt nhất cũng giống như hiện đại gọi là dịch vụ cao cấp ai mua quần áo mà không nghĩ sẽ mua thứ độc nhất vô nhị nàng liền bán ra thứ độc nhất vô nhị nàng không tin bằng điểm ấy mà không đứng vững gót chân tại hội nguyên phủ đứng đầu sáu phủ trên cả nước này nhưng điều kiện kiên quyết là nàng có thể vẽ ra những hoa văn độc đáo tú nhi tỷ là một người còn về dệt tỷ tỷ thì phải phiền toái tỷ đưa tin ta cùng nàng gặp mặt cùng đàm phán ta tất nhiên là không có vấn đề muội muốn ta giúp như thế nào đều được chỉ cần muội có thể dùng được thì đều tùy ý nhưng lại nói dệt nương có thể sẽ không đồng ý theo ta biết thời điểm nhiều nhất nàng một tháng có thể kiếm ra hai mươi lượng muội nếu đưa ra cái giá không thể cao hơn so với con số này dù cho tỷ và nàng có giao tình thì cũng không có tác dụng muội trước sẽ cùng nàng nói chuyện xem dệt nương tới rất nhanh nàng tưởng là có hoa văn gì tốt trên người còn mang theo một sấp ngân phiếu lớn, cho nên khi nghe Trang Thư Tình nói muốn mời nàng làm tú nương, nàng nhất thời không nói được lời nào, dệt tỷ tỷ yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho ngươi chịu thiệt, một hơi uống xong nửa chén trà nhỏ, dệt nương tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng, ngươi tính toán đưa ra cái giá bao nhiêu để mời ta, nếu như trả năm lượng bạc một tháng giống như theo tranh sẽ không thể thỏa mãn ta, ta cũng không sợ nói cho ngươi có biết nhiều nhất một tháng ta có thể kiếm kiếm ra hơn 20 lượng, ngươi có thể đưa ra cái này giá này mời ta, ta liền trở thành tú nương của cửa hàng ngươi, như thế nào, trang thư tình nửa điểm không lùi bước, trong mắt hệt lên quang mang có thể cảm nhiễm người, dệt tỷ tỷ bán đi bức tranh theo có giá bao nhiêu, chậm thì hai ba lượng, lâu thì 12 tám lượng đều có, giá càng cao, hao tổn tất nhiên là càng nhiều, có khi 10 ngày nửa tháng mới có thể hoàn thành một kiện, muội làm tất nhiên không giống như thêu tranh đưa năm lượng bạc rồi tỷ làm trâu làm ngựa một tháng muội sẽ đổi phương thức hoàn thành một kiện giá đi bất kể là bao nhiêu thì chia ta bảy người ba tất cả vài vóc kim chỉ đều từ ta đưa ra người chỉ cần theo dệt nương nhanh chóng ở trong lòng hạ quyết định lắc đầu ta sẽ chịu thiệt điều dệt tỷ tỷ lo lắng ta biết chàng thư tình đem chén trà để trong lòng bàn tay bộ dáng đã tính trước kỹ càng khiến dệt nương cùng trương tú nhi nhất thời đều đã quên nàng bất quá chỉ mới 14 tuổi, kỳ thực lúc trước ta cũng không có tính toán mở cửa hàng, cảm thấy bán hoa văn là tốt rồi, ngày ngày cũng có thể sống qua an nhàn, nhưng mà dệt tỷ tỷ kịp thời nhắc nhở ta khiến ta tránh phạm phải sai lầm, chỉ là kiếm tiền như vậy quá chậm, nơi ta cần dùng tiền rất nhiều, số tiền này thật sự không đủ, uống ngụm trà, trang thư tình tiếp tục nói, nếu bán nhiều hoa văn ra bên ngoài sẽ phá hỏng giá thị trường, ta liền tính toán mở cửa hàng, ta thì vẽ hoa văn, tú nương theo ra thành phẩm, bán ở trong chính cửa hàng của mình, như vậy sẽ không phá hỏng giá thị trường, hoa văn của ta bán được hay không dệt tỷ tỷ là người biết rõ rõ ta tự đại mà nói hoa văn như vậy ta tiện tay liền có thể vẽ ra, nếu dụng tâm một chút tất nhiên sẽ càng tốt, lại dùng vài dệt tốt nhất làm ra, còn sợ bán không được sao, nếu như một kiện có thể bán 50 lượng, với 50 lượng thì ba phần là bao nhiêu, 50 lượng, dệt nương nhanh chóng tính xuất ra, một tháng chỉ cần bán được ba lần như vậy nàng có thể kiếm được một khoản lớn, không, không cần ba lần hai lần cũng sẽ không thiệt, nhưng mà, bán 50 lượng một kiện người mua sợ là không nhiều chỉ cần hoa văn của ta đủ xuất sắc chỉ cần tú nương tay nghề đủ tốt dù là bán ra một trăm lượng cũng không kỳ quái dệt tỉ tỉ ngươi không nên coi thường lòng ưa thích cái đẹp của con người bất luận là nam hay nữ nói chuyện, trang thư tình lấy mấy chương hoa văn đem qua, vì để thuyết phục dệt nương, mấy tấm hoa văn này nàng đã dùng rất nhiều tâm tư. Một bức họa tràn ngập đồng thú, vài nét bút ít ỏi vòng quanh hai hải tử đang náo loạn đủ các loại tư thái. Hoa văn bình thường như vậy nhưng không người nào có thể vẽ, bởi vì nhìn qua có vẻ dối, nhưng bức này lại không như vậy, nhìn thấy chỉ làm người ta cười thầm, một bức phác họa khác không biết là vẽ hoa gì, có nụ hoa sắp nở, cũng có đã khoe sắc, một đóa một đóa từ lên cành cây buông xuống, đường cong cực kỳ đơn giản, nhưng lại rõ ràng là một đồ án phức tạp, một cái có vẻ quá mức sặc sỡ nhưng lại được trang thư tình vẽ ra giản lược đến cực điểm liếc mắt nhìn lại còn có thể rõ ràng nhìn ra tranh này là cái gì còn có một bức càng đơn giản lá rụng theo mùa lá cây bay xuống các loại hình dạng các loại văn đường bay bổng dệt nương nhìn chỉ cảm thấy phẳng phất như chính mình ở vào trong cảnh vật như vậy chỉ cần nâng tay lên sẽ có lá rụng bay xuống trên tay nàng nói cho nàng biết lúc này đã là cuối mùa thu đắn đo suy nghĩ nhìn tới tới lui lui vài lần sau, dệt nương nghĩ, ta thích nhất chương lá rụng này, nhìn đơn giản, muốn theo được cũng không khó hoàn toàn là hiếm thấy, trang thư tình cười đến mặt mày cong cong, nếu là dệt tỷ tỷ ra tay, có thể bán bao nhiêu ngân lượng, dệt nương vuốt ve đồ án, nếu như dùng tới phải dệt tốt, ít nhất là 20 lượng, nếu là bán ở bên trong cửa hàng ta. Không trả 40 lượng ta sẽ không bán, sẽ có người mua, có trang thư tình có điểm giống như thương nhân, những thứ này treo ở chỗ nào, chỉ cần người mua họ thật tâm thích thứ gì đó cho dù dùng bao nhiêu bạc để mua cũng không tiếc là một người gia cảnh bình thường cũng có thể cắn cắn răng hạ quyết tâm này, càng không cần phải nói những tiểu thư, công tử trong tay nhiều tiền dư giả, dệt tỷ tỷ những thứ thành phẩm của các tỷ là trực tiếp bán cho khách nhân, đồng dạng cũng là bán cho cửa hàng, những thứ bọn họ trả giá mua về đâu chỉ thu mua từ trong tay các ngươi, nhưng mà hoa văn và vài dệt đều là tiền vốn tự các ngươi bỏ ra, nếu tính toán như vậy, các ngươi cũng không chịu chịu thiệt, huống chi trong cửa hàng ta không chỉ bán đồ may, sau này chúng ta có thể bán những bức tranh thêu khác, tỉ như bình phong, hay những thứ linh tinh khác như bức họa, điều kiện tiên quyết là ngươi phải có người mua, hơn nữa có thể bán ra cái giá cao nhất, thật đúng là không thấy con thỏ, không chịu thả ơn, chàng thư tình cảm thấy đã có chút không kiên nhẫn, nếu nàng không thể biểu hiện ra ngoài, dứt khoát liền đưa ra một con đường khác, dệt tỷ tỷ đã không tin được ta. Ta. chúng ta đây liền đổi phương thức khác hoa văn tại nơi này của ta mua những thứ khác họ làm ra về sau liền bán cho ta cùng giá như khi ngươi bán cho những người khác như vậy có hợp tâm ý của ngươi dệt nương không nghĩ tới nàng trong nháy mắt liền suy nghĩ ra biện pháp như vậy kỳ thực cái kia đề nghị trước nàng có chút tâm động nhưng mà dù sao rất khó giữ được ổn định nàng thật sự không tin một cửa hàng mới không có bất kỳ tính toán nào lại có thể bán ra cái giá cao như vậy, đối phương đã nói đến mức này, dệt nương cũng thấy nếu lại cự tuyệt thì không tốt, như thế này, nàng cũng cảm thấy chính mình có chút khi dễ tiểu hài tử, trong mắt không tự giác liền mang theo chút xin lỗi, nhà của ta cũng không phải có nhiều người phú quý, ta dù sao cũng phải lo cho cuộc sống của ta, cho nên thật sự là, ngươi đừng trách tỷ tỷ, mỗi người đều có khó xử, ta làm sao có thể trách tỷ tỷ, trang thư tình thản nhiên cười, các nàng cơ bản không có tình nghĩ nhiều như vậy quan hệ ngày hôm nay cũng chỉ do lợi ích của mỗi người hy vọng tỷ tỷ có thể giúp ta nhiều tìm vài tú nương quen biết, hoa văn ta sẽ bán rẻ hơn, có những lời này của người ta còn có thể nói gì, nhất định sẽ bán cho ngươi vài thứ tốt, tất nhiên không thể so sánh với các tú nương theo tranh khác, có cam đoan của dệt tỷ tỷ trong lòng ta liền yên tâm hơn, tỷ tỷ thích bức hoa văn này, vậy liền tặng cho tỷ tỷ, trang thư tình chỉ là vẽ lên trên vài cái lá sụng phiêu phiêu kia, lúc này dệt nương mới phát hiện chính mình một một mực nắm chặt mấy chương hoa văn kia, quanh tờ giấy đều có chút nhăn, liền cảm thấy hơi ngượng ngùng đưa qua, sao có thể lấy của ngươi, tuy ta quả thật thích, nhưng ngươi cho ta nhiều tiện nghi như vậy rồi, tỷ tỷ liền cảm ơn ngươi, dệt tỷ tỷ quản nhiều làm gì cứ nhận lấy. Đây là chút lòng biết ơn của thư tình, đưa đẩy nhau vài lần, dệt nương cuối cùng vẫn nhận lấy, càng thêm cảm thấy mình chiếm tiện nghi của người ta, liền đối với cửa hàng của trang thư tình để bụng vài phần, người chỉ bán đồ may, vài dệt làm trang phục người có mua không, sao không bán đồ may và vải dệt tự mình cũng có thể tiết kiệm chi tiêu, như vậy thì mặt tiền cửa hiệu phải lớn, tuy như vậy tất nhiên là tốt, nhưng cửa hàng kia của ta lại nhỏ, nếu còn chất đống thêm nhiều vài dệt thì khách nhân tiến vào đến nơi để xoay người cũng không có, trông sẽ có vẻ lộn xộn, làm sao còn có thể đưa ra cái giá cao, nếu chút chú ý này cũng không có thì sợ là cả cửa cũng sẽ không vào, vậy sẽ rất mất nhiều hơn được, không bằng dốc lòng vào một thứ, còn có thể cùng cửa hàng vải ở cách vách giao thiệp tốt, về sau còn muốn cùng đối phương tạo quan hệ thuận lợi, thời điểm khó khăn thì cũng không đến nỗi một ngụm từ chối, người nghĩ đến thật lâu dài, ta có chút tin tưởng ngươi có thể thành công, dệt nương là người kỹ tính, đầu óc vừa chuyển đã là có mấy ý niệm xoẹt qua, nếu như mua bán thật sự làm ăn đi lên, ta có thể kéo mấy người tìm muội cùng nhau trở thành tú nương chuyên trúc trong cửa hàng của ngươi, như thế nào, chúng ta đây liền lấy ba tháng làm hạn định, trong ba tháng này các bức tranh thêu của ngươi đều phải được bán cho ta, ba tháng sau nếu như ta buôn bán tốt, các ngươi liền vào trong cửa hàng ta làm tú nương chuyên trúc nếu đến lúc đó sinh ý của ta không đi lên, ảnh hưởng đến tiền lời của các ngươi, các ngươi có thể tìm người khác, dệt tỷ tỷ có đồng ý, ta đồng ý, về phần những người khác ta trước qua các nàng trước, chậm nhất là ngày sau liền cho ngươi tin chính xác, được trang thư tình cũng không tin, trong đầu nhiều tri thức vượt mức như vậy so với người khác, để khai trương cửa hàng tốt nhất, marketing là gì, nàng chưa ăn thịt heo còn chưa thấy qua heo chạy xa. Sao, cái thủ đoạn này tại hiện đại dùng đến chán, trên đường cái đều chọc người ta phiền, ở thế giới này tùy tiện xuất ra một chiêu đều có thể nhấc lên chút sóng gió, nàng cũng không muốn thu về sóng to gió lớn, khởi điểm có chút sóng gió nhỏ khiến người ta biết được có như vậy thì việc mở cửa tiệm mới có thể thành, a, à, cửa hàng lấy tên gì thì tốt nhỉ, chương 23, luống cuống tay chân đã luyện vẽ nhiều năm, nên nhân tiện trang thư tình một tay viết bút lông cũng không kém, xem đệ đệ bởi vì nàng không cho hắn vào cửa hàng làm việc mà mất hứng, cân nhắc đưa một phần đơn thích hợp ở thế giới này cho hắn, cửa hàng chậm thì 10 ngày, lâu thì nửa tháng mới có khả năng khai trương, cái này cũng không cần gấp, coi như là luyện chữ, để mỗi ngày viết khoảng 100 tờ là được, Trang thư Hàn xem những thứ trong tay này chia ra, hắn hiểu ra, cũng đại khái minh bạch ý tứ của Tỷ Tỷ, nhưng là hắn chưa bao giờ thấy qua có người làm như vậy, Tỷ Tỷ là nghĩ như thế nào? Bất quá từ sau khi Tỷ Tỷ bị thương liền trở nên không giống như trước đây, nhưng mà hắn chính là thích Tỷ Tỷ như vậy. Tỷ tỷ làm chuyện gì luôn có đạo lý, hắn chỉ cần làm theo là được, nhưng mà, lấy Đông đi Xuân đến làm tên, có phải hay không hơi lạ một chút, lạ mới có thể hấp dẫn ánh mắt khách nhân. Những phường may khác tỷ đã nhìn qua, tỷ tin tưởng, chỉ cần có thể đưa bọn họ hấp dẫn đến cửa hàng sẽ không sợ bọn họ không nhớ được những đồ trong cửa hàng, chẳng sợ lúc này không mua, chờ bọn hắn có lúc cần nhất định sẽ nhớ đến có một cửa tiệm như vậy trước tiên. Trang Thư Hàn giật mình gật đầu, tỷ tỷ nói rất đúng, vài chữ này để hảo hảo luyện tốt, từ đó mới để biển hiệu, bất quá còn phải thiết kế biển hiệu cho cửa hàng, không có bao nhiêu thời gian nữa nên thu thập mau chút, để, để không được, tỷ tỷ, ta cũng không phải danh gia chữ cũng khó viết, thư hàn, đây là cửa hàng của chúng ta, trang thư tình đánh gãy hắn, tỷ không biết là chữ củ đệ so với danh gia kia có gì gọi là kém cỏi nhưng phải tự tin vào bản thân mới có thể kiêu ngạo, người không thể đến tự tin đều không có, người hiện tại không phải danh gia ai có thể khẳng định 20 năm 30 năm sau ngươi không phải, đại thụ muốn che trời cũng là từ cây nhỏ trưởng thành nên, chỉ cần chúng ta đi kiên định từng bước một, người khác tán thành hay không chỉ là dâu ria, trang thư hàn theo thói quen mím mím môi, tỷ tỷ tán thành rất trọng yếu, ai cũng không thể khiến tất cả mọi người vừa lòng, bất kỳ việc gì chỉ cần ngươi tận lực, tỷ tỷ sẽ không cảm thấy ngươi không làm tốt, người thân chân chính là cái gì, chính là mặc kệ ngươi giàu có hay là nghèo túng đều sẽ đối với ngươi không rời không bỏ, mà khi ngươi thành tựu hãy cân nhắc những ai thật sự đối với ngươi tốt đừng để trang trạch lương trở thành cản trở trong lòng của ngươi dù cho ngươi hận ông ta trong lòng thấy liền không thoải mái nhưng dù ngươi không đến nơi đến chốn cũng không mảy may ảnh hưởng gì đến ai ông ta vẫn sẽ tiếp tục sống an nhàn qua ngày là ai chịu thiệt ai đối với ngươi tốt ai mới đáng giá để trong lòng ngươi luôn nghĩ đến nhớ đến những người khác đều là người không quan hệ từ sau khi đến hội nguyên phủ thư hàn đã tốt hơn rất nhiều không còn giống như ở lãnh sơn, lúc nào cũng như một cây cung buộc chặt, trang thư tình đều thấy ở trong mắt, may mắn rằng quyết định của chính mình không có sai, trong khoảng thời gian này đây là lần đầu nàng nhắc tới trang trạch lương, tỷ tỷ mấy ngày nay sẽ rất bận, người trừ việc giúp tỷ tỷ làm mấy thứ này, còn phải hảo hảo đọc sách, ta nhờ tú nhi tỷ nói với trương đại ca, bốn ngày sau mang ngươi đến trường học, nghĩ một chút, trang thư tình lại dặn dò một câu, tỷ tỷ biết ngươi đã có thể giải được đề, nhưng tỷ tỷ hy vọng ngươi sau khi tới trường không cần biểu hiện quá mức không giống người thường, người nên biết cây cao thì đón gió, người muốn thực tài năng ổn định, bị người khác nhìn chằm chằm có khi ngươi đang ở giữa không chung lại có thể ngã xuống bất cứ lúc nào mà không hay, nhớ kỹ không, tỷ tỷ ngươi yên tâm, ta đều hiểu, trương đại ca đến xét khảo trước so với ta, hắn rõ ràng đều nói ta thông minh, tiên sinh nhất ở trường định sẽ nhận ta cũng được ít như vậy sẽ không quá lo lắng. Trang thư tình cười mị mắt, trương đại ca đó là nói lời khách khí. người cũng tưởng thật, bất quá coi những lời này của trương đại ca ta cũng an tâm hơn. xem tỉ tỉ cao hứng như vậy, trang thư hàn trên mặt cũng là một bộ dáng đầy ý cười. vốn là tiểu thiếu niên tuấn tú, cười rộ lên càng khiến người ta ánh mắt sáng ngời. trang thư tình rất là đắc ý, chỉ bằng bộ dáng này về sau cũng không lo cưới không được ai, khai trương cửa hàng có rất nhiều việc vụn vặt, buổi chiều ngày kế, dệt nương liền tự mình đến đây nói với nàng, nàng bên kia có 5 người tỉ muội đã gật đầu, thêm nàng cộng là 6 người, hơn nữa tú nhi tỉ ở đó là 7, tăng đuổi theo, cũng không làm quá mức phức tạp đa dạng, hẳn là cũng có thể đem cửa hàng chống đỡ đi lên, nàng mở không phải cửa hàng may tầm thường, mà là đồ theo tinh xảo đa dạng chất lượng tốt, mua vài dệt làm đồ may sẵn hẳn là không còn kịp rồi, cũng may là có sẵn thợ may cũng đỡ phải thuê người. liền như tú nương có đôi khi sống tiếp sẽ có khách hàng coi trọng đồ may mà mua trở về rồi lại chuyển giao đến cho các nàng nhờ các nàng thêu ra những đồ án đẹp mắt bản. thần trang thư tình không phải học thiết kế cũng không tính toán làm công cuộc cải cách lớn về trang phục hủy đi quần áo độc hữu ý nhị của cái triều đại này, dù có thiết kế ra một cửa hàng độc nhất vô nhị, cũng chỉ là theo trên đồ án, mời người thiết kế y phục, bên trong tiệm vải, vu nương tử mắt lộ kinh ngạc, người giờ đến cả nương tử cũng không mời tốt liền đã đem cửa hàng thuê rồi, này không phải hao tốn bạc không công sao, chàng thư tình mặt có chút hồng, nàng hai đời đều là lần đầu tự mình buôn bán, rất nhiều thứ đều là đương nhiên, mỗi lần thực hiện thì mới biết được chính mình nghĩ đến thật sự rất đơn giản, ta là làm đồ may sẵn ở cửa hàng, bảy giờ bán cũng là mấy bức tranh theo, cho nên, chàng thư tình ngượng ngùng mân mân tóc, nương tử đừng cười ta, vì muốn mau chóng khai trương, ta đã mua một đám đồ may, về sau cũng không có bị động như vậy, ta muốn hỏi nương tử, nương tử có được một tay may vá tốt, hơn nữa tốc độ cũng mau, hay là về làm giúp ta, ta sẽ ra giá không thấp so với thị trường, người thật đúng là vù nương tử đều không biết nên nói cái gì, xem đối phương gương mặt non nớt cũng không nói được gì, nghĩ đến nàng mới lớn như vậy liền phải gánh vác chi tiêu trong nhà tâm liền cảm thấy mềm, cái này trong khoảng thời gian ngắn ta có thể giúp ngươi nhưng tóm lại không phải kế lâu dài, cho dù một thứ không tốt cũng bị người khác quản chế trang thư tình gật đầu ta biết chủ yếu cũng là tiền vốn của ta không có đầy đủ, đến bước này cũng là do ta tự tính toán muốn làm gì thì làm chờ cửa hàng khai trương về sau nếu làm ăn tốt ta sẽ thuê một đám nương tử chuyên vì ta mà làm ta cũng chỉ hy vọng cửa hàng này của ngươi thật có thể náo nhiệt rực rỡ ta cũng dính chút may mắn vù nương tử chỉ chỉ đống vải vóc ở quầy trước vài ngươi muốn đều ở kia muốn hay không nhìn qua ta là người thường thử cũng không thử ra được gì tốt hay không chờ thợ may làm xong là có thể đã nhìn ra Đến lúc đó nếu không tốt, nương tử cũng không chạy được quỷ linh tinh, Vu nương tử cười, xem nàng khai trương cửa hàng khai luống cuống tay chân như vậy chỉ biết nàng quả thật giống như người bình thường, nếu nàng không giống như người bình thường thì thứ không hiểu sẽ giả bộ là hiểu, nhưng nàng lại thản thản nhiên nhiên thừa nhận nàng không hiểu, lời nói lúc nãy kia cũng biểu lộ thái độ của nàng, thật sự là cô nương như vậy không biết là loại gia đình gì có thể dưỡng ra ta ở cửa hàng vốn cũng là nhờ may vá để kiếm sống, nhận thức được làm nghề này phải có không ít nương tử, mới có thể làm xong chuyện của ngươi, đúng rồi, ngươi tính toán ngày nào thì khai trương, tùy tiện xem ngày, ta định là 14 ngày sau, kịp, hẳn là không thành vấn đề, vu nương tử là thật ngóng trong cửa hàng này của nàng có thể làm tốt, làm ăn càng tốt thì mới mua vài dệt của nàng càng nhiều, nàng tự nhiên sẽ phát tài theo, ở đây làm đồ may sẵn trước cũng phi thường để bụng trang thư tình sau khi thu được hàng mẫu liền thật vừa lòng dọn ra quay sang lại bận việc khác tuy là vội nhưng nàng cũng không quên chuyện đệ đệ đến trường học sáng sớm trương thư thành đã tới trang thư tình cố ý để đệ đệ thay đổi một thân quần áo mới trên đầu một trái một phải hai cái búi tóc cũng búi cẩn thận tỉ mỉ lại cũng không dặn nhiều gì để tránh cho hắn áp lực trang thư tình dù sao cũng đã 14 bốn cùng trương thư thành một đôi ra vào sẽ không tốt trương thư thành lo lắng chu đáo là đi xe ngựa đến trương tú nhi trong lòng là có chút gán ghép hai bọn họ nhưng nhớ đến thư tình còn có hai năm hiếu kỳ chỉ phải tạm thời đem về ý niệm này kiềm chế xuống trường học ở phía đông xe ngựa một đường lay động trang thư hàn đại khái là có chút khẩn trương mím môi không nói chuyện trang thư tình thấy hắn như vậy có chút đau lòng lại hướng trương thư thành hỏi thăm tiên sinh kia bao nhiêu tuổi, đối học trò có nghiêm khắc không, tiên sinh họ Trần, khoảng 50 tuổi, từng là cử nhân, chính là sau này thi cũng không chúng liền đem tâm tư này bỏ đi, về nhà mở một trường học nhỏ, vài năm nay có chút danh tiếng, một lần dạy học trò đều có thử qua, 27 người thì chỉ chúng có 15, vốn là lúc đầu không có khảo sát trước khi nhập học, nhưng vì sau này người đến quá nhiều nên thật sự không có biện pháp nào khác, hắn mới không thể không dùng phương pháp như vậy đem phần lớn người ở ngoài cửa từ chối. Trương Thư Thành nhàn nhạt quay đầu nhìn, tỷ đệ hai người liếc mắt nhìn nhau, Thư Hàn không có vấn đề, Trang Thư Tình vỗ đệ đệ đầu một chút, có nghe thấy không? Trương Đại ca nói ngươi không có vấn đề, khẩn trương như vậy làm cái gì? Dù là thực không thi được tỷ tỷ cũng sẽ không trách ngươi, tiếp thụ giáo huấn mới là tốt. Trang Thư Hàn ngoài miệng đáp ứng, nhưng trong lòng lại hoàn toàn không nghĩ như vậy, nếu ngay cả nhập học cũng không qua được, hắn còn nói cái gì trong 6 năm phải có tiền đồ, dù là tỷ tỷ thực không nghĩ sẽ lập gia đình, hắn cũng muốn mau chút có tiền đồ để tỷ tỷ có chỗ. Để dựa vào mới được, Trương Thư Thành không cần quay đầu lại cũng biết tiểu tử kia trong lòng đang nghĩ cái gì. Xét theo phương diện của bản thân mà nói bọn họ rất giống nhau, cuộc sống không phải vô ưu vô lo, trong lòng đều có người muốn che chở cũng có một niềm tin mãnh liệt cho nên hắn mới quan tâm chiếu cố nhiều hơn với hai tỷ đệ này, nhị tỷ chỉ cho rằng hắn là coi trọng tỷ tỷ kia mới có thể chịu khó đi lại như vậy, lại không biết hắn chưa từng nghĩ qua ý niệm kia không phải Trang Thư Tình không tốt mà là vì nàng rất tốt, biểu hiện của nàng đủ để chứng minh nàng xuất thân bất phàm, cùng hắn là khác nhau một trời một vực, hắn tự mình có thể hiểu được, đi đại khái một khắc sau, xe ngựa mới dừng lại đến, Trang Thư Tình yên lòng, cũng may không tính quá xa, mỗi ngày đi tới đi lui nếu quá xa thư hàn sẽ rất vất vả tiên sinh mở trường dạy học danh hiền truyền xa, cùng phu tử của Trương thư thành là cùng trường, cũng thể hiện rõ ràng rất đắc ý với môn sinh này, Trần Tiên Sinh vừa thấy mặt liền hỏi, tính toán khi nào đi học trở lại, Trương Thư Thành hành lễ với thầy, cung kính nói, năm sau nhất định sẽ đi học trở lại, Trần Tiên Sinh liền nhíu mày, hiện thời mới 10 tháng, ngươi còn tính bỏ hơn hai tháng nữa, ngươi có biết là việc học giống như bơi ngược dòng nước, không tiến sẽ lùi không, học trò biết nhưng cha mẹ đang bị bệnh, người làm con sao có thể chỉ biết lo cho chính mình, trước chỉ có thể bỏ qua việc học Trần Tiên Sinh tại đây liền khảo hắn mấy vấn đề, thấy hắn quả thật là há mồm liền có thể trả lời, trên mặt mới lộ ra thần sắc vừa lòng, tư minh muốn để ngươi sang năm có kết quả, hắn đối với ngươi ký thác cùng kỳ vọng cao, ngươi phải dụng tâm học hành, chớ để hắn thất vọng, dù là người trầm ổn trương thư thành lúc này cũng có vài phần kích động động tiên sinh rốt cục để hắn có kết quả vâng học trò nhất định không phụ kỳ vọng của tiên sinh, chương 24, gặp nạn Trần tiên sinh lúc này giống như mới nhớ ra trong phòng còn có người, ánh mắt đảo qua trang thư tình, cuối cùng dừng ở trên người trang thư Hàn, ánh mắt trong trẻo kiên định, sống lưng thẳng thắn, phảng phất chỉ cần một vai liền có thể gánh vác đau khổ, đúng, không sai, người đọc sách nên có khí chất này, hãy xưng tên ra, trang thư Hàn tiến lên một bước không dùng cách thi lễ của học sinh mà là lễ nghi hậu bối bái kiến tiền bối, Trang thư Hàn gặp qua Trần Tiên Sinh, năm nay bao nhiêu tuổi? Năm nay mới 10 tuổi, thư thành chắc có cùng ngươi nói qua muốn nhập học phải qua xét khảo trước khi nhập học có chuẩn bị qua. Giả dạ, Trương đại ca đã nói qua, Trần Tiên Sinh hơi hơi nắm tay, trên mặt không hiện, nhưng trong lòng đối với thái độ không nhanh không gấp này của hắn mà cực kỳ yêu thích, xem qua mấy quyển sách Tam tự kinh, bách gia tính ngũ kinh đều xem qua tứ thư cũng hơi có đọc lướt qua nga trần tiên sinh thấy hứng thú nhìn xem có hiểu không dám nói hiểu hết cũng là do mẫu thân ở trên giường bệnh từng câu từng chữ dạy cho trần tiên sinh chỉ cho rằng phụ thân hắn đã qua đời là mẫu thân ngậm đắng nuốt cay nuôi dưỡng hắn lớn nên một chữ cũng không đề cập đến phụ thân người có một mẫu thân tốt vâng thư hàn có mẫu thân cùng trưởng thì tốt nhất trên đời trần tiên sinh bấm tay gõ lên bàn từ tam tự kinh hỏi đến bách gia tính lại đến ngũ kinh thấy hắn đáp được hết liền quan tâm chú ý lại lật bản án đầu luận ngữ, cầu trí ư nhân hĩ, vô ác giả, giải thích thế nào, chỉ cần dưỡng thành người có nhân đức thì sẽ không đi làm chuyện xấu, trí giả bất hoặc nhân giả bất yêu, dũng giả bất cụ, người có trí tuệ sẽ không bị mê hoặc người có nhân đức sẽ không yêu sầu, người dũng cảm sẽ không sợ hãi, kỳ sở bất dục vật thị ư nhân, phàm là những thứ tự mình không muốn tiếp thu không thể bắt ép người khác hai người vừa tới một hồi liền giao phong không có hồi kết từ đơn giản nhất đến sau này dần dần gia tăng độ khó khăn trần tiên sinh ánh mắt càng lúc càng sáng hô hấp cũng tăng thêm một chút luận ngữ, mạnh tử, đại học liền ngay cả trung dung đều không có buông tha trang thư hàn trả lời được thống khoái trôi chảy, nhất thời đem lời dặn dò của tỷ tỷ đều ném ở sau đầu từ sau khi biết muốn đến trường, trong lòng hắn một mực đều dẫn theo tâm tư bất ổn, sợ chính mình học không đủ dụng tâm, tiên sinh hỏi vấn đề nào đều đáp không được cho nên khi tiên sinh vừa mở miệng hỏi hắn liền đã thông tinh thần, không dám phân tâm dù chỉ một chút chỉ sợ chính mình trả lời không tốt tiên sinh sẽ không thu hắn, khiến tỷ tỷ thất vọng, hắn chưa có nhập học qua cho nên không biết chính mình biểu hiện có bao nhiêu khiến người khác giật mình, bởi vì hắn đưa lưng về phía tỷ tỷ cũng không nhìn thấy trong mắt tỷ tỷ đều là lo lắng, tuy trang thư tình không thể ngăn cản, cũng như bình thường đều trầm mặc lúc này thư hàn giống như đang tỏa sáng, giống như rốt cục đã có đất dụng võ hận không thể đem những thứ mình biết được trong đầu đều đem ra hết may mắn nơi này không có người khác, Trương Thư Thành không phải người nhiều chuyện, cũng sẽ không ra bên ngoài nói lung tung, về phần vị Trần Tiên sinh trước mắt đến tròm dâu đều đang run run này, chỉ cần hắn không phải loại người phẩm đức bại hoại, Thư Hàn một khi trở thành học sinh của hắn, chỉ cần hắn biết che chở, chứ không phải đem trang Thư Hàn đưa đến chỗ chết là được, có thể dạy dỗ học sinh có tiền đồ, là điều mà mọi phu tử theo đuổi suốt đời, Trần Tiên sinh đứng lên, đem những vấn đề còn lại một người tiếp một người mà trang thư hàn càng đáp càng lưu loát một hồi lâu sau trần tiên sinh thoải mái cười lớn ra tiếng ha 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 học sinh này ta thu, miễn cả học phí, người nếu mỗi ngày không có phương tiện quay lại, nơi này của ta có phòng trống, dọn dẹp một chút là có thể vào ở, người có nguyện ý, tâm nhảy lên mấy lần rốt cục trở xuống chỗ cũ, trang thư hàn quay đầu nhìn nhìn tỉ tỉ, đa tạ tiên sinh hảo ý. Học sinh ở phương Bắc cách này cũng không xa, Trần Tiên sinh có được một mần non tốt như hắn, hận không thể đem mọi thứ tốt đều đưa đến trước mặt hắn, sao có thể cho hắn đem thời gian lãng phí trên đường đi, ngươi không nên coi thường mùa đông ở hội nguyên phủ, gió thổi đến xương cốt cũng đều đau, ngươi cần gì ăn cái khổ này, nếu bị bệnh chậm trễ chính là ngươi. Trang thư Hàn kiên định lắc đầu, tiên sinh không biết, học sinh chỉ có một người tỷ tỷ sống nương tựa lẫn nhau, bây giờ vẫn đang trong thời gian để tang mẹ, cũng không yên lòng, tỷ tỷ cũng là do ta có nhiều bất tiện. Ý tốt của tiên sinh, học sinh ghi nhớ trong lòng trần tiên sinh đối với hắn càng thêm yêu thích hắn không phải chưa thấy qua học sinh có thiên phú tuy từ nhỏ đã chuyên chú vào việc học nhưng tâm tính cũng không kham hết được người như vậy không ít dù là có tiền đồ thì về sau cũng không đi được xa trang thư hàn hiểu chuyện càng làm cho hắn cảm thấy chính mình nhặt được bảo vật tốt 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 nói liền ba tiếng tốt trần tiên sinh chỉ vào bức tranh khổng tử nói trước dập đầu với thánh sư trang thư hàn xoay người nhìn về phía phía tỷ tỷ, trang thư tình đối hắn gật đầu, hắn mới quỳ xuống, sau đó, trần tiên sinh vung lên áo choàng ngồi xuống, không cần người nhắc nhở, trang thư hàn hướng hắn cung kính bái xuống, sau đó tiếp nhận trà thư đồng đưa tới dâng lên hai tay, tiên sinh uống trà, trần phu từ vuốt dâu cười to, đem trà làm rượu, uống một hơi cạn sạch, may mắn không phải nước sôi, trang thư tình vụng trộm nghĩ, thấy trần tiên sinh đang dạy cho thư hàn những chuyện học sinh phải chú ý nàng liền lặng lẽ rời đi đem quà gặp mặt đã chuẩn bị tốt cầm lại đây trần tiên sinh nguyên bản là chuẩn bị miễn học phí cho vị học sinh mới này nhưng nhìn thấy mọi thứ nàng đều chuẩn bị tốt rốt cuộc cũng đành nhận lấy trưởng tỷ như mẹ người làm tỷ tỷ này thật đủ tư cách thư hàn có thể ưu tú như vậy người làm tỷ tỷ cũng có công không ít, về sau thư hàn liền ủy thác tiên sinh dậy, nếu hắn có chỗ nào không đúng cũng thỉnh tiên sinh hảo hảo dẫn đường, tiên sinh như cha, ngày khác nếu như hắn có chút thành tựu cũng là công của tiên sinh, làm không được tốt thì cứ đánh, nói như vậy trang thư tình cũng không nói được, nếu tiên sinh làm như vậy nàng không chừng còn tức giận, đệ đệ nàng, nàng còn không biết sao, thật sự rất biết nghe lời, nàng hoàn toàn không chú ý tới, suy nghĩ của nàng lúc này chính là đứa nhỏ nhà mình như thế nào cũng đều tốt, có sai cũng là lỗi người khác, cùng một dạng với ngàn vạn cha mẹ trong thiên hạ, Trần Tiên Sinh thấy nàng dụng tâm, liền một hơi đáp ứng, người yên tâm, ta đảm bảo với người ta có khả năng dạy hắn thành tài, trang thư tình lại thi lễ, ta tuy là nữ tử, nhưng cũng biết trên đời này lời nói cũng có thể giết người, thư hàn mới 10 tuổi, thật sự không nên quá mức ép buộc cho nên ý tứ người ta đã hiểu trần phu từ vuốt dâu không tán thành lắm lắc đầu người không bị ghét là kẻ tầm thường hắn sớm nên thừa nhận tốt việc này học sinh trước tiên đầu phải chen lên trên nói đến cùng còn muốn làm quan một phương tuy nhiên trước khi làm quan phải học làm người nếu nếu như trong quan trường đấu đá lẫn nhau ngay cả nói cũng không nói được đối phương liền làm quan như thế nào người đối với thư hàn bảo hộ ta biết nhưng nam nhi nên có dũng khí đối mặt với hết thảy mưa gió, mà không phải ở nơi ấm áp thoải mái không có phòng bị được người khác che chở, như vậy thành công không dài, trang thư tình không thể biện hộ. Trong suy nghĩ nàng đã định đứa nhỏ 10 tuổi nên an nhàn trưởng thành, nhưng nàng đã quên, ở thế giới này, 10 tuổi đều đã là tiểu đại nhân, tỷ tỷ ta có thể ứng phó, ngươi không cần lo lắng. Trang thư Hàn đến gần một bước, rất khó có thể chủ động nắm giữ tay tỷ tỷ, trang thư tình mới phát hiện đứa nhỏ này tay không mềm mại lắm cũng không nhỏ hơn so với nàng người đã đáp ứng cho ta sang năm tham gia đồng thử xuất đầu dù sao cũng là chuyện sớm muộn phải làm nhưng mà trễ một ngày tài năng của ngươi liền ổn định một ngày a à, trang thư tình vỗ vỗ tay hắn không nói thêm nữa đứa nhỏ này muốn trưởng thành, nàng như thế nào có thể ngăn cản, sang năm liền tham gia đồng thử, trần phu tử sửng sốt, chợt như có đam chiêu gật đầu, người học rất vững chắc, ta mới hảo hảo cho ngươi thử một lần, nếu rớt cũng có thể thử lần khác, trương thư thành thái dương co rút, hắn không nghĩ tới trần tiên sinh sẽ đồng ý sẽ cho thư hàn tham gia đồng thử khi mới còn nhỏ như vậy phải biết rằng hắn sớm chừng hai năm trước đã nghĩ đến việc thi hương nhưng tiên sinh lại nói hắn chờ chỉ vì để hắn học vững chắc hơn việc này cũng được trần tiên sinh một mực tán thành thế nào đến thư hàn liền thay đổi đáp ứng ngày mai sẽ nhập học mấy người lên xe trở về trương đại ca hôm nay đa tạ không lại trì hoãn thời gian của ngươi ta cùng thư hàn đi trở về là tốt rồi con đường này hắn cũng phải quen thuộc trước trương thư thành liếc mắt nhìn tỷ đệ hai người cũng không nói lời vô nghĩa ngồi lên xe đánh ngựa rời đi thời tiết đã có chút lạnh đi đến ngã tư đường không phải chạy trốn cũng không phải bôn ba hết nơi này tới nơi khác thói quen sống chậm như vậy trang thư tình thật hưởng thụ nếu như cửa hàng làm ăn tốt tỷ tỷ mua một chiếc xe ngựa cho ngươi mùa đông đi đến trường cũng không phải chịu lạnh trang thư hàn há mồm nghĩ cự tuyệt nhưng lại nghĩ nếu thực sự dư tiền mua chiếc xe ngựa cũng tốt về sau tỷ tỷ đi nơi nào cũng có phương tiện về phần hắn là tuyệt sẽ không dùng một năm qua ăn nhiều đau khổ như vậy hiện tại tính sành ăn cũng không thể được duy trì như trước tiết kiệm thì khó mà xài tiền thì dễ hắn biết tỷ tỷ kiếm tiền rất khó khăn, hắn không thể để cho chính mình cơ hội để sống xa xỉ. Ta đã hỏi tham qua cuộc thi đồng thử ở huyện này rồi, phủ thử cùng viện thử có ba cấp bậc, huyện thử sẽ về lãnh sơn, người là thi đồng tử, ngoài những người cùng thôn bên ngoài có thể đậu lẫm sinh thì những người trong thôn rớt rất nhiều, đại bá hẳn là sẽ nguyện ý giúp việc này, lời nói của lúc nãy không biết Trần Tiên Sinh có nhiều học trò đã đậu lẫm sinh hay không

hắn muốn tìm một người để đi thi cũng không phải là việc khó người hảo hảo biểu hiện hắn sẽ không làm khó dễ ngươi bất quá còn về chuyện chúng ta đi hội nguyên phủ sợ là không thể gạt được đại bá dù biết thì đã sao đại bá biết thì càng cao hứng trang gia không chưa nói đến có người làm lẫm sinh ngay đến cả tú tài nhiều năm qua cũng không có lấy một người nếu tiếp tục như vậy trang gia cùng những người tầm thường có gì khác nhau trang thư tình kinh ngạc đại bá cùng đệ nói qua rồi ân mấy ngày kia ta đi thư phòng đại bá thường cố gắng hỏi ta vài câu kêu ta dụng tâm đọc sách trách không được đại bá coi trọng hai tỷ đệ bọn họ như vậy lúc trước còn tưởng rằng nàng biểu hiện tốt thì ra nguyên lai like đại bá là coi trọng là thư hàn mặc kệ thế nào đều tốt chỉ cần đại bá duy trì có chỗ cần giúp đỡ nghĩ đến hắn cũng sẽ không cản lại thư hàn trang thư tình đang muốn nói tiếp nghe được phía sau truyền đến một trận xôn xao sau đó là tiếng vó ngựa một chiếc xe con ngựa không biết bị cái gì kích thích giống như bị điên kéo theo xe ngựa riêng cuồng chạy đến người đi chung quanh đều sợ hã hô lên chay khỏi móng ngựa trang thư tình phản ứng đầu tiên chính là đem đệ đệ dùng sức đẩy ra theo quán tính khiến nàng lui về phía sau một bước chính mình muốn chạy lại chỉ cảm thấy bắp chân như nhũn ra bất động tốc độ con ngựa kia rất nhanh trong chớp mắt đã đến trước mắt trang thư tình cho tới bây giờ đều không phải một người chấp nhận số mệnh ngay tại chỗ này lan một vòng liền tránh đi được trên người bị chầy một mảng đau rát nóng bừng nguyên tưởng rằng chính mình cuối cùng chạy thoát nhưng lúc này ngựa lại hí dài một tiếng cả thân hình đứng dựng lên trách hướng đi bắt đầu chạy mà hướng đi là chạy đến chỗ trang thư tình đang nằm còn chưa kịp đứng lên chương 25, ân nhân cứu mạng tỷ tỷ trang thư hàn sợ tới mức sắc Mặt trắng bệch, trong đầu trống rỗng, đợi khi hắn phục hồi tinh thần lại thì đã nhào qua chỗ tỉ tỉ, mà con ngựa đang tung vó lên kia, cách hắn có nửa bước chân, thấy một màn như vậy mọi người đều kinh hô ra tiếng, có một số người quay đầu đi, không dám nhìn thảm kịch sắp phát sinh, t, phanh a, liên tiếp phát ra nhiều thanh âm vang vọng cả con đường, sau đó, nháy mắt liền yên tĩnh, không đau đớn như hắn đoán trước, rõ ràng đã đến xe ngựa trước mắt lại bị ném ra cách đó không xa, ngựa dẫy rủa đứng lên, không biết bị thương như thế nào mà không đứng lên được, chí có thể phát ra một tiếng gào thét, trang thư hàn không thể tin chừng mắt nhìn, sau đó mới nhớ tới tỷ tỷ đang bị mình đè lên, nhanh chóng đứng dậy, đỡ người lên, liên thanh hỏi, tỷ tỷ, có chỗ nào bị thương hay không, đợi trang thư tình ngẩng đầu lên, thấy vết thương trên mặt càng khiến trang thư hàn nóng nảy, dung mạo đối với nữ tử là quan trọng hơn cả cũng không thể lưu lại dấu vết tỉ tỉ ta nhớ rõ ở gần đây có y quán ta đỡ ngươi đến đó trang thư tình đương nhiên là đau, toàn thân xương cốt đều đau, nàng lăn một vòng rất vội vàng, vết thương là do bị cọ sát bởi đá cắt nhỏ, trên người vốn đã có chút bị thương, lại bị đệ đệ dùng sức nhấc lên, nàng cảm thấy trong trong ngoài ngoài nơi nào cũng đều đau, mà lúc này không phải thời điểm quan tâm việc này, ngựa sẽ không vô duyên vô cớ nằm ngã xuống đất, nương theo khí lực của đệ đệ đứng dậy, trang thư tình nhìn về phía người đang cách mình khoảng 3, 4 bước chân, một người nam nhân, một thân tử y, đầu đội tử quan, ngay cả ngọc bội bên hông cũng là màu tím, người bình thường sẽ không mặc đồ màu tím, càng không cần phải nói một người toàn thân đầy màu tím như vậy nhưng người này lại giống như trời sinh thích hợp với màu tím mà có lẽ do hắn có làn da trắng như bạch ngọc mắt đen như mực tướng mạo anh tuấn cùng khí thế bức nhân đáng tiếc sinh ra có một đôi môi mỏng nhưng không làm cho tướng mạo trở nên kém cỏi mà người như vậy thường có số bạc tình chính là lúc này vẻ mặt của hắn có chút kỳ quái đánh giá nam nhân này trong nháy mắt trang thư tình thật sâu thi lễ ân cứu mạng thư tình xin bái tạ trang thư hạ nhíu mày, khuê danh nữ tử có thể nào dễ dàng báo cho nam nhân xa lạ biết, dù là trong tình huống cứu mệnh thì cũng không nên, tiến lên một bước, hắn đem tỷ tỷ bảo hộ ở phía sau, trang thư tình há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn là không có phản đối, nàng không thể mãi đem thư Hàn bảo vệ ở nơi an toàn, việc này sẽ cản trở hắn trưởng thành, Thỉnh công tử báo cho biết tục danh, ân cứu mạng này, thư Hàn ngày khác sẽ đến cửa nói lời cảm tạ, nam nhân

nâng mắt lên nhìn lại, những người khác lúc nãy né tránh xe ngựa, nghĩ là đôi tỷ đệ này sẽ phải chết dưới móng ngựa nhưng không thể tin sẽ có người liều lĩnh đi cứu bọn họ, nói ra còn sợ người khác không tin, chính bản thân hắn cũng còn chưa lấy lại tinh thần, vừa rồi thế nào lại ra tay, nhìn về phía tiểu tử đối diện đang giấu người ở sau lưng, bạch chiêm giật mình, hắn ngồi bên cửa sổ tầng 2 ở trà lâu, trong lúc gặp nạn thấy tỷ tỷ đem đệ đệ đẩy ra, lại thấy đệ đệ xả thân bảo hộ tỉ tỉ tất cả hành động hắn đều thấy ở trong mắt, không hiểu sao, liền nghĩ tới mẫu thân đã mất tính tình của hắn rất cương liệt cùng với nương sống rất tùy ý, nương không sợ bản thân chưa cưới đã mang thai còn bị người nhà mẹ đẻ khinh thường cũng không chịu sửa lại tính tình, nàng bỏ nhà tự mình sinh sống, mặc kệ lời khuyên can của mọi người mà sinh hạ hắn, rõ ràng thương, hắn bảo vệ hắn như mệnh, nhưng biểu hiện lại không tim không phổi từ khi hắn sinh ra nàng đều mang hắn đi khắp nơi trên thiên hạ đi qua nam cương đầy độc vật nếu không phải đối phương cảnh giác thì hắn kém chút đều đem tài năng của phù thủy nam cương học hết cũng đã đi qua đại mạc đã từng ba ngày không có uống qua một giọt nước mệnh của nương kém chút nữa đã mất hắn đã từng theo thuyền rời bến lại bị lạc trên biển khơi mất nửa năm mới tìm được đường trở về cũng vì thế đã làm cải biến thể chất của hắn, nương từng cõng hắn leo lên những nơi băng tuyết bao phủ nhiều năm, đến nơi cao nhất của phương Bắc để lấy băng liên, nương dạy hắn rất nhiều, duy nhất là chưa từng dạy hắn hận tên nam nhân hại nàng cả đời bị người đời chê trách, sau khi lớn lên hắn từng hỏi nương có từng hận người đó không, hắn nghĩ, chỉ cần nương nói hận, hắn chắc chắn khiến nam nhân kia trả giá thật nhiều, mặc kệ hắn có thân phận ra sao, nhưng nương lại nói nàng không hận hắn một mực đều nhớ rõ lúc đó mẫu thân đã cười cười đến gương mặt đều tràn ngập hạnh phúc nương nói nam nhân kia từng muốn dẫn nàng trở về nhưng nàng không muốn bởi vì nàng không thích bị trói chặt ở nơi đó nàng không nói cho nam nhân kia biết nàng có thai bởi vì nàng yêu nam nhân kia cho nên nàng sinh ra đứa nhỏ của hai người rồi tự mình nuôi nấng lớn lên nàng triền miên trên giường bệnh không lâu cho đến trước lúc ra đi nàng mới nói cho hắn biết phụ thân là ai nguyên lai là người tôn quý nhất trên đời nàng tự mình lựa chọn không muốn đi tiếp nhận cái thân phận cao cao tại thượng kia mà tiêu dao nơi hậu thế mặc kệ hắn có muốn nàng đi như thế nào nàng vẫn không đồng ý mấy ngày trước khi qua đời kia nương nói nhiều nhất đó là khi xưa nàng cùng nam nhân kia gặp nhau yêu nhau nàng nhớ rõ nàng đã từng có những ngày tháng rất đẹp phảng phất như đã quên mất mấy năm nay nàng một mình nuôi nấng đứa nhỏ có bao nhiêu vất vả dù là như thế khóe miệng nàng đều mang theo ý cười hắn hiểu nương không muốn trong lòng hắn sinh hận chỉ vì nàng rõ ràng nếu trong lòng hận một người sẽ không sống được vui vẻ hắn cũng quả thật không hận bởi vì nương không có hận nương từng nói với nàng được biết nam nhân kia chính là hạnh phúc nương sau khi qua đời hắn liền làm theo nguyện vọng của nương đi một chuyến đến hoàng cung đem di thư nương nhờ hắn đưa cho nam nhân kia di thư kia hắn đã xem qua thật phù phù hợp với tính tình nương hắn biết nam nhân kia chỉ cần xem qua chắc chắn trong lòng sẽ gợi lên những ký ức về nương, hơn nữa sẽ khó có thể nào quên, không sợ hắn sẽ quên nhiều năm trước từng có một nữ tử tốt đẹp như vậy cùng hắn sống qua những ngày tháng vui vẻ, hơn nữa ở thời điểm hắn không biết lại vì hắn dưỡng dục một hài tử, bọn họ bộ dạng rất giống nhau, không người nào có thể hoài nghi hắn không phải con trai của người đó nhưng mà hắn cự tuyệt hết thảy những thứ nam nhân này cho hắn dù là đem kia vị trí cho hắn thì có tác dụng gì nói chung sẽ không đổi về được nụ cười cả đời cho nương mà cái nữ từ chưa trưởng thành trước mắt hắn này rõ ràng bộ dạng so với mẫu thân nửa điểm cũng không giống nhau nhưng lại khiến hắn nhớ tới mẫu thân lúc mà chính hắn còn chưa có kịp phản ứng thì đã đứng ở đây rồi bởi vì chính mình ra tay kịp thời nên nàng chưa bị thương, hắn thậm chí còn thấy có chút may mắn, ai u, thanh âm là từ trong xe ngựa truyền tới, nhớ đến âm thanh lúc nãy, trang thư tình cảm thấy những người trong xe ngựa khẳng định bị thương so với nàng còn nghiêm trọng hơn, đương nhiên, cũng may mắn người bị thương là đối phương, bằng không nàng cùng thư hàn hôm nay có thể giữ được mệnh hay không đều không thể nói trước, thư hàn lúc đó bảo vệ cho nàng, khi nhớ đến hậu quả của việc này, nàng không khỏi nắm lấy cánh tay đệ đệ, lòng vẫn còn tràn đầy nỗi khiếp sợ. Trang Thư Hàn theo bản năng quay đầu, thấy tỷ tỷ sắc mặt trắng bệch trên trán đổ đầy mồ hôi, nhất thời đem việc khác đều để ở một bên, vội xoay người lại đỡ lấy tỷ tỷ, vội vàng hỏi, tỷ tỷ, có phải bị thương nặng hay không? Trang Thư tình lắc đầu, đều là thương tích nhỏ, không đáng gì, trở về bôi chút thuốc là tốt rồi, tốt, chúng ta liền trở về, Trang Thư Hàn chỉ cho rằng tỷ tỷ là không muốn để hắn lo lắng mới nói như vậy, quay lại nhìn nam nhân đối diện cúi xuống thật sâu, nói một lần nữa, thỉnh công tử lưu lại tục danh, Thư Hàn ngày khác ổn thỏa sẽ tới cửa nói lời cảm tạ, Bạch Chiêm, Bạch Chiêm trả lời Trang Thư Hàn, nhưng ánh mắt lại dừng ở trên người Trang Thư tình chậm rãi nói ra tên của bản thân, không để ý tùy Tùy tùng chung quanh đã suýt sớt cầm, phân phó nói, đi lấy một chiếc xe ngựa lại đây, đưa bọn họ về, một đám Tùy Tùng còn chưa có thấy qua hình tượng công tử nhà bọn họ bình dị gần gũi như thế khi phục hồi tinh thần lại không có người nào thanh âm nào phát ra bạch chiêm mặt mày thoáng nhướng lên ngữ điệu càng nhẹ đi vài phần là ta tự mình đi lấy a à, a à, không không công tử chúng ta đi chúng ta đi một đám người nhìn công tử nhà mình quá mức ôn nhu liền sợ tới mức hồn đều rớt xuống người phản ứng nhanh nhất nhanh chóng đi lấy xe ngựa công tử bọn họ từ trước đến giờ đều chưa từng ngồi xe ngựa nên bọn học đành phải đi mượn của người khác, ân, mượn, còn phải xem công tử về sau có dùng nữa hay không mới được. Phản ứng hơi chậm một chút đều cảm thấy thầm hận bản thân mình không thôi. Công tử như vậy bọn họ không có kinh nghiệm hầu hạ a. À. Những người trong xe rốt cục đều bước ra ngoài, đầu tiên là một bà tử tráng kiện, búi tóc tán loạn, châu hoa đều rối loạn, nhìn chật vật không thôi. Khi bỏ ra thấy có nhiều người nhìn chằm chằm nàng như vậy liền nhất thời nổi giận, nhìn cái gì vậy? Chưa thấy xe ngựa có con dấu của liễu phủ hay sao, nếu như tứ tiểu thư của chúng ta có mệnh hệ nào, tất cả các ngươi đều chạy không thoát, hung dữ như vậy liếc mắt nhìn mọi người, dừng ở trên người hai tỷ đệ trang thư tình ánh mắt càng trở nên hung ác, rõ ràng là xe ngựa của các nàng tự mình gây họa, một đường không biết làm bị thương bao nhiêu người, còn kém chút gây ra án mạng, thái độ trước mắt này ngược lại là muốn trách lên người những người qua đường sao, người vây xem đều căm giận, tuy nhưng nhớ đến đối phương là người Liễu gia, cũng chỉ dám ở trong lòng phát giận, bà tử mau nghĩ biện pháp, tiểu thư đầu bị dập đã đổ máu, bà tử nhất thời hơi thu lại khí thế dùng cả tay chân bò vào lại trong xe ngựa, mọi người vây xem không biết tứ tiểu thư kia rốt cuộc bị thương như thế nào, trong lòng lại cảm thấy rất thống khoái, họ Liễu gợi lên ký ức của trang thư tình, không biết Liễu gia này cùng Liễu Tam tiểu thư kia có phải hay không là một nhà, Bạch Chiêm một mực nhìn trang thư tình, trang thư hàn trong lòng để ý, đứng ở phía trước tỷ tỷ ý đồ ngăn lại tầm mắt của hắn, hắn tuy mặc dù chỉ là đứa nhỏ nhưng tính cảnh giác lại rất cao, nhưng dù sao cùng nam tử trưởng thành so sánh thì vẫn là chịu thiệt không ít. Huống chi Bạch Chiêm mặc dù là nam tử trưởng thành nhưng cũng là hạc trong bầy gà, trang thư tình là linh hồn của người thành niên, tất nhiên là sẽ cảm giác được tầm mắt Bạch Chiêm, dù sao tầm mắt kia cũng không có ác ý, nàng cũng không biết phải như thế nào, thích thì cứ nhìn, cũng không mất khối thịt nào trên người, dù sao cũng là nàng nhập vào một khối túi da có bộ dạng không kém đi ở trên đường bị người chú ý là chuyện thường nhưng mà cũng không thể giả bộ hễ có nam nhân nhìn liền tạo ra một bộ dáng thẹn thùng tránh né mặc kệ liễu tứ tiểu thư trong xe ngựa cùng với tam tiểu thư đã giúp nàng có phải cùng một nhà hay không, bây giờ nơi này đều là thị phi, nàng chỉ là một người dân bình thường không nơi nương tựa, ai cũng đều không thể trêu vào, cho dù nàng không cố ý hại người cũng không có người có thể phân xử cho nàng, chắn chắn phải ăn mệt rồi, chẳng bằng trước cứ rời đi là thượng sách, vỗ vỗ vai thư hàn, trang thư tình từ phía sau đi ra một bước, đối với bạch chiêm cúi đầu, ân cứu mạng về sau sẽ bái tạ, tỷ đệ chúng ta trên người đều có vết thương đi trước xin cáo từ không vội xe ngựa sẽ đến không dám nhọc công tử sợ phiền phức bạch chiêm ngắt lời nàng chỉ là một liễu gia thôi đối với công tử mà nói thì đó chỉ là một liễu gia nhưng đối với tỷ đệ chúng ta mà nói cũng là việc to lớn dù ăn chút mệt thì cũng có thể bảo đảm bình an của bản thân trang thư tình lại quỳ gối thi lễ không nói gì nữa liền lôi kéo đệ đệ rời đi, tuy nàng không nghĩ tranh cãi đúng sai trong việc này, nhưng người khác lại không nghĩ như vậy, hai người các ngươi đứng lại, là bà từ kia vừa mới từ trong xe ngựa bỏ ra, hai người mặc bạch y và lục y, chính là các ngươi, thư hàn hôm nay mặc là một thân áo choàng trắng mới tinh, còn nàng là một thân xanh biếc, trang thư tình thở dài, nàng chính là nghĩ giả bộ không nghe thấy cũng không được, chút thời gian ấy hộ vệ đối phương đã đuổi đến, nghe thấy lời bà tử nói cũng không vì thế mà dừng lại, đem tỷ đệ hai người tính cả Bạch Chiêm cách bọn họ rất gần vây lại, thủ hạ của Bạch Chiêm vẫn không nhúc nhích nhưng mà trong mắt hiện lên vẻ đồng tình khiến người ta không hiểu, quay đầu lại, trang thư tình nhìn thấy bà tử kia cùng một nha hoàn tuổi còn trẻ đang giúp đỡ một nữ tử đi đến, tóc bên thái dương hơi loạn, trên mặt tràn đầy thần sắc ủy khuất, ánh mắt phiếm thủy quang vừa thấy đã thương, khuôn mặt vốn đã mỹ lệ giờ tăng thêm vài phần nhu nhược, khiến người nhìn không rời mắt được, nếu không có bà tử ác độc lúc trước, trang thư tình cũng nguyện ý tin tưởng đây thật sự là một cô nương mềm mại, đáng tiếc nàng trước tin tưởng có chủ tử thế nào liền có tôi tớ thế nấy nàng cũng không nói chuyện, chờ hành động của đối phương, về phần bạch chiêm, nàng sẽ không ngốc nhận thêm nhiều việc, đem trách nhiệm đều đổ lên đầu mình, để hắn đi ra ngoài, bởi vì lời của hắn, bất quá chỉ là một liễu gia, hắn có thể nói như vậy thì nàng đã biết đây là người không dễ chọc, vẫn là việc không cần nàng ôm vào thân, nhưng có người sốt ruột khó nén hướng đùi nàng đẩy đẩy, trang thư tình thấy hắn không quản, hẳn thoát thân là chuyện dễ dàng, nhưng nếu nếu bây giờ hắn nguyện ý đưa tay giúp đỡ thì tỷ đệ các nàng ngày hôm nay mới có khả năng thoát khỏi cái rắc rối này. Về phần lợi dụng ân nhân cứu mạng có phải rất ti bỉ hay không, nàng hiện tại cũng không nghĩ nhiều được như vậy. Đợi khi liễu tứ tiểu thư nhìn sang ánh mắt liền tỏa sáng, ánh mắt một mực hướng trên người bạch chiêm, nàng càng xác định chủ ý của mình là đúng. Bà tử tuy rằng ta bị thương, nhưng cũng là ngựa của chúng ta không khống chế được mà chạy loạn, nếu không có vị công tử này ra tay trượng nghĩa hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi, có khi còn dẫn đến chết người. Mọi người vây xem nhẹ nhàng thở ra, quả nhiên là tiểu thư gia đình lớn, khí độ chính là không giống với người khác. Người đã đẹp tâm còn đẹp hơn, trách không được có lời đồn đãi liễu ra tứ tiểu thư tài mạo song toàn. Dù là chủ phủ phu nhân cũng vì trưởng từ nhà mình mà thỉnh bà mối tới cửa cầu thân, từ đầu đến cuối, liễu tứ tiểu thư đều không liếc mắt nhìn qua tỷ đệ hai người. lúc này nàng đợi là phản ứng vị của vị tử y công tử này có thể có thanh danh tốt truyền ra tài mạo đương nhiên là nguyên nhân trọng yếu tuy nhiên không có chút thủ đoạn khác của bản thân cũng tuyệt đối không có khả năng vị trí thứ nhất đến phiên nàng lấy được người có mắt sẽ biết nhận thức người nào có thể nhờ cậy dù là liếc mắt nhìn nàng liền có thể nhìn ra ba người này đều không phải cùng một loại người người khác không biết nhìn nhưng nàng lại biết tử y công tử một thân tử y kia dù có tiền cũng không mua được tàn ti ngàn năm sản xuất ra chưa đến hai mươi thất vải hàng năm đều nằm trong danh sách cống phẩm của triều đình không cần nói bách tính bình dân dù là quan lại bình thường cũng không thể thấy được chỉ có người được thánh thượng cực kỳ sủng ái mới có khả năng được ban cho đến nàng phải được chủ phủ phu nhân yêu ái mới may mắn được nhìn thấy thế nhưng người kia cũng không thèm trân trọng vị trước mắt này không giống như những người bình thường khác nâng niu mà lại đem vải ti tầm này mặc lên người hơn nữa nhìn bộ dáng cũng không giống giống như yêu quý lắm phải là người như thế nào mới có khả năng đem thứ này coi như không có gì việc người cầu thân trước mắt công tử chủ phủ thân phận là cao nhất nếu không có lựa chọn tốt hơn hôn sự của nàng hẳn là liền định xuống nhưng mà lúc này nàng cũng không nghĩ gật đầu nữa có một số người không cần tiền hô hậu ủng cũng không cần biểu hiện ra vẻ không ai bì nổi chỉ cần đứng ở nơi đó liền có thể kiến nhân không dám nhẹ xem nàng sẽ không nhìn nhầm nhưng mà thời gian đợi như thế này có phải quá dài hay không bà từ kia rất nhanh nhạy cũng biết tiểu thư mình hầu hạ nhiều năm có chú ý gì mắt thấy đối phương không tiếp lời ánh mắt cũng đều không có cho tiểu thư nhà mình một cái nhanh chóng đem lời nói tiếp miễn cho tiểu thư khó xử tiểu thư tâm địa ngài chính là rất tốt nếu không có bọn họ ngăn cản đường đi chờ hộ vệ đuổi theo tất nhiên là có thể đem ngựa áp chế lại ngài lại như thế nào có thể thành như vậy máu đều đã đem khăn tẩm ướt, trở về phu nhân sợ là muốn lột ra lão nô, chàng thư tình nhìn nơi nha hoàn đang dùng khăn che lại, ngay cả chút tơ máu cũng đều không thấy, tay mắt lanh lẹ giữ chặt người đang muốn phản bác, chàng thư tình đối với đệ đệ lắc đầu, mặc kệ đối phương là một tiểu thư liễu gia thì thế nào, tóm lại không phải là người tỷ đệ bọn hắn có thể trêu chọc vào, nén giận tuy thật sự ủy khuất nhưng cũng là phương thức bảo toàn chính mình, điểm giác ngộ này nàng vẫn biết bạch chiêm lông mày dơ dơ lên nếu là lúc này bị bao vây là nương hắn phản ứng đầu tiên chỉ sợ sẽ là vung roi lên làm sao có thể để người ở trước mặt nàng bóp méo lý lẽ người này vừa giống nương nhưng cũng không giống nương bất quá từ biểu hiện của các nàng có thể thấy được nàng là người thông minh biết rõ cứng rắn đến cùng sẽ phải chịu thiệt nếu còn muốn tiếp tục tranh luận đó không gọi là người có dũng khí mà phải nói là ngu xuẩn hắn chính là thích người thông minh chân chính mà không phải loại tự cho mình là thông minh này kỳ thực thật buồn cười ánh mắt người kia sao lại không thành thật như vậy a à? ta phải móc ra xem thử nó như thế nào liễu tứ tiểu thư thế nào cũng không nghĩ tới đợi nửa ngày lại đợi được một câu nói như vậy nàng biết đây không phải uy hiếp mà đối phương thực sự dám làm như thế biết rõ nàng là tiểu thư liễu gia còn dám làm như thế hắn dựa vào cái gì hay là hắn đến từ kinh đô cái ý nghĩ này vừa xuất ra liễu tứ tiểu thư vừa sợ hãi lại vừa có một tia hưng phấn nếu có thể gả đến chỗ thế gia đại tộc có chút gốc gác lớn thì đây cẩn thận giấu tốt ánh mắt mình liễu tứ tiểu thư cúi đầu xuống khẽ cắn môi đỏ mọng giống như phải chịu ủy khuất rất lớn bạch chiêm nửa điểm mặt mũi cũng không cho cười nhạo một tiếng ý bảo xe ngựa đang bị ngăn cản ở ngoài vào đây thủ hạ không dám trì hoãn, hai ba chiêu liền giải quyết nhanh gọn những người chặn đường, dắt xe ngựa đi đến trước mặt công tử, đi lên, lời này là nói với Trang Thư Tình, Trang Thư Tình chỉ trần chờ một cái chớp mắt, liền lôi kéo đệ đệ lên xe ngựa, trên người nàng thật sự vô cùng đau đớn, lúc đó dùng không chút khí lực nào nhưng khi Thư Hàn nhào tới khẳng định cũng bị thương không nhẹ, đưa tỷ đệ bọn họ trở về, vâng, công tử, màn xe buông xuống trang thư tình trong xe ngựa đối với bạch chiêm vén áo thi lễ lại không nói nửa câu phần nhân tình này nàng thiếu quá nhiều qua hôm nay phải đi hỏi thăm một chút bạch chiêm này có lai lịch thế nào có một số người nhân tình kiếm được cũng không phải tốt như vậy chỉ mong lão thiên có thể giúp nàng một hồi đừng làm cho cuộc sống của nàng ngày qua ngày càng khổ cực thêm cứu ta đau nộn nộn thanh âm không biết từ nơi nào truyền đến trang thư tình theo bản năng trong xe ngựa nhìn một vòng xe ngựa lớn như vậy tuy rằng nhiều chỗ trống nhưng cũng không thể giấu đứa nhỏ bên dưới được vậy thanh âm kia là từ chỗ nào đến còn tiếp các phần tiếp theo sẽ được gửi đến các bạn trong các số tới mong các bạn đón nghe like xe và đăng ký kênh để được nghe nhiều bộ truyện hấp dẫn hơn cảm ơn các bạn